Vậy cầm đầu nam tử hướng hào quang ngai vàng đi tới, Diệp Thần lấy là hắn sẽ thẳng ngồi ở phía trên, ra Diệp Thần dự liệu phải, hắn đi tới khoảng cách vậy ngai vàng 3 mét địa phương xa liền dừng lại. Vậy ngai vàng vốn là hơi hiện lên hào quang bỗng nhiên tăng mãnh liệt mở, nổ tung dài hơn 1 mét, đạo văn nhanh chóng lưu chuyển, vòng quanh ngai vàng nhanh chóng lững lờ. Chủ nhân, vậy ngai vàng ta có thể cảm giác được, nó ở kháng cự. Tiểu Hoàng bỗng nhiên truyền âm nói. Diệp Thần nghĩ đến trước Tiểu Hoàng có thể cảm giác được ngai vàng mừng, giận, buồn, vui, cảm thấy rất là thần kỳ, rõ ràng chỉ là một vật chết, vì sao sẽ xuất hiện tâm trạng chập chờn, còn có rõ ràng sở thích. Chẳng lẽ cũng không phải là như bề ngoài nhìn như vậy đơn giản, vậy ngai vàng thật ra thì cũng là một cái pháp khí sao? Bên trong chẳng lẽ có khí linh tồn tại? Diệp Thần trong lòng suy đoán, nhưng là cũng không thể xác định. Hắn vô tâm chú ý những chuyện này. Nếu không phải bây giờ bị đám này xanh đậm tộc nhân trận cái tránh, hắn đã bắt đầu tìm Kỳ Tư Thanh. Phía dưới lại xảy ra dị biến, ngai vàng bạo khởi màu vàng hào quang tựa hồ chọc giận vậy cầm đầu người đàn ông, hắn từ từ chia tay ra, trên lòng bàn tay tràn đầy màu xanh ngọn lửa nhấp nháy, cực kỳ giống u minh lửa, liên quan không khí cũng bị đốt đứng lên, lại để cho người không cảm thấy được một chút nhiệt độ, vừa vặn ngược lại. Trong đại điện nhiệt độ bởi vì cái này ngọn lửa màu xanh ra trời hiện lên lập tức giảm xuống mấy độ. Ngọn lửa này, không, gọi là màu lam băng diễm thích hợp hơn, hướng vậy ngai vàng đè ép xuống. Hai bên tiếp xúc trong nháy mắt, màu vàng hào quang lập tức đại thịnh, đạo văn đổi được hơn nữa rõ ràng. Rắc rắc, giòn vang tiếng liên tiếp vang lên, tựa hồ có cái gì từ vô hình vỏ trứng bên trong nứt ra xác ra. Đạo văn đường vân đổi được lớn hơn. Mình mông khí thức cổ xưa ầm ầm hạ xuống, tràn ngập ở cả tòa đại điện bên trong. Nhiệt đồ! Một giọng nói bất ngờ nổ vang. Cái thanh âm này cũng không phải là dùng lỗ tai nghe được, mà là ở linh hồn chỗ sâu trực tiếp vang lên. Diệp Thần trong lòng nghiêm nghị, lúc nào vật này lại chui vào mình linh hồn. Mình ẩn thân ở cột bên trên, lại phảng phất không chỗ ẩn trốn vậy, bị trực tiếp tìm được. Diệp Thần tỉnh bơ. Âm thầm ở linh hồn quanh mình dùng hồng mông đại tinh không bày tầng tầng phòng vệ. Bọn họ là vĩnh hằng ma tộc, Tiểu Hoàng thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Diệp Thần ngẩn ra, ngươi làm sao biết? Mới vừa ta được báo cho biết liền như vậy một đoạn lịch sử. Tiểu Hoàng tiếp tục truyền âm nói. Đại điện này là vĩnh hằng thần điện, cũng không phải là những thứ này có xanh đậm ra vĩnh hằng ma tộc xây dựng. Bọn họ tuy là vĩnh hằng hư không dân bản địa, nhưng là vĩnh hằng thần tộc trí âm mặt. Tương truyền vĩnh hằng thần tộc ở vĩnh hằng hư không bên trong thai nghén mà sống, có rất nhiều chi nhánh, mà vĩnh hằng ma tộc cũng theo đó mà sống. Hai tộc trời xanh liền là tử địch, nhưng thần tộc thế mạnh, đem ma tộc thật sâu đè ở một vùng ven không được phản kháng. Tuổi sinh tháng dài, vĩnh hằng thần tộc đản xuất thần vương, bị thiên địa ban thưởng pháp danh vĩnh hằng thần vương. Vĩnh hằng thần vương khám phá hư không mộ đạo lập thành thần, nhưng là bởi vì trước theo dõi thiên cơ bị rơi xuống thiên địa hạo kiếp. Vĩnh hằng thần vương ở lịch kiếp lúc đó, vĩnh hằng ma tộc ở thần tộc cường giả toàn bộ kháng cướp lúc đó, thừa dịp hư mà vào, dẫn hư không hung thú nhập thánh vực, đem thần tộc tộc nhân tàn sát hầu như không còn. Thiên địa hạo kiếp diễn ra 9x981 ngày, thần vương hơi thở yếu ớt, thần tộc cường giả toàn bộ tan thành mây khói, thần thức trở về liền thấy tộc nhân gặp hạo kiếp. Thốt nhiên giận dữ, trong lòng hận ý nhất thời, nhưng thực lực đại tổn, nhưng lấy cá chết lưới rách chi tâm. Lấy sức một mình chém chết ma tộc thống lĩnh, kéo thương thế biến dạng không gian trốn vào hư không. Mà cái này trong đại điện ngai vàng vốn là vị kia vĩnh hằng thần vương vật, thần vương ở thành thần trước liền một mực ngồi trên ngai vàng tu luyện, ngai vàng hàng năm dính hắn hơi thở, sau đó càng bị thánh khí bồi bổ, sinh ra sơ có trí khôn linh thể tới. Ở vĩnh hằng thần tộc gặp gỡ hạo kiếp lúc đó, có rất nhiều linh hồn bị ngai vàng thu bảo vệ trong đó, mới có thể cất giữ đến nay. Diệp Thần nghe tới, chỉ cảm thấy vạn phần ngạc nhiên. Nơi này cùng Vĩnh Hằng Thánh Vương Vĩnh Lão có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đời trước Luân Hồi Chi Chủ và Vĩnh Hằng Thánh Vương Tổ Tiên quen biết, mà vậy trước Tổ, liền là tới từ nơi này Vĩnh Hằng Thần Tộc. Rồi sau đó, lại là ở vực ngoại sáng lập Vĩnh Hằng Nhất Tộc. Dĩ nhiên trong này cụ thể chuyện gì xảy ra, Diệp Thần cũng không biết, bất quá tuyệt đối và Vĩnh Lão có liên quan. Hắn vốn là và Vĩnh Hằng Thánh Vương quen biết, mà Vĩnh Hằng Thánh Vương coi như là cái này Vĩnh Hằng thần tộc đời sau, tự nhiên sẽ để cho vậy ngai vàng cảm giác thân mật, bởi vì trước Tiểu Hoàng được hư không lực đồng ý,
ngai vàng linh thể liền vậy mượn cơ hội một cổ não cầm đoạn lịch sử này giải thích cho tiểu hoàng. Cái này phiến vĩnh hằng hư không tự có nhân quả, chính là cùng vĩnh hằng thánh vương tướng bởi vì tướng quả. Diệp thần nghe được không khỏi thổn thức, vĩnh hằng thần tộc bởi vì một người tới thịnh, lại bởi vì một người tiêu diệt. Lúc này, vậy ngai vàng cũng đã bị màu xanh da trời băng diễm hoàn toàn bao phủ, màu vàng hào quang tấp tấp văng tung tóe, lui cư một mét chỗ, màu xanh da trời băng diễm không cách nào nữa tiến thêm, hai phía tạm thời rơi vào giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Vậy ma tộc nam tử hừ lạnh một tiếng, đổi thành trưởng là chỉ, rất miễn cưỡng ở màu vàng hào quang trên lái ra một cái chỉ một cái hơn chiều rộng quang động tới. Kim quang giống như là bọt khí vậy, phát ra bể tiếng vang, mắt thấy sẽ bị màu xanh da trời băng diễm xâm nhập, trong đại điện nhiệt độ chợt giảm xuống, đổi được âm trầm. Hống! Vạn hồn gầm thét! Diệp thần hồn thể ra tạm thời xây dậy thành lũy, lại bị một tiếng này giống to làm vỡ nát. Đây là chết đi vĩnh hằng thần tộc phát ra gầm thét, thể bảo vệ thần tộc thánh điện. Tiểu hoàng thống khổ được bưng kín đầu, diệp thần linh hồn mạnh mẽ, lại có luân hồi hồn thể bảo vệ, cũng không có bị rất nhiều ảnh hưởng, nhưng vẫn là cảm giác được chút tức giận tâm trạng. Diệp thần cảm nhận được tiểu hoàng căng thẳng, vội vàng chia tay ra đè ở hắn trên người. Tiểu hoàng hai mắt nhắm nghiền, nhìn như bị vậy linh hồn chỗ sâu tiếng gầm gừ hoàn toàn đốt. Lại mở ra hai tròng mắt chớp động đỏ xanh vẻ vô cùng giận ánh sáng, vành mắt sắp nứt, tựa hồ một khắc sau thì phải lao xuống cùng những cái kia ma tộc đại chiến một phen. Suy, Diệp thần nặn quyết, hơn nữa vận dụng hồng mông đại tinh không, ở tiểu hoàng linh hồn chỗ sâu hét lớn một tiếng, đem tiểu hoàng từ vạn hồn chấn nộ tâm trạng bên trong thức tỉnh. Tiểu hoàng tròng mắt bên trong chậm rãi hiện ra một chút trong sạch. Tiểu hoàng, chuẩn bị xong, chúng ta tìm một cơ hội sẽ rời đi nơi này. Diệp thần truyền âm nói. Tiểu hoàng quơ quơ đầu, hồi lâu tỉnh hồn lại, lo âu nói, được, chủ nhân. Cái này linh thể tâm trạng có thể bị nhiễm ta sợ mình lại làm ra chuyện gì, bỗng dưng chọc thị phi. Không có sao, có ta ở. Diệp thần trấn an nói. Phía dưới hai phía đấu tranh đã tiến vào giai đoạn ác liệt, Diệp thần thúc dục phát trong cơ thể linh lực, câu thông linh nhi. Vận dụng hư linh thần mạch lực lượng ngón tay nhập lại như đao chậm rãi đâm vào không gian bên trong, lặng lẽ mở ra một cái hư không kẽ hở tới. Hư không ra dòng nước ngầm phun trào, tuy có tiếng vang, nhưng trong đại điện tiếng đánh nhau lớn hơn, không có ai phát hiện trên đại điện phương Diệp thần và tiểu hoàng. Diệp thần đem hư không kẽ hở tiến một bước mở rộng, hai tay cầm liền hướng hai bên lôi kéo mở, vừa định trốn vào trong đó, liền thấy được một cái móng nhọn hướng hắn dò xét tới đây. Diệp thần nhanh chóng rút lui hồi đến trong đại điện, vậy móng nhọn ở tiếp xúc tới đại điện không gian lúc đó, tựa như bị điện một tí, ngay tức thì lại rụt trở về. Đây là một cái hư không hung thú, chính là bị phía dưới vậy xanh ra nam tử làm thú cưỡi vậy một cái. Thất sách! Ai có thể nghĩ tới cái này một cái hư không hung thú lại ở chung quanh đại điện trong hư không săn ăn nghỉ ngơi, gặp trong hư không nứt ra khe hở liền chạy tới điều tra, và Diệp thần đụng thẳng. Hư không hung thú móng nhọn thượng nhục mắt có thể thấy được mất rất một khối da thịt, hư không ngọn lửa đen lập tức đem móng của nó bao vây lại. Ngao! Hung thú bị đau, hướng về phía Diệp thần vị trí hét lớn một tiếng. Phía dưới nam tử kia tựa hồ có cảm ứng vậy, hướng phía trên nhìn lại. Người nào? Hắn hét lớn một tiếng, bản và ngai vàng đánh được liền lửa giận khó khăn thích, phát hiện không gian bên trong vẫn còn có bên kia tồn tại, cũng sẽ không phản ứng ngai vàng. Lập tức nhảy ra tới vài mét, hướng về phía Diệp thần phương hướng bắn ra một đoàn màu xanh ra trời băng diễm tới. Vậy đoàn băng diễm đụng vào Diệp thần đứng cột bên trên, giống như là đụng lên cái gì tới cứng rắn cực cứng chắc vật vậy, lập tức vỡ vụn ra đi. Diệp thần cũng sẽ không ẩn núp, và tiểu hoàng từ cột bên trên trôi giạt rơi vào trong đại điện. Bọn họ mới vừa đứng yên trên mặt đất, liền bị chung quanh một đám vĩnh hằng ma tộc vây quanh vòng tròn. Người xâm nhập. Lúc trước nam tử kia há mồm nói, hắn đi về phía trước tới, chung quanh người ma tộc là hắn trở lại một cái lối đi. Hắn đen thui như mực tròng mắt nhìn về phía Diệp thần, bên trong chớp động lạnh như băng lam diễm, mang rõ ràng định ý. Ngươi không phải là vĩnh hằng hư không người trong, vì sao xông vào? Diệp thần thu liễm hơi thở, nhẹ nhàng vuốt thần giác, đúng mực nói, ta đúng là không phải vĩnh hằng hư không ở giữa người, ta tới nơi này chỉ vì một vật. Bắt được liền sẽ rời đi. Nam tử nhìn Diệp thần, mặc dù một đôi mắt chỉ có như mực một màu sắc giống vậy,
nhưng Diệp Thần cảm giác được hắn đang đánh tính mình, tựa hồ ở tính toán hắn phải chăng là nói thật. Ta đối các ngươi cũng không địch ý, tiến vào đại điện cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp thôi, nếu như có thể, chúng ta hiện tại là được rời đi. Diệp Thần nói. Vừa nói, Diệp Thần liền ào ào xoay người, hướng đại điện cửa đi tới. Nam tử kia giương tay một cái, cửa điện ầm ầm đóng cửa. Bổn vương có để cho các ngươi rời đi sao? Vậy thanh âm nam tử uy nghiêm, hai tay nặn quyết liền ở Diệp Thần và Tiểu Hoàng quanh mình bày một vòng băng diễm cũi tới. Diệp Thần chỉ cảm thấy được da bị hơi lạnh dính rất không thoải mái, Tiểu Hoàng vậy lạnh đắc ý rụt một tí. Ngươi trên người có thần tộc hơi thở và nhân quả, nhưng mà vĩnh hằng thần tộc sau đó. Nam tử kia nói, không, không đúng, không phải hậu nhân, ngươi cùng vậy vĩnh hằng thần vương hậu nhân nhưng có liên quan. Diệp Thần trong lòng một lần, tự nhiên lắc đầu nói, chưa từng biết. Nam tử cười lạnh một tiếng, nói cái đó cái ghế rách có thể không phải là nói như vậy. Thần tộc không thể tha, chịu chết đi. Nam tử kia vừa nói rồi đột nhiên nắm chặt quả đấm, băng diễm cũi bất ngờ thu vào, mắt thấy thì phải giam cầm ở Diệp Thần và Tiểu Hoàng trên mình. Diệp Thần trùng trùng hừ ra một tiếng, trên người linh lực đại tăng, trần bia bảo vệ, đem vậy băng diễm rất miễn cưỡng đẩy lên. Ta biết vĩnh hằng thần vương hậu nhân thì như thế nào? Và hắn quan hệ không cạn thì như thế nào? Ta cùng các người vĩnh hằng ma tộc không có sâu xa, ngươi như cố ý kêu đánh kêu giết, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Cười nhạo. Nam tử kia gặp băng diễm không làm gì được Diệp Thần, nhíu mày, liền trở tay vung ra một chưởng tới, dấu tay kia càng đổi càng lớn, một đường hướng Diệp Thần bay tới, ở cạnh tiếp Diệp Thần thời điểm đã biến thành mấy chục mét cao, chưởng ấn khoan hậu. Ngón tay to dài. Diệp Thần không tránh không tránh, vậy đưa tay điểm ra chỉ một cái tới, mảnh khảnh đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm ở đó phương thế tới hung hung trưởng ấn bên trên, lại đem dấu tay kia bứa ở giữa không trung, lại không được tiến thêm. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay nhọn bưng chỗ sáng lên lau một cái quang tới, trưởng ấn chạm đến đầu ngón tay chỗ bị ánh sáng dính, xanh nhạt vẻ trưởng ấn lại lấy Diệp Thần đầu ngón tay là trung tâm đung đưa từng cơn rung động. Rung động lướt qua cứng rắn là sinh ra tắc thốn liệt vết tới. Nam tử kia giương ra năm ngón tay, hư nắm thành quyền, xanh nhạt trưởng ấn bỗng nhiên biến hóa, hóa thành một cái to lớn quả đấm, từ trên xuống dưới hướng Diệp Thần đập xuống. Oanh! Diệp Thần cũng thay đổi chỉ là trưởng, đón đầu sộ quyền đánh ra. Đại thiên trọng lâu trưởng. Một trưởng này nhìn như không bắt mắt, nhưng là hôi ra quỹ tích nhưng phảng phất có vũ trụ tinh không lực, lại là như vậy mênh mông. Những thứ này tinh không nhưng phảng phất lại là như vậy yếu ớt, ước chừng cần một trưởng này, là được đập bể chạy đi. Một trưởng ra, chấn vỡ hoàn vũ, nghiền ép tinh thần. To lớn kia quả đấm ngay tức thì bị đập bể chạy đi, hóa thành tí ti lam diễm hướng quanh mình văng tung tóe chạy đi. Những cái kia vây quanh Diệp Thần vĩnh hằng các ma tộc nhất thời gặp ương, có một ít thực lực yếu hơn lại trực tiếp bị màu xanh ra trời băng diễm chiếm đoạt. Hóa thành một pho tượng đá, lại bị lam diễm thiêu hủy hầu như không còn. Nam tử kia như là không nghĩ tới Diệp Thần sẽ có thực lực mạnh mẽ như thế. Hắn tuét miệng cười một tiếng, có ý tứ. Ta đã rất lâu không có đụng gặp có thể chống lại ta cái này 9 tầng trời ma diễm trưởng người. Chung quanh những cái kia vĩnh hằng ma tộc hướng bên ngoài thật nhanh chạy đi, cửa điện lần nữa bị đẩy ra tới. Ta đây muốn xem ngươi có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tới khi nào. Nam tử kia nói, cũng không để ý dưới quyền đã hoàn toàn rời đi. Nam tử kia lộn một cái cổ tay, trong tay liền nhiều một cán màu xanh da trời súng trường tới, thân súng toàn thân thiêu đốt màu xanh da trời băng diễm, hắn giơ lên súng trường chỉ hướng Diệp Thần, cao giọng nói, ta chính là cái này vĩnh hằng hư không bên trong vĩnh hằng thánh vực vương, ngươi có thể xưng ta là vĩnh hằng ma vương. Nhớ là ai đem ngươi chém giết? Diệp Thần chỉ cảm thấy được buồn cười. Vĩnh hằng thần vương đó là chí cao chí cường tồn tại, cái này vĩnh hằng ma tộc thân cư vĩnh hằng hư không bên trong, tự xưng là ma vương, hẳn là buồn cười. Diệp Thần vậy coi là thật bật cười, trên mặt vẻ đạm mạc hoàn toàn chọc giận vĩnh hằng ma vương. Hắn bạo giận dữ hét, để mạng lại. Diệp Thần tự nhiên không sợ, tay cầm Long Uyên Thiên Kiếm, quanh thân bộc phát ra cực mạnh võ đạo ý vận. Võ đạo trung cực, không không lúc nào không. Để cho ngươi xem vì sao là chỉ thủy. Diệp Thần trong miệng ngâm sướng, thần bí không không lúc nào không bên trong, có một món đáng sợ năng lượng, tiết lộ ra, bơm vào đến Diệp Thần trên thân kiếm. Ở cổ năng lượng này ra chỉ xuống,
Diệp Thần trên thân kiếm các loại yêu ma, lập tức khí thế bùng nổ, phóng lên cao. Ma chủ, để cho ta tới. Vĩnh Hằng Ma Vương vừa định thúc giục phát ma lực, lại nghe được cửa đại điện truyền đến một đạo giọng nữ. Diệp Thần ngược lại cũng không hoảng, thu hồi chỉ thủy một kiếm, nghiêng đầu sang chỗ khác xem. Liền thấy có một thiếu nữ đồ trắng cười miễn cưỡng đứng ở trước cửa điện, nàng thân hình thon nhỏ, có một đầu dài lại cuốn ám tóc màu tím, bị một cái băng đầu buộc ở sau ót. Cho dù sinh cả người màu xanh da trời da, phối hợp ngũ quan tinh xảo gương mặt, chỉ để cho người cảm thấy thiếu nữ trước mặt tràn đầy dị tộc mị lực. Cô gái kia gặp Diệp Thần nhìn sang, hướng về phía hắn cười một tiếng, còn hoạt bát được nháy mắt một cái, nàng hướng về phía Diệp Thần nói, ma chủ đại nhân gần đây vui giận vô thường, ghét nhất người khác cho rằng hắn không xứng với ma vương danh xưng là, người mới vừa làm như vậy, khẳng định sẽ chọc giận hắn. Diệp Thần nhưng sắc mặt lãnh đạm, nhìn nàng nói, đó là hắn sự việc, ta lời đã nói hết sức rõ ràng, muốn đánh cứ đánh, người ta không quen, không cần phải nói càng nhiều. Hắn mới vừa dò xét qua nam tử kia thực lực, cũng không thật lợi hại, mình đánh hắn nói chung chỉ cần một kiếm. Thiếu nữ phát ra liên tiếp nhẹ linh tiếng cười, rất là thanh thúy dễ nghe. Vực ngoại người quả nhiên vui, người mới vừa chọc giận ma chủ đại nhân, ta thân là ma chủ hộ vệ, người ta tới giữa khó tránh khỏi có đánh một trận. Nhưng trận chiến này cũng không phải là ta mong muốn, cho nên ta cho ngươi biết, ta là bách gia cảnh 5 tầng thiên, ngươi nhưng có chuẩn bị xong. Lúc hai người nói chuyện, tiểu hoàng ở bên cạnh đã lặng lẽ nhắm mắt lại, hắn trước bị thương, mặc dù đi qua Diệp Thần cứu chữa đã thân thể to lớn hết bệnh, nhưng cũng không khôi phục lại trạng thái tột cùng. Bây giờ nhìn lại, một cuộc chiến đấu ở khó tránh khỏi, hắn không muốn trở thành Diệp Thần liên lụy. Diệp Thần vậy khẽ vuốt cằm nói, ngươi rất có ý tứ. Quen người vậy rất khó làm chứ. Đứng ở phía sau Vĩnh Hằng Ma Vương, không, cần phải gọi là Vĩnh Hằng Ma Chủ, sắc mặt hơn nữa khó khăn xem, nhưng hắn thấy cô gái kia xuất hiện, nhưng thật thu liễm lại huyết mạch của mình ma lực, lại không có mới vừa muốn cùng Diệp Thần đại chiến một tràng, không chết không thôi sức mạnh. Thiếu nữ gật đầu cười, hào phóng thừa nhận nói, ta là ma chủ mà sống, ma chủ nguyện chính là ta nguyện. Nàng lời nói này nghe được Diệp Thần trong lỗ tai, rất có mấy phen tử sĩ mùi vị. Nhưng Diệp Thần thấy có thể cũng không phải là như vậy, nàng muốn thật là Vĩnh Hằng Ma Chủ tử sĩ chỉ sẽ trực tiếp động thủ, vì sao phải nói lên như thế nhiều. Diệp Thần cảm thấy hai người quan hệ cũng không phải là xem thiếu nữ nói như vậy, thiếu nữ điệu bộ đổ đưa tới hắn mấy phần hứng thú. Diệp Thần có nhiều hứng thú nhìn thiếu nữ, hỏi, đang chiến đấu trước, ta có thể hay không biết ngươi tên chứ? Ta là Ma Chủ hộ vệ. Từ khi ra đời thì đã định trước, ta không có tên chữ, chỉ có số thứ tự. Ta là số 10, bọn họ cũng gọi ta thập cô nương. Tiểu thập, ma chủ cắn răng nghiến lợi thanh âm ở một bên vang lên. Thập cô nương cười khanh khách được nhìn về phía Vĩnh Hằng ma chủ, cũng không sợ sợ, phản cầm sau lưng áo choàng ung dung thong thả được hái xuống, hư không chập chờn, mấy cái lóe lên liền xuất hiện ở ma chủ trước người, ôn nhu nói, ma chủ đại nhân, ta cái này áo choàng mới vừa cắt tốt. Còn mới mẻ chặt, ta có thể bỏ không được một hồi dính vào máu, ngươi cầm dùm ta được không? Nàng trong lời nói tuy là hỏi, nhưng đã đem áo choàng nhét vào Vĩnh Hằng ma chủ trong ngực. Vĩnh Hằng ma chủ cực kỳ không tình nguyện được tiếp nhận thập cô nương áo choàng, trên mặt tràn đầy chê, dù vậy, hắn cầm trong tay sau đó, còn giúp trước sửa sang lại một phen, lúc này mới khoác lên khuỷu tay bên trên. Diệp Thần một mực đứng tại chỗ không nhúc nhích, thần sắc đổi được ngưng trọng. Thập cô nương mới vừa chính là từ hắn bên người đi qua, hắn lại không có thể giác xem kỹ. Nàng cũng không phải là trao đổi không gian quy luật, thuấn di mà qua, nàng là bằng vào thể xác bộc phát ra trình độ cao nhất tốc độ, và Diệp Thần sát vai mà qua. Chỉ có bách gia cảnh 5 tầng thiên sao, Diệp Thần trong lòng ngầm tự nhủ nói, tốc độ như thế hắn quả thật gặp qua, nhưng có thể không bị hắn giác xem kỹ và phòng bị, cái này đủ để cho hắn cảnh giác. Thiếu nữ bộ dáng thập cô nương đem Vĩnh Hằng ma chủ dụ dỗ hướng bên cạnh tránh ra vị trí, rồi mới hướng Diệp Thần nói, ta đã chuẩn bị xong, ngươi đâu? Tiểu Hoàng, chính ngươi có thể được. Diệp Thần nhìn về phía bên cạnh Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng cùng gật đầu, nói, chủ nhân, chú ý. Nàng rất lợi hại, không thể dùng cảnh giới lường được. Hắn nhìn cô gái kia, trong lòng dâng lên từng cơn áy náy cảm giác, Diệp Thần là hắn chủ nhân, hắn nhưng còn bị hắn che chở. Mà vậy ma chủ hộ vệ nhưng đứng dậy, hai tướng so sánh, để cho tiểu hoàng tâm sự nặng nề.
Hơn nữa cô gái kia cho hắn cảm giác không đúng lắm, mặc dù nàng thản nhiên nói ra mình là bách gia cảnh 5 tầng thiên, nhưng có vài người cũng không phải là dùng cảnh giới để cân nhắc, mình chủ nhân Diệp Thần chính là một cái 10 phần tươi sáng ví dụ. Diệp Thần gặp Tiểu Hoàng lui ra, vẫn không yên tâm, giơ tay lên liền ở Tiểu Hoàng quanh thân ra chỉ mình che chở. Hắn lúc này mới đối với thiếu nữ thập cô nương, nói tới. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, thập cô nương đột nhiên biến mất. Trong chớp mắt, liền thấy một đạo sắc bén vô hình lực, phảng phất lợi kiếm vậy, từ trong hư không bắn đi ra, thẳng tắp đâm về phía Diệp Thần áo lót chỗ. Là đánh lén, cũng không đánh lén. Ở thập cô nương biến mất trong nháy mắt, Diệp Thần toàn thân cũng căng thẳng lên, hắn mặc dù không cảm giác được thập cô nương ở nơi nào, nhưng lại bằng vào tự thân siêu cường tốc độ phản ứng tránh được một kích này. Quả thật là lợi hại. Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, nhất kích rơi vào khoảng không, liền lại có kình lực đâm thủng hư không hướng hắn bay tới. Giờ khắc này, hắn đã xác định, mình sở dĩ không có biện pháp cảm giác được thập cô nương tồn tại, chỉ vì là thập cô nương đã không ở nơi này cái không gian, đã trốn vào trong hư không. Diệp Thần cũng sẽ không đi thử nghiệm cảm giác, ở kình lực ép tới gần lúc đó, không tránh, lập tức đem xích trần thần mạch mở ra. Leng keng tiếng vang lên. Xích trần thần mạch phương mở ra lộ, Diệp Thần quanh thân bên trên liền nổi lên một bộ hoàng kim chiến giáp hư ảnh. Ở vô hình kình lực đụng vào trong nháy mắt, ngay tức thì do hư đổi thực, lau bốc cháy tinh tới, chiến giáp khó khăn lắm đem nó chặn, vậy kình lực bất ngờ tiêu tán, nhưng lại có một chút ám kình chui vào Diệp Thần thân thể bên trong. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, liền đem kình lực tan mất. Vậy thập cô nương hoàn toàn không cho Diệp Thần phản ứng cơ hội, vô hình kình lực cuồn cuộn không ngừng. Vượt qua hư không, hướng Diệp Thần quay đầu che chở tới. Lần này, đã đếm không hết. Trước kia vậy hai đạo vô hình kình lực, bất quá là dò xét. Diệp Thần ngưng thần, một chưởng đột nhiên đánh ra, phảng phất trời long đất lở, sơn hà sụp đổ, mây cuốn sóng lật, quanh mình nhất thời rơi vào vô tận hắc ám, không gian tầng tầng tan vỡ chạy đi, vô tận thần quang đột nhiên hiện ra. Hắn một chưởng này oai, không tính là quá mạnh mẽ. Nhưng đủ để trong nháy mắt giết bất kỳ bách gia cảnh 4 tầng thiên cường giả. Mà thập cô nương bất quá mới là bách gia cảnh 5 tầng thiên. Không gian tầng tầng bể tan tành, thập cô nương che giấu ở trong hư không bóng người cũng bị nổ đi ra, đầy trời không gian mảnh vỡ văng tung tóe bể tan tành, nàng giống như một phiến nho nhỏ lá cây, bị kháng gió mưa xối xả cuộn sạch, không giúp lật bay. Nhưng nàng diễn cảm cũng rất là ổn định. Nếu như nhìn kỹ lại thậm chí còn có thể ở môi của nàng bên thấy mỉm cười nhàn nhạt. Đối mặt với Diệp Thần kinh thiên một trường, không sợ chút nào, cũng không gặp hốt hoảng. Nàng tay trắng thon thon chợt lộn một cái, vậy không có chương pháp gì, khắp nơi băng tán không gian mảnh vỡ lại trong nháy mắt dừng lại. Ung ung, trong hư không nổ vang nặng nề lôi, phảng phất từ mãi mãi truyền tới vậy, phong cách cổ xưa nặng nề, vô cùng linh lực bỗng nhiên hội tụ. Hóa thành một mặt cao vút hoàn vũ bức tường vô hình, đem Diệp Thần một trưởng này toàn bộ đỡ được. Phực ngoại người, cái này phiến hư không chính là ta chủ chiến trận. Ta có hư không lực che chở, ở nơi này cùng ta đánh nhau, cho dù cảnh giới xa cao hơn ta, vậy không chiếm được chỗ tốt. Thập cô nương thanh âm truyền tới, cười khanh khách, bên trong là cử trọng nhược khinh tự tin. Diệp Thần cũng cười đáp lại, vậy ngươi thử một lần liền biết, cái này hư không kết quả là người nào nói coi là. Hư linh thần mạch, mở. Vậy bức tường vô hình nhìn như vắt ngang ở hai người tới giữa, thật ra thì ở giữa lại ngăn cách tầng tầng lớp lớp đếm không hết không gian, chính là tầng kia tầng không gian tan mất Diệp Thần mới vừa một trường kia lực đạo. Bởi vì hắn rất là rõ ràng, chỉ bằng vào cái này một mặt tường căn bản không có thể đem hắn một trường kia ngăn lại. Hắn nếu như từ chính diện nghênh hướng thập cô nương, nhất định phải đánh xuyên tầng tầng không gian, cưỡng ép phá vỡ, nhất định phải tiêu hao càng nhiều hơn thần lực. Cái loại này cố hết sức chuyện không được cảm ơn Diệp Thần nhưng cho tới bây giờ không làm. Vì vậy trực tiếp liền mở ra hư linh thần mạch, đem quanh mình bị thập cô nương khống chế không gian trực tiếp chấn áp, nghiền nát tất cả quy luật, người vậy bất ngờ biến mất ở tại chỗ. Đạp bể không gian, đi ngang qua hoàn vũ. Diệp Thần xuất hiện lần nữa, đã đến thập cô nương sau lưng. Làm sao sẽ? Thập cô nương ngạc nhiên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần đối với không gian phép tắc nắm trong tay lại vẫn ở nàng bên trên. Không, đây không phải là không gian phép tắc nắm trong tay. Hắn lực lượng là cao cao tại thượng, bao trùm tại không gian quy luật trên.
cho dù cách tầng tầng không gian, như cũ có thể ngay tức thì qua lại mà qua. Đây cũng là hư linh thần mạch mạnh mẽ chỗ. Ngươi thua. Diệp Thần ánh mắt gợn sóng không sợ hãi, ra tay nhưng là không chút lưu tình, hướng treo ở trong hư không thập cô nương sau lưng thông suốt vỗ tới. Thập cô nương chỉ cảm thấy được sau lưng trưởng phong hung hãn, mang theo kinh thiên thế bất ngờ chạy tới. Nếu để cho hắn vỗ chúng, nàng chỉ có một con đường chết. Vĩnh Hằng Đỉnh, hung ma trưởng ảnh. Thập cô nương kiều quát một tiếng, dẫn hư không lực vào cơ thể, trên mình lại mơ hồ cho thấy một tòa dốc đỉnh núi bóng dáng, màu xanh đậm ma diễm cuồn cuộn, vậy đỉnh ảnh đột nhiên dương cao, đổi được ngưng tụ. Trưởng ảnh vậy đột nhiên trở nên lớn, năm ngón tay phảng phất giơ lên trời trụ, bất ngờ tiến lên đón. Vậy trưởng ảnh trên có xanh nhạt vẻ cổ xưa đạo văn, xem xiềng xích vậy quấn quanh ở trên đó, khí thế mênh mông, thừa tái muôn vàn hư không lực, lại rất miễn cưỡng chống được Diệp Thần một trường này. Vậy trường ảnh đột nhiên co rúm một cái, to lớn đỉnh núi đột nhiên xuất hiện, ma diễm ngút trời, đỉnh ảnh hưởng khiếu xuống, chỗ đi qua hư không tầng tầng vết nứt. Ở trường ảnh và cự phong ảnh đồng thời uy áp hạ, Diệp Thần hô hấp cứng lại, bị đập được hướng xuống rơi xuống. Ngươi lời nói có thể quá sớm. Thiếu nữ xinh đẹp nũng nịu tiếng cười ở Diệp Thần bên tai nổ vang, thanh âm này như có ma lực vậy. Diệp Thần chốc lát hoảng hốt, liền bị ngọn núi kia đập xuống trong người. Nguyện vọng thiên tinh, ngăn cản. Kính bạo uy áp hạ xuống tại trên đầu, Diệp Thần đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chợt quát một tiếng, thân hình đột nhiên lên, lại kiên quyết đương đầu trước vậy cự phong từ từ hướng đi lên, bởi vì hắn dưới chân đã lặng lẽ sinh ra một đoàn hư không nước xoáy, đó là do vô số hư không dòng nước ngầm xen lẫn mà thành, nếu là bị đè xuống, liền sẽ hoàn toàn thất thủ. Bị dòng nước ngầm vặn thành mảnh vỡ, bỏ mình hư không. Diệp Thần trước kia xác thực coi thường thập cô nương, nàng thủ đoạn vượt qua xa cảnh giới của nàng. Thái Dương Tiên Hoàng Trảm. Long Uyên Thiên Kiếm đâm thủng hoàn vũ, mang theo bọc muôn vàn tinh thần lực, bộc phát ra Thái Dương vậy nhức mắt kim quang, ở trong hư không giống như một vòng mới sinh mặt trời mới mọc, nóng bỏng kiêu căng hội tụ mà thành, chém ngược ra, chém xuống ở đó cự phong ảnh trên. Đỉnh núi bể tan tành. Tinh thần ánh sáng ảm đạm xuống, bị mặt trời diễm sắc đoạt đi tất cả ánh sáng. Thập cô nương đỉnh núi ảnh bị chấn bể, trên người vậy một phiến cỡ nhỏ hư ảnh vậy nhiều hơn một kẽ hở, ở to lớn cắn trả bên trong dưới, nàng bị đẩy lui mấy ngàn trượng xa, thân hình dừng lại, bên mép lại chậm rãi rỉ ra một chút máu tươi tới. Ngươi dám can đảm tổn thương ta, thập cô nương bên mép cười biến mất, đầy mặt nghiêm nghị vẻ, nhìn về Diệp Thần ánh mắt dần dần mất đi nhiệt độ. Đổi được vô cùng băng lãnh. Chiến đấu sinh tử có số, bị thương ở khó tránh khỏi. Diệp Thần cũng bị nàng đẩy lui ra mấy trăm trượng, ổn định thân hình sau đó, đứng ở hư không, cao giọng nói. Giỏi một cái, bị thương ở khó tránh khỏi. Người ta không địch không bạn bè, ta không bằng ngươi, ta thua. Cô gái kia giơ tay lên đem bên mép máu tươi lau sạch, một nụ cười lại bày ra, nhìn Diệp Thần nháy mắt một cái. Nàng vừa nói coi là thật thu tay, phá vỡ hư không lần nữa trở lại vậy trong đại điện. Nàng lại có thể trực tiếp nhận thua. Diệp Thần con người đông lại một cái, hơi kinh ngạc, hắn gặp thiếu nữ bóng đẹp đã không gặp, liền vậy đi theo chuyển hồi trên đại điện. Cái này thần điện nhìn như cũ đổ nát vô cùng, mới vừa rồi vậy lần đại chiến cũng không có ở trong điện lưu lại một tia dấu vết. Diệp Thần khắp nơi nhìn lại không ở trong đại điện thấy Tiểu Hoàng bóng người. Tiểu Hoàng. Thập cô nương đã từ Vĩnh Hằng ma chủ trong tay nhận lấy mình áo choàng, lần nữa mặc đeo ở trên người, ngoài miệng nói, ma chủ đại nhân, ta giúp ngươi thử qua, ngươi cũng không phải là người kia đối thủ. Hắn tuy là vực ngoại người, không lẽ xuất hiện ở Vĩnh Hằng thánh vực, nhưng nghe nói hắn là tới tìm đồ, không bằng hỏi một chút hắn đang tìm cái gì, cầm hắn cho đưa đi là được. Vĩnh Hằng ma chủ nghe nàng nói xong, trầm tư chốc lát, lạnh cứng rắn phải nói, ta không nhúng tay vào là được. Diệp Thần thấy thập cô nương vừa hướng hắn chừng mắt nhìn, tựa hồ muốn nói, xem kìa, thật ra thì ma chủ rất tốt dỗ, không khỏi bật cười khanh khách. Tiểu Hoàng. Diệp Thần rốt cuộc tìm được Tiểu Hoàng, hắn hiện tại đang thánh điện bên trong ngai vàng cạnh, ánh sáng màu vàng đã đem Tiểu Hoàng trùm ở bên trong. Vĩnh Hằng ma chủ lạnh lùng nhìn, nói, hắn là tự đi, ta cũng không đến gần được vậy phương vương tòa. Diệp Thần gật đầu, hắn nhìn thấy thập cô nương động tác. Nàng lặng lẽ kéo một cái Vĩnh Hằng ma chủ vạt áo, mới để cho hắn nói như thế một câu nói. Diệp Thần sợ Tiểu Hoàng gặp nguy hiểm,
vội vàng bay đi. Tiểu hoàng ánh mắt nhắm thật chặt, lại ngồi ở vậy phương trên ngai vàng. Nhìn giống như là bị đầu độc vậy, giống như một cái con rối, bị vậy ngai vàng dẫn dắt ngồi ở phía trên. Diệp thần đưa tay đi bắt, ngai vàng kim quang đại thịnh, lại liền hắn cũng cho cùng nhau cắn nuốt. Trời đất quay cuồng tới giữa, Diệp thần và tiểu hoàng đột nhiên biến mất ở chỗ tòa này thần điện bên trong. Diệp thần phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đứng ở một phiến rộng lớn trên bình nguyên, xa xa nhìn gặp một ngọn núi kia đứng sừng sững tại ở giữa thiên địa, rất là bắt mắt. Ngọn núi này hai bên đều là vùng đất bằng phẳng bình nguyên, chỗ xa hơn chính là liên miên chập trùng đại sơn, cái này một tòa cô đỉnh đứng lặng nơi này là thật lộ vẻ rất là đột ngột, phảng phất là bị người cố ý để ở chỗ này, trấn giữ tây khứ phải đi qua đại lộ. Chỗ tòa này cô đỉnh đỉnh, có một người đàn ông đồ đen đang tay cầm cung tên, đứng hướng về phía đông. Diệp thần tốc độ chậm lại, hướng vậy cô đỉnh đi tới. Là hắn. Nam tử vậy nhìn thấy Diệp thần. Hắn tung người nhảy xuống, nghênh hướng Diệp thần. Ngươi như muốn chết, ta tác thành ngươi là được. Diệp thần ẩn có chút ngộ, nhìn hắn lạnh lùng nói. Vậy vĩnh hằng ma tộc nam tử nghe vậy, biểu hiện trên mặt lại là khó khăn xem. Cửu thiên ma diễm trưởng. Hắn vận chuyển quanh thân huyết mạch, ra bên trên băng diễm bốc cháy. Hắn đứng ở băng diễm bên trong, đổ coi là thật có mấy phần ma vương khí chất, có đủ để biến dạng hoàn vũ minh mông lực mơ hồ triển lộ ra. Một cái, hai cái, ba cái, vô số trưởng ấn treo ở giữa không trung bên trong, lại phảng phất tự thành không gian, cuồn cuộn không ngừng từ trong hư không hấp thu bổn nguyên nhất lực lượng, một cái hư không sông dài vượt qua mãi mãi, chậm rãi dòng nước chảy, đếm cái dấu bàn tay mãnh địa dung hợp. Ngay lập tức tới giữa, hội tụ thành một trường. Một trường này từ hư không sông dài bên trong ngưng tụ vô tận sức mạnh to lớn, hướng Diệp thần đánh tới. Bách gia cảnh 6 tầng thiên. Diệp thần ánh mắt hơi đông lại một cái, không nghĩ tới ở nơi này vĩnh hằng hư không bên trong lại cũng có như vậy thực lực, bất quá không đủ gây sợ hãi. Thái dương xích hoàng trảm. Long uyên thiên kiếm gào to một tiếng, bỗng nhiên lên, muôn vàn tinh thần chợt hiện tại chân trời, mình mông kiếm khí từ hoàn vũ bên trong lấy ra. Thái dương lửa bốc cháy, nhiệt độ nóng bỏng bung ra, thao thao bất tuyệt chí dương khí phụ tại trên thân kiếm, hung hung lửa cháy mạnh, thần quang lộ ra. Một kiếm. Phá toái hư không, vết nứt thương khung. Một kiếm này xuyên qua vô tận hư không, đụng vào người nọ đánh ra trưởng ấn bên trên. Tồi kéo khô mục nát vậy đem vậy ùn ùn kéo đến bàn tay tiêu hao hầu như không còn, lại xuyên qua hư không, hướng người nọ ầm ầm chém tới. Vậy tự xưng ma vương người sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới trước mặt cái này cùng vĩnh hằng thần tộc có chút thiên ti vạn lũ quan hệ người lại sẽ cường hãn như vậy, hắn thúc giục huyết mạch lực. Lật đật cầm ra một vật nắm trong tay, ở chung quanh trống lên một phiến lam bạch sắc màn hào quang tới. Nhưng như cũng ngăn cản không thể ngăn cản, bị một kiếm chém chết. Hình ảnh ầm ầm nổ tung, Diệp thần đã xuất hiện ở một phiến xương trắng lượn quanh tiên cảnh bên trong. Ta sao sẽ không nghĩ tới? Rất tốt, người rất giỏi. Thanh âm kia phiêu phiêu miểu miểu, từ trắng ngần xương mù bên trong thản nhiên truyền tới, nghe không ra giới tính, trong giọng nói có vạn phần buồn bã. Diệp thần hướng bên trong đi tới, liền gặp được tiểu hoàng. Hắn trong mắt tràn đầy mê mang, thấy được Diệp thần trong nháy mắt, ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy tới. Chủ nhân, Diệp thần gật đầu một cái, tiếp tục nhìn về phía trước, vậy sương mù bên trong có một khối ngai vàng, đang cùng vậy vĩnh hằng thần điện bên trong ngai vàng độc nhất vô nhị, lúc này phía trên đang ngồi một cái cả người màu vàng trường bào người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi kia gặp Diệp thần nhìn hắn. Liền nói, ta chính là vậy ngai vàng khí linh, ta ở trên mình ngươi cảm giác được vĩnh hằng thần vương hơi thở. Diệp thần lúc trước liền đã nhìn ra, bình nguyên kia cô đỉnh thực là một đoạn trí nhớ, cũng không phải là chân thực tồn tại, cho dù nam tử kia tướng mạo cùng vĩnh hằng ma chủ rất là giống nhau, nhưng cũng không phải là vĩnh hằng ma chủ. Hắn thuận theo trong lòng thần niệm, đem chém chết, liền lại trí nhớ người một đoạn tâm nguyện. Ngươi hận hắn, Diệp thần nói. Đây mới thật sự là vĩnh hằng ma chủ. Ngai vàng khí linh nói, ma tộc là máu, bọn họ sẽ không thật thả các ngươi rời đi. Diệp thần nhớ tới mới vừa thập cô nương lộ ra uy nghiêm ánh mắt, mặc dù sát ý bị nàng cất giữ rất tốt, nhưng hắn quả thật cảm giác được. Diệp thần đối vĩnh hằng ma tộc không được rõ, cùng thập cô nương cũng là lần đầu tiên gặp mặt, càng chưa nói tới cái gì tín nhiệm. Hắn nghe được ngai vàng khí linh nói như vậy,
nhưng trong lòng mơ hồ có câu trả lời. Ngai vàng khí linh tiếp tục nói, ta ở các ngươi trên mình cảm giác được 10 phần thân thiết hơi thở, ta thích các ngươi. Nghe nói các ngươi tới đây cũng là vì tìm một vật, ta có thể giúp các ngươi tìm một chút xem. Nói đi, ngươi cần ta làm gì? Vậy ngai vàng khí linh nghe được Diệp Thần nói như vậy, nhưng dừng một tí, nói, ngươi thân cái luân hồi khí, ta nơi này có muôn vàn thần tộc linh hồn, không muốn rời đi, ta hy vọng ngươi có thể dẫn bọn họ lại nhập luân hồi. Hắn vừa nói liền thở dài một hơi. Diệp Thần không nghĩ tới hắn sẽ xách lên cái yêu cầu này, nhưng vẫn lắc đầu một cái nói, cũng không phải là ta không đồng ý, luân hồi chuyện không phải ta có thể cỡ đó, ta bây giờ thực lực cũng không thể tùy ý như vậy, coi như ta có thể như vậy, có thể linh thể bất đắc dĩ, có lòng chấp niệm, như ta cưỡng bách chúng tiến vào luân hồi, chỉ sẽ vi phạm thiên cơ, cho chúng mang đến khó mà xóa nhòa ảnh hưởng, nhẹ thì rơi vào bàng môn đường đi, nặng thì tan thành mây khói. Hồn phi phách tán, không còn tồn tại. Khí linh sau khi nghe xong, ưu tư trùng trùng, nói, như muốn nhưng chấp niệm, chỉ có thể tiêu diệt vĩnh hằng ma tộc. Oan oan tương báo khi nào, thôi thôi. Hắn không tiếp tục nói nữa chuyện này, quay lại nói, nhưng ngươi gặp lại vĩnh hằng thần vương hậu nhân, mời định muốn chuyển cáo cho tại hắn nơi đây chuyện. Vĩnh hằng thần điện tồn tại cùng vĩnh lão nhân quả tương tự, mà vĩnh lão chính là vĩnh hằng thần vương hậu nhân, không cần ngai vàng khí linh nói. Đợi hắn đi ra ngoài gặp lại vĩnh lão nhất định muốn đưa lên liền nói. Diệp Thần đáp ứng, liền nói, nơi đây chuyện ta một cái người ngoại tộc không tiện nhúng tay, ta định sẽ hướng vĩnh lão giải thích rõ. Khí linh gật đầu, đột nhiên, hắn con ngươi đông lại một cái, sáng quắc nhìn về phía Diệp Thần, nói, ngươi muốn tìm vật gì. Huyền Hải tiến vào phương pháp, mấy chữ này mới vừa vào tới bên mép, lại bị Diệp Thần đè lại. Chỉ nói, cùng chúng ta cùng nhau tiến vào nơi này còn có một cô gái, ngươi có thể giúp ta tìm đến nàng sao? Diệp Thần vừa nói liền mượn chung quanh sương mù ngưng tụ mà thành Kỷ Tư Thanh hình tượng. Kỷ Tư Thanh một cái nhăn mày một tiếng cười đã sâu sâu khắc vào Diệp Thần trong lòng, tâm tư động một cái, là được tiện tay lấy. Vậy ngai vàng khí linh chậm rãi nhắm mắt, rất nhanh lại mở mắt, nói, vị trí cụ thể ta cũng không có dò tra được, ta chỉ biết là nàng từng đi qua màu máu hoang mạc. Các ngươi có thể đi trước điều tra một phen. Diệp Thần chắp tay nói cảm ơn nói, cái này đã rất cảm tạ. Vậy khí linh khoát khoát tay, nhàn nhạt nói, ta nguyện ý trợ giúp thân cận thần vương người, ta có thể đưa các ngươi đến màu máu hoang mạc đi. Nói xong, hắn suy nghĩ một chút, vừa tiếp tục nói, nhớ lấy không thể tin người của ma tộc, bọn họ thích giết chóc thành tánh, quỷ kế đa đoan, giỏi về đầu độc nhân tâm. Diệp Thần gật đầu đáp ứng. Vậy khí linh liền chậm rãi giơ hai tay lên, sương mù lăn, đem Diệp Thần và Tiểu Hoàng từ từ nhờ đứng lên, sơn xuyên cực nhanh, cảnh sắc biến hóa, trong chớp mắt, cảnh tượng trước mắt đã biến thành một phiến màu máu đỏ sa mạc. Một vòng mặt trời gay gắt treo ở bầu trời, sa mạc nhiệt độ rất cao, Diệp Thần đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên trán đã toát ra mồ hôi, liền cảm giác được trong miệng khô khốc, nước miếng vậy biến thành cam lộ giống vậy tồn tại. Tiểu Hoàng vậy nóng quá sức, thở hổn hển. Nói, chủ nhân, vậy ngai vàng khí linh nói có thể thật không? Giả cũng thật tới thật cũng giả. Diệp Thần lại nói, ta đây cảm thấy vậy khí linh vậy rất có vấn đề. Hắn nói người ma tộc là máu, thế nhưng thập cô nương nhưng liều mạng ngăn trở ma tộc đối với chúng ta động thủ. Hắn nói mình có thể trợ giúp chúng ta, nhưng lừa gạt ta đi tiếp xúc ngai vàng, để cho chủ nhân giúp hắn. Độ người nhập luân hồi mặc dù đơn giản, nhưng đây chính là thiên thiên vạn vạn chết oan linh hồn. Oán khí to lớn như vậy, sao có thể nói độ liền độ? Diệp Thần vậy lắc đầu một cái, nói, tìm được trước Tư Thanh nói. Tiểu Hoàng vậy im miệng không nói thêm gì nữa. Hoang mạc bên trong quả thực quá nóng, Tiểu Hoàng không chịu nổi dẫn đầu vận lên linh lực và hai con ngươi lực chống cự mặt trời nóng rực nhiệt độ. Cũng may không lâu lắm, sẽ để cho Diệp Thần phát hiện chút gì. Đây là Tư Thanh quần áo vạt áo. Diệp Thần từ màu máu đỏ trên hoang mạc nhặt lên một mảnh vải tới, hắn tự nhiên nhớ Kỷ Tư Thanh ăn mặc, để cho hắn lo lắng phải, cái này mảnh vải bên trên còn có vết máu, xem ra là Tư Thanh nóng lòng đi đường, nhưng lại bị thương, bất đắc dĩ dùng vải sơ lược dây dưa tới, cầm máu dùng. Tư Thanh, người rốt cuộc ở nơi nào? Diệp Thần nắm chặt trong tay vải, hung hăng nắm chặt dậy quả đấm. Kết quả là ai tổn thương ngươi? Nếu để cho hắn biết, nhất định phải đem người nọ bằng thây vạn đoạn. Cùng lúc đó, xa ở trên trời người vực bên trong Vĩnh Hằng Thánh Vương đang một tòa bị lạc tu luyện. Đột nhiên,
nhân quả chấn động. Hắn ấn đường hiện ra cổ xưa phù văn. Hắn vậy có chút nếp nhăn gương mặt cực kỳ ngưng trọng, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên mở mắt. Vĩnh hằng hư không, cái này lau hơi thở, hình như là Diệp Thần. Diệp Thần hôm nay không nên ở địa tâm vực cũng hoặc là hắc ám cấm hải sao? Vì sao sẽ đi vĩnh hằng hư không? Hắn là làm sao bước vào vĩnh hằng hư không? Hắn khám phá thiên cơ, vẫn muốn tiếp tục xem được rõ ràng hơn một ít, nhưng là đầu mối chân thực có hạn. Hắn hiện tại duy nhất có thể cảm giác được chỉ có Diệp Thần ở vĩnh hằng hư không bên trong tựa hồ gặp phải nguy hiểm. Vĩnh hằng hư không và hắn nhân quả tương liên, tự nhiên có thể để cho hắn có một chút hiểu ra. Thế nhưng vĩnh hằng hư không, vốn là hắn không muốn tùy tiện giao thiệp với chi địa, nếu không phải chuyện liên quan đến Diệp Thần, hắn nhất định vậy không muốn để ý xem. Vĩnh hằng thánh vương suy tư chốc lát liền đứng dậy rời đi động phủ, hướng Tiêu Thủy Hàn chỗ bế quan bay vút đi. Hắn đã từng có lẽ có thể âm thầm trợ giúp Diệp Thần, nhưng Diệp Thần càng ngày càng lớn mạnh, vĩnh hằng thánh vương rất rõ ràng, Diệp Thần có thể không cần hắn. Hắn liền và Tiêu Thủy Hàn một mực bế quan tu luyện. Thiên nhân vực thiên đạo quy tắc thay đổi, cũng để cho huyết mạch hắn đối với vĩnh hằng hai chữ càng cảm ngộ, thực lực vậy cường đại rất nhiều. Tiêu Thủy Hàn vốn cũng cần phải ở mấy ngày trước liền xuất quan, nhưng tổng cảm thấy cảnh giới còn không vững chắc, liền lại đang trong động phủ mài một phen, cảm nhận được bên ngoài vĩnh hằng thánh vương hơi thở đến gần, liền cũng sẽ không tiếp tục, từ từ mở ra đôi mắt. Trong ánh mắt kia mơ hồ có tinh thần lưu chuyển, ngân hà biến ảo, một cái nháy mắt chính là cuộc bể dâu. Vĩnh hằng thánh vương vừa mới tới, Tiêu Thủy Hàn thì đã đứng ở trước cửa chờ. Vĩnh hằng thánh vương thấy hắn liền biết hắn nhất định coi là đến tự mình tới tìm, trước thời hạn ra quan, vậy không nói thêm nữa, liền đem mình lúc trước cảm giác được liên quan tới vĩnh hằng hư không hết thảy cho biết cho Tiêu Thủy Hàn. Tiêu Thủy Hàn con người đông lại một cái, kinh ngạc nói, vĩnh lão, người xác định sư phụ ở bên trong. Còn nữa, cái này vĩnh hằng hư không tồn tại rốt cuộc đại biểu cái gì? Và ngươi huyết mạch có liên quan. Vĩnh hằng thánh vương ngưng mắt nhìn thương khung, rơi vào trầm tư, hồi lâu mới nói, rất nhiều thứ ta cũng không rõ ràng, ta trong huyết mạch trí nhớ nói cho ta, nơi đó là ta cây. Ta thậm chí ở vô số ban đêm, mộng gặp qua huy hoàng đền và hư không cô tịch. Trong mộng ta thật giống như ở một phiến trên hư không, rất nhiều hư không hung thú ở trước mắt ta bay qua. Mà trước mặt của ta, mơ hồ có một tòa ngai vàng. Cụ thể, ta không cách nào nói rõ, rất nhiều năm trước, ta từng thăm dò qua mấy lần, bất quá bởi vì thực lực đối với ở đâu tới nói, không đủ phong độ, ta cũng không có đi sâu vào trong đó. Ta lấy là cả đời sẽ không cùng nơi đó lại còn dính, tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần đi nơi nào. Ta chỉ vậy vĩnh hằng hư không bình sanh biến cố, Diệp Thần ở bên trong cũng không an toàn. Vĩnh hằng thánh vương nói, đúng rồi, người này miệng cũng không phải là chỉ có một cái. Ta biết ở trên trời người vực bên trong liền có một cái khác lối vào, còn cần ngươi và ta cùng đi. Tiêu Thủy Hàn nghe được chuyện này và sư phụ có liên quan, trong lòng cũng rất là lo âu. Mặc dù luân hồi chuyển thế sau đó Diệp Thần thực lực vậy đang từ từ khôi phục, nhưng tóm lại vẫn chưa tới muôn vàn thế giới tới lui tự do bước, lúc này liền để cho Vĩnh Hằng Thánh Vương chỉ đường, hướng vậy một nơi lối vào chạy tới. Hư không chập chờn, hai đạo thân ảnh tiếp tục đi. Không biết qua bao lâu, hai người đi tới ở vào thiên nhân vực bên trong vĩnh hằng hư không lối vào chi địa, vào mắt chỉ có một phiến hoang vu lại đất đai cằn cỗi. Tiêu Thủy Hàn biết vĩnh hằng thánh vương sẽ không lừa gạt tại hắn, liền nghiêng đầu xem vĩnh hằng thánh vương, vĩnh lão, người xác định là nơi này. Nơi này linh khí cũng so thiên nhân vực những địa phương khác cũng thấp không thiếu, không giống như là trong miệng ngươi cái gọi là vĩnh hằng hư không lối vào. Vĩnh hằng thánh vương con người tựa như lưu chuyển thương cổ thế giới, hắn nhìn lướt qua chung quanh, tựa hồ ở xác định cái gì, rồi sau đó cũng không giải thích, liền trực tiếp cắn bể đầu ngón tay, bước ra một viên máu tươi tới. Lấy ta vĩnh hằng thần tộc tên, mở hư không thánh vực cửa. Hắn đưa ngón tay từ từ điểm ra, rơi trên không trung. Không khí phảng phất biến thành một khối hồ, bị ném vào một viên nhỏ hòn đá nhỏ, rung động phiến phiến đung đưa. Viên kia máu tươi chậm rãi thoát khỏi vĩnh hằng thánh vương đầu ngón tay, treo ở giữa không trung bên trong, khí tức cổ xưa đột nhiên lên, ầm ầm vét sạch nguyên phiến thiên địa. Viên kia máu tươi lại hóa thành một đạo hư ảnh, một miếng xích sao khép lại cửa lộ vẻ hiện ra, viên kia máu tươi nhất là đột ngột, biến thành đỏ thẫm chốt cửa, khảm nạm ở cái này đạo kim sắc cửa ánh sáng bên trên.
đi thôi. Vĩnh Hằng Thánh Vương đưa tay đặt ở nắm tay bên trên, hơi dùng sức liền đem cửa đẩy ra, về phía trước bước ra một bước, một mình không có vào cái này một phiến kim quang bên trong. Tiêu Thủy Hàn vậy theo kịp, đối với Vĩnh Hằng Thánh Vương thủ đoạn như vậy ngược lại có chút kinh ngạc. Nháy mắt tức thì, hư không chập chờn, vậy cánh cửa lúc này đóng lại. Tiêu Thủy Hàn và Vĩnh Hằng Thánh Vương đi tới Diệp Thần ban đầu bước vào địa phương. Vào mắt chính là một phiến hoang vu, không gian vách núi tầng tầng lớp lớp, đan vào một chỗ, đụng vào nhau, bể tan tành chạy đi. Một ít mô hình nhỏ không gian mảnh vỡ càng bị lớn không gian không tiếng động chiếm đoạt. Bởi vì không gian cũng không ổn định, cho nên chảy loạn mọc tùm. Những thứ này không gian chảy loạn cũng không thể bị mắt thường bắt được, cho nên càng nhiều người hơn nguyện ý gọi chúng là không gian dòng nước ngầm, đang lặng lẽ không tiếng động bên trong là được tùy tiện lấy tánh mạng người ta. Đây cũng là phần lớn người cũng không muốn giao thiệp với cái loại này khu vực nguyên nhân. Cố nhiên trải qua ban đầu Diệp Thần trải qua hình ảnh, nhưng lần này hai người cũng không có bị lạc. Mà nguyên do trong này chính là bởi vì Vĩnh Hằng Thánh Vương viên kia máu tươi. Truy tìm Tố Nguyên, Vĩnh Hằng Thánh Vương vốn là Vĩnh Hằng thần tộc người, viên kia máu tươi, chính là Vĩnh Hằng thần tộc chỉ dẫn. Vĩnh Lão, chúng ta tiếp theo nên làm như vậy. Tiêu Thủy Hàn nhìn chung quanh, ngưng trọng nói. Thời khắc này Vĩnh Hằng Thánh Vương quanh thân che lấp một đạo ánh sáng nhàn nhạt mang, tựa như hắn tồn tại ở nơi này, chính là Vĩnh Hằng. Đột nhiên, hắn ánh mắt nhìn về phía một cái phương vị, rồi sau đó đưa tay ra, nhàn nhạt nói, chúng ta đi nơi đó, ta cảm giác được một chút Diệp Thần nhân quả. Hình ảnh quay về, Vĩnh Hằng hư không, màu máu hoang mạc. Diệp Thần và Tiểu Hoàng đè dấu vết chỉ dẫn, tiếp tục tìm kiếm Kỳ Tư Thanh. Hoang mạc bên trong tiến về phía trước lâu, liền Diệp Thần cũng cảm thấy nóng ran vô cùng, cũng may Diệp Thần dùng viêm bia có thể bảo vệ mấy phần. Thậm chí mượn Nhan Tuyền Nhi đạo linh lửa, vậy có thể hấp thu một phần chia. Diệp Thần trước đây luôn muốn để cho Nhan Tuyền Nhi trưởng thành, cũng hoặc là đem đạo linh lửa cường đại đến kinh khủng hơn bước. Chỉ tiếc, Nhan Tuyền Nhi muốn lại trưởng thành, cần thuộc tính lửa tài nguyên quá to lớn. Hơn nữa đạo linh lửa ở rất nhiều trong ngọn lửa đã coi là cường đại, trước mắt cũng không cách nào đụng phải cường đại hơn ngọn lửa đi hấp thu. Cái này cũng đưa đến Diệp Thần rất ít vận dụng Nhan Tuyền Nhi. Cố nhiên như vậy, Diệp Thần cũng có thể cảm giác được Nhan Tuyền Nhi bình thường vậy đang cố gắng, tựa hồ hy vọng ở mỗi một khắc hoàn toàn lột xác. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, như có cơ hội, hắn nhất định sẽ làm cho Nhan Tuyền Nhi trở thành thế gian mạnh nhất hỏa linh. Nơi đây quy tắc trói buộc, Tiểu Hoàng cố nhiên là hai con người ác mộng, thực lực cường đại, nhưng ở đây cũng là bị rất nhiều hạn chế, lúc trước còn nói gì, hiện tại cũng mệt mỏi được không muốn nói nữa. Nhưng vào lúc này, chín tầng trời hoàn vũ bên trên, bỗng nhiên truyền tới một tiếng gáy vang, thanh âm tươi đẹp. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái chu tước treo ở bầu trời, tinh không vạn dặm không mây, vậy chu tước ảnh nhìn như cách mình là như vậy gần. Tiên hà bầy khắp chân trời, hướng màu máu mặt đất chậm rãi đè xuống. Chu tước cửa. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, là Tư Thanh. Kỳ Tư Thanh tựa hồ đang cùng ai đang chiến đấu. Gặp nguy hiểm. Hắn và Tiểu Hoàng hai mắt nhìn nhau một cái, hư linh thần mạch vận chuyển, chung quanh hư không chập chờn, rồi sau đó, hắn liền mở ra thân hình hướng vậy một nơi nhanh chóng bay đi. Không quá nửa khắc đồng hồ, Diệp Thần liền xa xa nghe phía trước truyền tới tiếng đánh nhau. Kỳ Tư Thanh treo ở trên chín tầng trời, ánh mắt lạnh lùng, tay trắng thon thon vung xuống, mười ngón tay đánh rung, một miếng màu đỏ thẫm môn hộ ẩm ẩm hướng xuống đập xuống đi. Đó chính là Hồng Hoang Cửu Môn một trong chu tước cửa. Oanh ầm 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 ầm. Chu tước cửa sáng mở muôn vàn, thần mang phun trào, điềm lành khí bảo vệ chim thần chu tước hạ xuống hậu thế, sáng đẹp nguy nga. Mà cái đó bị chu tước cửa trấn áp hắn xuống nam tử, lại trên mặt lộ ra vẻ tham lam nụ cười tới. Ngươi lại ba lần cự tuyệt, có thể biết đây là tìm chết. Ta muốn ngươi chu tước cửa, ngươi liền cho ta, mau tai mau tai. Hắn hét lớn một tiếng, quanh thân gột rửa dậy vạn thiên kim quang tới, sáng rực như vô số hằng tinh tổ hợp mà thành liệt liệt lửa, hướng từ trên trời giáng xuống chu tước cửa cuộn sạch đi, nhìn như tựa hồ phải đem cái này chu tước cửa trực tiếp luyện hóa. Bầu trời bên trong kim quang và màu đỏ sáng mờ đánh vào nhau, tạm thời thiên địa ảm đạm thất sắc. Vậy chu tước phượng hoàng thần điểu nhưng thật giống như không chịu nổi gánh nặng vậy thanh đề một tiếng,
bóng người đổi được bộc phát hư ảo, nhìn như một khắc sau thì phải tiêu tản mát. Mà vậy chư thiên thần phạt giống vậy lửa cháy mạnh hàng tinh, như cũ khí thế không giảm, hướng Kỷ Tư Thanh hoành bay qua. Kỷ Tư Thanh đáy mắt thoáng hiện ra vẻ tuyệt vọng, nàng biết đối phương rất mạnh, lại có nơi đây quy tắc gia trì, mà nàng nói cho cùng cũng không thuộc về nơi này, ngược lại bị quy tắc khắp nơi áp chế. Cố nhiên như vậy, nhưng nàng như cũ cắn chặt hàm răng, đem đầu ngón tay đặt ở trước ngực. Coi như chiến, nàng cũng phải chiến đến cuối cùng. Nàng là Kỷ Tư Thanh, lại là nữ võ thần Khúc Trầm Yên. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Hư không chập chờn, một cổ lực lượng vô danh đột nhiên hạ xuống. Ngay lập tức, một hạt châu đột nhiên xuất hiện ở Kỷ Tư Thanh trước mặt. Đó là một viên đồng thau hạt châu, nó từ từ chuyển động, phương một hiện lên, vậy châu thể bên trên liền hiển hiện ra một đạo thân ảnh tới. Vậy đạo bóng dáng, mang theo bọc màu đỏ thẫm ngọn lửa, đấu khí ngút trời lên, uy thế chấn thiên, cuồng liệt hung hoành, giống như viễn cổ truyền thuyết bên trong đấu thần vậy. Không, nó chính là vậy cùng võ tổ một cái thời đại đấu thần. Đấu thần Thiên Châu. Kỷ Tư Thanh vậy nhận ra hạt châu này, nàng trong mắt nhất thời ngưng ra hai vũng nước mắt tới. Đây là Diệp Thần vật, đại biểu Diệp Thần tới. Trước đây nàng muốn trở thành là Diệp Thần Hải Đăng, cùng nhau xông vào nơi đây, tuyệt đối không nghĩ tới, nàng căn bản không làm được như Nhâm Phi Phàm vậy, có thể cùng Diệp Thần lẫn nhau là Hải Đăng. Có lẽ, đây cũng là người đàn ông tới giữa tình nghĩa, cũng hoặc là, hai đời, luân hồi chi chủ và Nhâm Phi Phàm nhân quả. Phần này nhân quả, thậm chí vượt qua mình. Diệp Thần. Nàng nhìn xuống dưới, liền thấy Diệp Thần cấp tốc đến gần bóng người, nước mắt theo gò má quanh co xuống, đặt ở ngực tay vậy mất khí lực, từ từ rơi xuống. Viên này đấu thần Thiên Châu Phương vừa xuất hiện, bạo ngược đấu thần sát khí liền ở hoàn vũ tới giữ gột rửa mở. Ta là đấu đế, làm trấn áp hết thảy. Thiên Châu trên xích diễm bóng người, bạo hống một tiếng, bàn tay vung ra. Bàn tay khổng lồ liền ở trên trời hiện lên, đấu khí cuồng bạo, một chưởng vung xuống, chỉ một chưởng này liền đem nam tử kia lóng lánh chư thiên hằng tinh lửa cháy mạnh hết thảy đè xuống, lại tạt qua mà qua, rơi vào nam tử kia trên mình. Hắn lật đật kết trận, lại bị vậy bàn tay lấy tồi kéo khô mục nát thế vỗ vào trên mình. Đây là, đấu khí. Nam tử kia thấy một màn này, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vị huynh đài này, người ta không thù không oán. Không bằng cho ta Vĩnh Hằng Thần Điện một cái mặt mũi. Hắn gặp vậy treo ở trên 9 tầng trời xích diễm bóng người lần nữa phồng lớn, bàn tay lại phải vung xuống vội vàng la lớn. Ở ngươi trêu chọc Tư Thanh thời điểm, người ta liền có thù không đợi trời chung. Diệp Thần thanh âm lãnh đạm, hắn thanh âm vào giờ khắc này tựa như nắm giữ sinh như chết thần minh vậy, rơi vào người nọ trong lỗ tai, làm hắn nhất thời như rơi xuống băng uyên. Không! Diệp Thần thúc dục linh khí. Đồ sộ ảnh một trưởng vung ra, nam tử kia mới vừa đã bị thương, hiện tại càng không ngăn được, đôi mắt bên trong vô hạn hận ý chảy ra, cầm trong tay một cái bùa chú bóp vỡ mở, giống vậy huy trưởng tiến lên đón, nhưng một khắc sau liền bị vậy bàn tay lớn đánh tan nát, thân thể nổ tung, không còn tồn tại. Kỷ Tư Thanh chậm rãi rơi trở về mặt đất bên trên, sắc mặt nàng trắng bệch, đã kiệt lực, phương vừa rơi xuống đất liền hướng mặt đất rơi xuống đi, bị nhanh chóng mà đến Diệp Thần tiếp ở trong ngực. Tư Thanh, Diệp Thần nhìn Kỷ Tư Thanh dáng vẻ, có chút đau lòng phải nói. Hắn nhìn Kỷ Tư Thanh trên môi không có chút huyết sắc nào, trên mặt nước mắt không lui, trong lòng chỉ cảm thấy được từng cơn níu đau. Lúc trước nếu như mình có thể cương quyết một ít, quả quyết cự tuyệt Kỷ Tư Thanh đi cùng, đem nàng ở lại bên ngoài, cũng sẽ không để cho nàng gặp gỡ hết thảy các thứ này. Diệp Thần vừa hận mình không có thể kịp thời chạy tới, thật sớm liền bảo vệ ở Kỷ Tư Thanh bên người. Kỷ Tư Thanh nhìn Diệp Thần gương mặt, chợt bật cười, yên tâm, ta không có sao. Nếu như ta nếu lại muộn chốc lát, ngươi có thể liền gặp nguy hiểm, Diệp Thần nói. Kỷ Tư Thanh nhớ tới mới vừa mình đã quyết định tế hiến huyết mạch lực, cho dù may mắn chạy ra khỏi, quanh thân tu vi cũng bị hao tổn hơn nửa. Không, ngươi sẽ không, ta biết ngươi sẽ đến cứu ta, nàng vừa định nói gì nữa, nhưng che miệng ho khan. Diệp Thần thấy được Kỷ Tư Thanh tay trong kẽ hở mơ hồ rỉ ra tia máu, trong lòng đại hận. Vĩnh Hằng Thần Điện. Người đàn ông kia tựa hồ là Vĩnh Hằng Thần Điện người, hắn nhớ lúc trước gặp phải vậy ngai vàng khí linh vậy tự xưng là Vĩnh Hằng Thần Điện. Không biết hai người nói Vĩnh Hằng Thần Điện, phải chăng là một thế lực? Diệp Thần đỡ Kỷ Tư Thanh,
nói, Tư Thanh, một hồi nói nữa. Hắn vận chuyển bát quái thiên đan thuật, phối hợp thiên tiên cá chép sao, thậm chí vận dụng luân hồi huyền bi ở giữa linh bia cùng với mình máu giúp Kỳ Tư Thanh nhanh chóng khôi phục thương thế, cũng may, Kỳ Tư Thanh rất nhanh liền phục hồi như cũ. Kỳ Tư Thanh cảm ứng một phen mình hơi thở, liền cảm giác được thương thế đã hoàn toàn hết bệnh, linh khí vậy khôi phục được trạng thái tột cùng, trọng thương vậy được chữa, lại vẫn mơ hồ chạm tới đột phá dấu hiệu, để cho nàng thực lực tựa hồ tăng lên không thiếu. Diệp Thần, cảm ơn. Kỳ Tư Thanh sắc mặt cũng thay đổi được hồng nhuận, nàng cười ở Diệp Thần trên má hôn một cái. Tiểu Hoàng rất tự giác quay lưng lại, lẩm bẩm nói gì. Tư Thanh, người khỏe ngu, người ta tới giữa nói chuyện gì cảm ơn. Diệp Thần cũng không cự tuyệt, thản nhiên đón nhận nụ hôn này. Đúng rồi, ta cũng ra không thiếu lực, Tiểu Hoàng xoay người, bỗng nhiên nói. Kỳ Tư Thanh cười lên, sờ một cái Tiểu Hoàng đầu, nói, vậy cảm ơn ngươi. Tiểu Hoàng. Bất quá Tiểu Hoàng hiển nhiên còn chưa hài lòng. Thằng nhóc thúi, nghĩ gì vậy? Diệp Thần xem Tiểu Hoàng nhao nhao muốn thử, cũng biết hắn coi trọng Kỳ Tư Thanh hơn. Tiểu Hoàng cười một tiếng, nói chủ nhân, ta mới vừa là đùa giỡn. Đúng rồi, chủ nhân, ta đang suy nghĩ nhanh đi tìm tiến vào huyền hải bí mật pháp môn. Tiểu Hoàng nghiêm mặt nói. Kỳ Tư Thanh cũng nói, các ngươi tìm ta lãng phí không ít thời gian, ta đi vào vốn là muốn giúp ngươi. Diệp Thần nghe không được nàng ủy khuất, lại nơi nào sẽ oán nàng, chỉ muốn nàng an an toàn toàn, không bị thương tổn. Nghĩ gì vậy, sau này những lời này ta chẳng muốn lại nghe ngươi nói. Diệp Thần nói, ta cần đối ngươi phụ trách, nhưng ngươi không phải là vì giúp ta, cũng sẽ không rơi vào chỗ hiểm yếu. Những thứ này đều là bởi vì ta lên, ngươi ta vốn là một thể, ngươi nói như vậy, phân ra ngươi ta, ngươi có thể vui vẻ. Kỳ Tư Thanh nghe được Diệp Thần mà nói. Hung hăng nện cho hắn một quyền, nói gì ngươi ta? Chúng ta. Diệp Thần bị nàng một quyền, trong lòng ngọt ngào, cười nói, được, chúng ta, đều nghe ngươi. Diệp Thần một nhóm lần nữa xác định vị trí, hướng màu máu hoang mạc bên ngoài bay đi. Nơi này vốn cũng là một cái đặc biệt không gian, Diệp Thần câu thông hư không, mang Kỳ Tư Thanh và Tiểu Hoàng trốn vào trong đó, hướng Tiểu Hoàng lúc trước cảm giác được huyền hải tiến vào phương pháp xuất hiện chỗ bay đi. Tiểu Hoàng, là nơi này sao? Diệp Thần nhìn trước mắt, khẽ cau mày, hỏi. Tiểu Hoàng xác định gật đầu nói, ta xác định, chính là nơi này. Diệp Thần không nói thêm nữa, vận dụng hư linh thần mạch liền dẫn bọn họ xuyên qua hư không, tiến vào phía dưới không gian. Phía dưới một phiến sương mù nồng nặc, xuyên qua sương mù dày đặc, mấy người rơi trên mặt đất, đối diện liền nhìn thấy một tòa cao vút trong mây đại sơn. Giữa núi là nặng loan trùng điệp nham thạch. Cây xanh bao bọc, hoa cỏ vây quanh. Một cái đường lát đá tảng thông hướng đỉnh núi, dọc theo đường còn có thể thấy được trông rất sống động vách đá pho tượng, sương mù dày đặc, giống như tiên cảnh vậy. Trên đỉnh núi có một phiến miếu thờ, từ hạ nhìn lên trên, vậy miếu cũng không lớn, xa xa chỉ có thể thấy được miếu chóp đỉnh trải liền ngói lưu ly, chiếu ngược ánh mặt trời mang, nguy nga lộng lẫy, vậy miếu thờ nóc nhà trên có khắc quá nhiều tiên nhân, có hình thái, màu sắc sáng rỡ. Diệp Thần thử hướng lên bay đi, nhưng phát hiện thân thể nặng nề vô cùng, lại bị đặt ở trên mặt đất, nhưng là trên mặt đất đi, lại không có bất kỳ chướng ngại nào. Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh, Tiểu Hoàng thương lượng một phen, quyết định đi lên trước xem, Tiểu Hoàng từ vậy miếu thờ bên trong cảm ứng được chút tin tức. Núi này nhìn như miểu không có dấu người, giống như là thế ngoại tiên sơn vậy. Diệp Thần từ trong cảm giác không ra bất kỳ ác ý, liền dẫn đầu bước lên đường lát đá tảng. Một đường nấc thang leo lên đỉnh núi, bọn họ dùng đại khái 2 tiếng. Nơi này hạn chế quá lớn, sợ rằng thiên quân muốn ngay lập tức lên đỉnh cũng không cách nào làm được. Hơn nữa, Diệp Thần mơ hồ cảm giác, lên đỉnh nhìn cũng không phải là thực lực. Kỳ Tư Thanh thở gấp liền, đổ mồ hôi đầm đìa. Diệp Thần là nàng lau mồ hôi, sau đó vốn muốn gánh nàng lên đi, lại bị Kỳ Tư Thanh hung hăng chừng trở về, đành phải lại nữa sách chuyện này, xem Kỳ Tư Thanh mình cậy mạnh. Bất quá Kỳ Tư Thanh có thể quả thật mệt mỏi tàn nhẫn, thân xác cường độ cũng không có Diệp Thần tốt, lên tới cửa miếu, liền đỡ cửa miếu chậm thật lâu mới hồi quá kính tới. Nơi này tốt nhất có thứ chúng ta muốn, nàng nhìn một cái miếu thờ, kỳ vọng nói. Bởi vì đây là bọn họ duy nhất mục đích, một khi đạt được, bọn họ liền có thể rời đi. Kỳ Tư Thanh thành tựu người phụ nữ trực giác, cảm thấy ở chỗ này ở lâu một giây,
liền nguy cơ mấy phần. Câu nói kia mặc dù không phải là tận lực nói cho Tiểu Hoàng nghe, nhưng Tiểu Hoàng vẫn là sắt xúc liền một tí, vội vàng gật đầu, trả lời, có, tin tưởng ta. Thật ra thì hắn nơi nào có thể khẳng định, nhưng là trước Trần An Kỳ Tư Thanh mới được. Diệp Thần thì mượn này cơ hội nhìn vào bên trong, miếu tọa lạc tại một phiến xanh tươi tốt cây rừng tới giữa, chung quanh hoa cỏ xinh đẹp, làm người khác chú ý nhất là cửa miếu bên trong trong viện tử vậy một cây chọc trời cổ hòe. Cổ cây hòe rút ra lăng vân, thúy lá như mỹ ngọc, lại là thanh thúy ướt át, trên cây hoa hòe nở rộ, đứng ở chỗ này đầy cái mũi đều là hoa hòe thơm. Bóng cây trùng trùng, che khuất bầu trời, bởi vì tàng cây quá lớn, hoàn toàn không có nhiều ít ánh mặt trời tạt qua mà qua. Diệp Thần mơ hồ cảm thấy cây này là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được đến tột cùng là đâu bên trong, nhìn hồi lâu, liền vậy rời đi ánh mắt. Kỳ Tư Thanh thấy Diệp Thần một mực ở xem cây hòe, vậy theo hắn con mắt nhìn qua, nàng gặp nhánh cây kia bên trên quấn rất nhiều dây đỏ, liền rất là cảm thấy hứng thú, tiến tới nhìn chốc lát. Dây đỏ một đầu quấn cây hòe chạc cây, một đầu khác thì treo một phiến hao tổn trồng lên nhau cây hòe lớn lá. Mỗi một phiến cây hòe lá đều có bàn tay lớn, cũng không biết đi qua nhiều ít năm, cây kia lá cũng không có khô héo đổi giòn, như cũ thanh thúy. Kỳ Tư Thanh trước bàn chân nhọn rõ ràng một sợi dây đỏ tới, mở ra lá cây vừa thấy, phía trên viết là thứ nhất nguyện vọng, hy vọng ta và hắn có thể làm bạn cả đời. Kỳ Tư Thanh trộm trộm nhìn một cái Diệp Thần, tâm tư động một cái, vậy từ trên cây hòe tháo xuống một miếng lá cây tới, ngón tay bắt pháp quyết, hội tụ ra một chi linh bút. Dùng bút ở lá cây trên có khắc xuống một hàng chữ. Ngươi nếu là nghĩ như vậy, không bằng cùng ta nói, ta lập tức liền có thể giúp ngươi thực hiện. Diệp Thần thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở nàng bên lỗ tai. Kỳ Tư Thanh hai gò má ngay tức thì lật lên ửng đỏ tới, nũng nịu quát lên, ngươi tại sao có thể trộm xem. Diệp Thần ôm Kỳ Tư Thanh nhỏ hết sức eo, đem cằm đặt ở nàng trên bả vai, thừa dịp nàng chưa chuẩn bị. Trực tiếp từ tay nàng trung tướng vậy chốc lát liền chữ cây hòe lá đoạt đi. Cái này ta giúp ngươi tồn. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói. Kỳ Tư Thanh gặp hắn như vậy chơi xấu, sắc mặt hơi đỏ lên, cúi đầu, dĩ nhiên cũng không phải thật tức giận, nhìn Diệp Thần gương mặt rất nhanh lại cười lên. Giờ khắc này, nàng lại cảm thấy có chút thư thái. Con đường đi tới này, các nàng đối mặt quá nhiều nguy hiểm, mà giờ khắc này, tựa như an lòng. Giống như Diệp Thần không phải luân hồi chi chủ, mà nàng cũng không phải đời trước nữ võ thần. Tiểu Hoàng không mắt xem hai người anh em, đã thẳng xuyên qua cửa viện, tiếp tục dọc theo đường lát đá tảng đi lên, dọc theo đường còn có không thiếu cây cối, nhưng cũng không có vậy cây hòe tới nguy nga. Ở hắn cảm giác bên trong nơi này và vậy huyền hải tân bí mật quan hệ không cạn, Diệp Thần vậy dắt Kỳ Tư Thanh theo sau, gặp Tiểu Hoàng bản đang tiếp tục về phía trước, bỗng nhiên dừng tại chỗ rơi vào trầm tư. Không biết phát hiện cái gì. Nơi đó, Tiểu Hoàng bỗng nhiên nói. Diệp Thần gặp hắn cũng không phải là chỉ hướng ngay phía trước miếu thờ, mà là bên phải một nơi thiền điện. Chúng ta đi xem là được. Diệp Thần gật đầu nói. Bọn họ chỉ chốc lát sau liền đi tới vậy nghiêng trước cửa điện mở toang ra, bên trong nhang đèn cháy, phiêu phiêu miểu miểu, thờ phụng một hàng lại một hàng trường sinh bài vị. Bên trong không gian 10 phần rộng rãi. Ở chính giữa treo một bức chữ, trên đó viết nhân gian trí cường. Vậy bốn chữ đầu bút lông già dặn có lực, mơ hồ hợp loại nào đó đạo vận. Mà Diệp Thần thấy vậy được chữ, diễn cảm nhưng là hơi đổi. Cái này lại và không không hơi thở có chút đến gần. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hắn buông ra cảm giác, chợt mới bừng tỉnh. Đây cũng không phải là không không hơi thở, bất quá bởi vì niên đại rất xưa, lưu lại võ đạo ý vận cực kỳ mạnh mẽ. Thời đại càng sớm, võ đạo liền càng phát ra khủng bố. Đây cũng là Hồng Quân và võ tổ võ đạo, không ai bằng nguyên do một trong. Bàn thờ bên trên cung phẩm tất cả đều đủ, rất nhiều máu linh thú thịt, dài đèn linh nến tất cả đều đủ, lư hương vậy nhìn như sạch sẽ, giống như là thường xuyên có người dọn dẹp vậy, nhưng là nguyên cái miếu thờ trừ Diệp Thần một nhóm, cũng không có những người khác tồn tại. Diệp Thần đến gần nhìn. Liền gặp vậy trường sinh bài vị trên có khắc tên họ đạo hiệu Vân. Vân, còn có về cõi tiên thời gian. Hắn từng cái nhìn, càng phát ra cảm thấy có mấy cái tên như là nghe qua. Đây là trăm ngàn năm trước nhân tộc chí cường miếu thờ. Lại có nhân tộc võ giả đã tới nơi đây. Diệp Thần vẫn đang tra xem, Kỳ Tư Thanh thanh âm liền vang lên.
Ta biết những thứ này bài vị lên một ít cường giả, trong đó có một ít còn đã tham gia viễn cổ đại chiến. Có mấy người ở thời đại kia đều là biết bao chói mắt. Kỳ Tư Thanh tiếp tục nói. Diệp Thần đối một cái trong đó tên chữ cũng có chút ấn tượng, hắn từng nghe Nhâm Phi Phàm nói tới qua. Người này ban đầu thủ đoạn chấn động thiên địa, suýt nữa đem phương thế giới này bổ ra. Đây là biết bao khủng bố. Chỉ là sau đó, chẳng biết tại sao, người này chỉ như vậy biến mất. Nhâm Phi Phàm từng đi Thái Thượng Thế Giới điều tra qua chuyện này, nhưng vẫn không có tin tức. Hôm nay xem ra, chẳng biết tại sao, vị này cường giả lại cũng đi tới cái này vĩnh hằng hư không, chẳng lẽ là cùng mình mục tiêu như nhau, đi tìm một chút tiến vào huyền hải thời cơ. Chỉ là đáng tiếc, đối phương mục tiêu không có đạt thành, liền chết nơi này. Diệp Thần không khỏi cảm thấy có chút thổn thức, thậm chí trong lòng còn đối với những cường giả này có một chút bội phục. Nếu là loài người cường giả miếu thờ, cố nhiên không quen biết, chúng ta vậy coi là đồng bào, vậy ta liền là trên đó một trụ nhang đi. Diệp Thần vừa nói liền đi tới bàn thờ trước, cầm ra ba cây giải thơm, ở trường minh đăng trên đốt. Sau đó, hắn liền hướng về phía vậy viết nhân gian trí cường thư họa bái một bái, liền đem ba cây nhang cắm vào lư hương bên trong. Đây là hắn thái độ, vậy là võ giả tới giữa tôn kính và tín ngưỡng. Nhưng mà, giải thơm phương bị cắm vào xốp tàn nhang bên trong, mặt đất bỗng nhiên nhẹ khẽ run một tí. Diệp Thần còn tưởng rằng là mình ảo giác, sợ giải thơm vết nứt, còn đặc biệt đưa tay, mưu toan dùng linh lực đem bảo vệ. Lại là một hồi rên truyền tới, vậy là tới từ dưới đất rung động, phảng phất là từ vách núi chỗ sâu tầng tầng truyền mà đến. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, đây là chuyện gì xảy ra? Xem bên ngoài, Kỳ Tư Thanh phát hiện cái gì, bỗng nhiên nói. Diệp Thần xoay người, bên phải thiền điện ra lớn như vậy đình viện bên trong, bỗng nhiên nhiều rất nhiều màu đen bia đá, từ bọn họ cái góc độ này nhìn sang, chỉ có thể nhìn được bia đá phía sau, phía trên trào lối chữ lệ có khắc đại đoạn văn bia. Là đời người, Diệp Thần nhìn một cái nội dung phía trên, nhàn nhạt nói. Vậy văn bia khắc xuống đều là những cái kia đã chết loài người cường giả đại năng đời người sự tích, còn có công lao vĩ đại, cùng với là võ đạo văn minh làm ra cống hiến. Chắc hẳn con đại bàng này khắc người hẳn là đối bọn họ vô cùng rõ ràng, mới có thể đem những tin tức này viết như vậy tường thật. Lòng đất chấn động hơn nữa rõ ràng, Diệp Thần nắm Kỳ Tư Thanh tay, nói, đi, chúng ta đi ra ngoài xem. Lòng đất chấn động tựa hồ có loại nào đó quy luật tồn tại. Màu đen bia đá ở tiếng nổ thật to bên trong dưới đất chui lên, một cái tiếp theo một cái từ dưới đất nhô ra, chỉ chốc lát sau, cũng đã chi chít xuất hiện chừng trăm cái hơn. Những bia đá này chất liệu rất là phổ thông, Diệp Thần nhìn mấy cái sau đó liền không có hứng thú, nhưng trong lòng nhiều vài tia cái khác cảm giác. Kỳ Tư Thanh ngược lại là ở nghiêm túc tra xem, nàng hướng về phía Diệp Thần nói, những bia đá này và trường sinh điện bên trong bài vị hẳn là đối ứng. Chắc hẳn ngôi miếu này vũ cũng là vì dùng để tế điển những thứ này rơi xuống loài người cường giả. Chỉ là thời đại kia, vì sao phải phái ra như thế nhiều võ giả đi tới vĩnh hằng hư không? Là chiến tranh sao? Vẫn là vì đoạt được thứ gì? Diệp Thần như có điều suy nghĩ, những bia đá này càng ngày càng nhiều, nhìn về phía trước đã mong không thấy cuối. Hắn lại đi về phía trước hai bước, tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu lại. Liền thấy sau lưng cũng là vừa nhìn vô tận bia đá, lúc trước bọn họ đi ra ngoài cái đó trường sinh điện đã không thấy bóng người. Nếu như trăm tòa mộ bia, có thể nói và luân hồi mộ địa có chút tương tự, có thể cái này chi chít mộ bia, chỉ sẽ để cho trong lòng người có chút kiềm chế. Kỳ Tư Thanh thấy Diệp Thần động tác, vậy đi theo quay đầu lại, nàng chợt nói tiểu hoàng mới vừa có đi theo chúng ta đi ra không? Mới vừa bọn họ hai người từ thiền điện đi ra, cũng không có chú ý tiểu hoàng. Nhưng ở Diệp Thần điểm thơm thời điểm, tiểu hoàng vẫn là ở bên cạnh. Diệp Thần suy nghĩ chốc lát, thử ở trong lòng cảm ứng tiểu hoàng vị trí. Như thế nào? Kỳ Tư Thanh hỏi. Diệp Thần lắc đầu một cái nói, ta xác định vị trí không được tiểu hoàng vị trí. Tiểu hoàng sẽ không có chuyện, có lẽ hắn phát hiện huyền hải bí pháp, tự đi tìm liền vậy nói không chừng. Kỳ Tư Thanh nói. Cũng không tốt nói. Diệp Thần trong lòng mặc dù cảm thấy tiểu hoàng sẽ không như vậy, nhưng cũng chỉ có thể trước nghĩ như vậy. Ta xem tấm bia đá này cũng không chỗ đặc thù, nhưng tựa hồ bị bí pháp bảo vệ. Ta có thể từ trong cảm nhận được năng lượng nào đó chập chờn. Chúng động tác như thế hẳn là trận pháp thuật,
Hơn nữa cái này mảnh không gian có mấy loại bất đồng cấm chế, để cho chúng ta không được thi triển. Diệp Thần nói, hắn vừa nói vừa bóp nặn Kỳ Tư Thanh tay, nói, ngươi theo sát chân ta, đợi ta phá cấm chế này là được. Kỳ Tư Thanh trong lòng cũng có suy nghĩ, đột nhiên nghe gặp Diệp Thần nói như vậy, chỉ cảm thấy được trong lòng ngọt ngào, cũng không phản đối, Diệu Hiền trước gật đầu một cái, nói, có ngươi ở ta tự nhiên không sợ. Diệp Thần cảm ứng chung quanh không gian bên trong linh lực chập chờn, hướng năng lượng phức tạp chỗ tìm kiếm. Diệp Thần một mực không buông ra Kỳ Tư Thanh tay, Kỳ Tư Thanh mắt đẹp đều là ngưng mắt nhìn Diệp Thần, giống như trong mắt có mọi thứ tinh thần. Là nơi này, Diệp Thần sờ một nơi bia đá nói. Cái này trên tấm bia đá cũng không có khắc bất kỳ cường giả tục danh và đời người, chỉ le que hội chế mấy bút, Diệp Thần không nhận ra đây là cái gì hình vẽ, nhưng hắn vậy không muốn biết. Hắn thử vận chuyển linh lực, nhưng là không gian bên trong truyền tới áp lực rất lớn, đem trong cơ thể hắn linh lực đọng lại ở, không được lưu động. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, nắm chặt quả đấm, một quyền liền đập vào phương này màu đen trên tấm bia đá. Bia đá lên tiếng đáp lại mà bể, lập tức liền bể thành mấy khối ngã trên đất. Hắn thử câu thông một phen trong cơ thể linh lực, làm tắc nghẽn cảm đổi được nhẹ đứng lên, tuy có chuyển biến tốt, nhưng còn không có hoàn toàn giải khai. Đây chỉ là một chỗ, hẳn còn có. Diệp Thần lời còn chưa nói hết, mặt đất chấn động liền lần nữa truyền ra. Mới vừa vậy bị đánh nát bia đá chỗ, lần nữa chậm rãi toát ra một cái mới bia đá tới, cùng lúc trước vậy một cái nhìn như giống nhau như đúc. Nếu như không phải là cái đó đã bị Diệp Thần quả đấm đánh ra mảnh vỡ còn trên đất, hắn thậm chí cũng sẽ lấy làm cho này vẫn là vậy một khối bia đá. Không có dùng sao? Không đúng, cũng không phải là không có dùng. Diệp Thần có thể rõ ràng được cảm giác được, cho dù cái này cái mới bia đá đã từ từ toát ra, thế nhưng cấm chế hẳn là cắt ra liền một vòng, hay hoặc là nói phương này sinh mạng mới bia đá còn rất là yếu ớt, không có đem cấm chế đóng vòng nối liền lên. Diệp Thần còn ở trước mắt bia đá, lại nghe gặp Kỳ Tư Thanh hô to một tiếng, vội vàng đi xem nàng. Mới vừa có vật gì chợt lóe lên, Kỳ Tư Thanh nhìn một cái chung quanh, nói. Kỳ Tư Thanh thần sắc có chút ngưng trọng, Diệp Thần nhìn về phía trước, vào mắt chỉ có một cái lại một cái, không thấy được cuối màu đen bia đá. Người nào giả thần giả quỷ? Diệp Thần lạnh lùng nói. Không có bất kỳ người trả lời, chung quanh tựa hồ gió nổi lên, gió lớn thổi qua rừng bia, hu hu nuốt nuốt thanh âm, cực kỳ giống bi thương khóc tiếng. Diệp Thần vốn định thi triển Hồng Mông Đại Tinh Không, nhưng vẫn là dừng lại. Ngươi nhưng có nghe gặp thanh âm gì? Kỳ Tư Thanh gần sát Diệp Thần lỗ tai nói. Nàng mới vừa là cảm giác bén nhạy, hơi có vẻ kinh sợ, nhưng hôm nay đã chấn định lại, chỗ này thoạt nhìn là tế điển anh linh mà xây dựng miếu thờ, theo lý mà nói không nên sẽ có quỷ ảnh, nhưng nếu không phải vì tế điển đâu. Nàng bị trong lòng mình bỗng nhiên nhô ra ý tưởng kinh sợ một tí. Diệp Thần tự nhiên vậy nghe, hát suyệt liền một tiếng, hướng về phía Kỳ Tư Thanh khẽ lắc đầu một cái. Kỳ Tư Thanh lập tức hội ý. Ngậm chặt miệng. Lúc trước Diệp Thần liền nghe, chỉ là hiện tại thanh âm này càng phát ra đổi được lớn lên, giống như là hu hu nuốt nuốt tiếng khóc, hoặc như là rên rỉ và bi thương khóc, nghe có dũng khí quỷ khí dày đặc cảm giác. Kỳ Tư Thanh theo bản năng hướng Diệp Thần nhích lại gần, Diệp Thần ôm nàng bả vai, thanh âm này nghe được quả thật làm cho người cảm giác có chút rợn cả tóc gáy, hơn nữa chỗ nào cũng nhúng tay vào, để cho người không tìm được đến tột cùng là đâu bên trong phát ra tiếng vang. Nếu ngươi không muốn hiện thân, vậy ta liền đem những bia đá này hết thảy đập bể chính là. Diệp Thần thanh âm nghe hơn nữa lạnh như băng, mang đủ để cho muôn vạn thần ma quỷ tới bái khí thế, tung người nhảy lên. Tăng! Lợi kiếm ra khỏi vỏ, Long Uyên Thiên kiếm mang theo bọc vô số kiếm mang đột nhiên lên, ngay tức thì liền đem chung quanh mấy chục phương thạch bia chặt đứt mở. Mặt đất chấn động hồi sinh, mới bia đá điền vào lên. Diệp Thần hét lớn một tiếng. Ở đó chút bia đá còn không có hoàn toàn bốc lên lúc đi ra, lần nữa đem chúng đánh nát bấy. Ha 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 ha, đập thật tốt, thống khoái, thật lâu không thống khoái như vậy. Chung quanh hù hù nuốt nuốt kêu gào dần dần đổi được rõ ràng, Diệp Thần lúc này nghe rõ ràng. Chính là cái này nội dung nghe có chút không đúng lắm. Không cần nhắc nhở, Diệp Thần đã phát giác ra khác thường chỗ. Hắn híp mắt, hơi nghiêng đầu nhìn. Ở đó chỗ chất đống vô số bia đá mảnh vỡ chỗ có dày đặc quỷ khí lặng lẽ hội tụ, quỷ kia khí phụ ở trên tấm bia đá, tựa hồ ở hấp thu năng lượng trong đó vậy, từ từ đổi được nhiều hơn.
lại là dần dần lượn lờ dây dưa, quay lại huyễn hóa ra vô số quỷ nhãn tới. Quỷ kia mắt thật giống như từ u minh vực sâu chỗ ngửa đầu nhìn về nhân gian, toát ra vô tận hận ý, mong một trong mắt liền có thể cảm nhận được vô cùng tuyệt vọng. Liên quan quanh mình không gian nhiệt độ cũng đổi được thấp đứng lên. Diệp Thần lúc trước là gặp qua tương tự trận pháp, chính là hắn từng ở Thiên Hy đảo bên trên thấy qua u minh ma đồng trận. Nhưng trước mắt cái này phiến dày đặc quỷ khí tựa như trận không trận, để cho Diệp Thần đổ không thể xác định. Quỷ khí dần dần đổi được nồng nặc lên, lăn lộn hướng bốn phía vào tới. Kỷ Tư Thanh thấy một màn này, càng phát ra cảm giác được mình trước kia suy đoán là chính xác. Những bia đá này chỉ sợ là dùng để trấn áp cái này quỷ khí. Kỷ Tư Thanh nói, Diệp Thần ở thấy quỷ khí xuất hiện thời điểm, đã dừng lại động tác trong tay, hắn mơ hồ cũng cảm thấy được Kỷ Tư Thanh nói đúng. Kết quả là cái gì cần dùng số lượng như vậy cường giả hồn tới trấn áp? Diệp Thần không nhịn được suy đoán, nếu như cái này miếu thờ thật là dùng để trấn áp quỷ này khí đứng đầu, như để cho hắn hoàn toàn thức tỉnh, sợ không phải phải xuất hiện cái gì không được đồ. Nhưng cái này rừng bia là trận, miếu thờ bên trong cũng có đại trận, liên quan vách núi bên trong còn có lớn hơn thiên nhiên trận, ba trận tương sinh, mới làm cho bia đá cuồn cuộn không ngừng, anh hồn bất diệt. Đủ để trấn thủ hết thảy, phong tỏa ở bên trong hết thảy linh lực chập chờn. Đây cũng chính là Diệp Thần khi tiến vào ngọn núi này bên trong sau đó, liền không cách nào thúc giục quá nhiều linh lực nguyên nhân chỗ. Diệp Thần nghĩ rõ ràng liền hết thảy, nhưng lâm vào tiến thối lưỡng nan bước, như là không thể phá hủy cái này rừng bia trận, liền sẽ để cho hắn mất đi rất nhiều thủ đoạn, tự nhiên không thể ứng đối quỷ này khí. Hiện tại quỷ khí chỉ lo chiếm đoạt năng lượng, tựa hồ bởi vì lúc trước tổn thất quá mức thảm trọng, mới để cho nó phương vừa xuất hiện liền như vậy tham lam. Mặc dù nó cũng không có đối Diệp Thần lộ ra một tia một hào địch ý, nhưng cái này cùng quỷ chủ, làm sao sẽ bỏ qua cho hai cái lớn hơn tài nguyên. Nó hôm nay không trêu chọc Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh, chắc là cảm giác được bọn họ hai cái không dễ chọc, bằng vào nó hiện nay thân thể hư nhược, căn bản không giải quyết được Diệp Thần hai người, sẽ còn bị giết ngược. Ngược lại là rất thông minh, Diệp Thần cười lạnh nói, người muốn phá hủy cái này rừng bia, ta liền như ngươi mong muốn. Nhưng người muốn đánh ta chú ý, nhưng mà phải trả giá thật lớn. Diệp Thần hét lớn một tiếng, sử dụng tai nạn kiếm, ở trùng trùng quỷ khí bên trong vạch ra một đạo tai khí rãnh tới. Vậy rãnh đến mức, bia đá rối rít sụp đổ, vùi lấp rơi vào trong đó. Bia đá nhất thời ít đi 1/3, Diệp Thần trong cơ thể linh lực dần dần đổi được lưu loát. Tư Thanh, giúp ta! Hắn hét lớn một tiếng, liền lại vung ra một kiếm. Kỷ Tư Thanh vậy khẽ quát một tiếng, thúc giục linh lực, hướng khác một phiến rừng bia phát ra công kích. Rừng bia hoàn toàn bị phá hủy, quỷ kia khí lăn lộn được lợi hại hơn, bóng tối hơi thở bộc phát nồng nặc, hướng Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh nơi tới vọt tới. Quỷ nhãn rối rít mở ra, nhọn tiếng cười quái dị chợt xa chợt gần, liên quan xương tiếng ma sát cũng thay đổi được rõ ràng, giống như là có vô số xương cốt tha duệ hướng bọn họ nhích lại gần. Diệp Thần cho gọi ra nguyện vọng thiên tinh. Tinh thần ánh sáng đem màu đen quỷ khí chiếu sáng chút, ngân hà từ bầu trời rủ xuống, sáng mở bầy khắp đám mây. Nguyện vọng thiên tinh, ta cầu nguyện bảo vệ ta và Tư Thanh. Hắn mặc dù không có lãnh hội qua cái này quỷ khí uy lực, nhưng Diệp Thần có thể rõ ràng được cảm giác được nó đã đổi được cường đại hơn, hơn nữa mỗi đi qua một hơi thở, nó liền lại tăng trưởng chút. Cái này tiếng quỷ khóc sói tru tựa hồ có mê muội lòng người công hiệu, cái gọi là bị ma quỷ ám ảnh. Không ngoài như vậy. Tà ác cực kỳ hơi thở càng ngày càng gần, từng tia quỷ hỏa vậy sáng lên, tựa như ở cùng nguyện vọng thiên tinh sáng chói ngân hà gọi nhịp. Như coi là thật bị quỷ này khí thôn cúng, cho dù là Diệp Thần, vậy sợ rằng sẽ hoàn toàn lâm vào là đối phương con rối. Nguyện vọng thiên tinh vốn là 33 thiên hỗn độn chí bảo một trong, cầu nguyện tinh thần, mượn cao nhất ngân hà lực, có thể vượt qua hoàn vũ, xuyên qua tinh vực, cầu nguyện trở thành sự thật. Nhưng Diệp Thần hiện nay thực lực quả thật có giới hạn, đối mặt cái này đầy trời quỷ khí, tinh trận tựa hồ không chịu nổi mang nặng, đổi được càng ngày càng nhỏ đứng lên, tinh vách đá bên trên, đã xuất hiện vết rách. Dưới đất lần nữa truyền đến chấn động, đây là từ vách núi nội bộ truyền tới, đến từ chỗ sâu chấn động kịch liệt. Hống! Một tiếng giống to từ sâu trong lòng đất truyền ra, tiếng gào bên trong tràn đầy vô hạn oán độc và hận ý. Cho dù các ngươi chôn xương nơi này, lão phu cũng phải để cho các ngươi cả ngày không được an bình.
vách núi lại là một trận rung động, bản thật sâu chấn áp vậy một tà thần giống vậy tồn tại tựa hồ phải đem ngọn núi này hoàn toàn phá vỡ. Trong chốc lát đất rung núi chuyển, trên mặt đất coi là thật xuất hiện một kẽ hở tới. Kẽ hở kia theo vách núi đung đưa đổi được càng ngày càng lớn, trong chớp mắt đã đem Diệp Thần nơi đợi chỗ tòa này sân xuyên qua mà qua. Tới, Diệp Thần trong tay nắm thật chặt tai nạn kiếm, mà Kỳ Thư Thanh cũng đã cầm chu tước cửa triệu hoán liền đi ra, đầy trời chu tước phượng hoàng nương theo điềm lành từ trên trời hạ xuống, tiên nhạc mù mịt, cũng đem cái này lạnh lẽo ngải ngải tiếng quỷ khóc đè xuống chút. Rất nhanh, kẽ hở bên trong liền đưa ra một cái tay, chính xác mà nói là một cái xương trắng dày đặc xương cốt tay khổng lồ. Cái này tay khổng lồ cũng không phải là nhân loại bình thường xương tay, mà là do vô số người cốt chất đống chung một chỗ hợp thành một cái to lớn màu trắng cốt thủ. Vậy cốt thủ bấu vào mặt đất kẽ hở bên bờ, liền một lát liền có một vài trăm trượng cao xương trắng cự nhân bỏ ra. Cái này xương trắng cự nhân phương vừa xuất hiện, liền hướng về phía đầy trời quỷ khí gào to một tiếng, tựa hồ đang phát tiết trong lòng uất khí. Cho dù trấn áp ta trăm nghìn năm, vừa có thể như thế nào? Các ngươi đã thành xương trắng, ta nhưng có thể dùng các ngươi xương trắng, hoàn thiện ta thân. Chẳng phải tốt thay. Nó thanh âm tang thương mang theo mấy phần âm ách và quỷ khí trộn chung, lộ vẻ được 10 phần âm u đáng sợ, bức họa này mặt vậy đủ rung động. Nhắc tới, đổ phải cảm tạ ngươi hai đứa nhỏ, đem ta thả ra. Ánh mắt của nó vốn là hai cái đen thui động, nhìn về phía Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh, ánh mắt kia như có thực chất được rơi vào bọn họ trên người hai người, chỉ cảm thấy được rợn cả tóc gáy. Cảm ơn ngược lại không cần, bởi vì ngươi vẫn là phải ở nơi nào tới thì về nơi đó. Diệp Thần nghĩ rất rõ ràng, nếu chỗ này có tiến vào huyền hải bí pháp tồn tại tự nhiên không thể bị hủy. Mà muốn lục soát nơi này, tự nhiên phải đem trong này yêu ma quỷ quái hết thảy diệt trừ mới phải, cái này xương trắng cự nhân bị Diệp Thần sáp nhập vào dọn dẹp danh sách bên trong. Ngươi giúp ta rời núi, ta tự nhiên có thể tha ngươi một mạng, nhưng trên mình ngươi cái này thân tu vi và pháp bảo liền hoàn toàn quay về ta đi. Diệp Thần lúc trước liền ngờ tới nó sẽ đến đánh bọn họ chủ ý. Quả nhiên cái này xương trắng cự nhân vừa xuất hiện liền nâng lên to lớn cốt thủ hướng bọn họ chỗ ở phương hướng đánh tới đây, quỷ khí vậy đi theo cổn động, trùng trùng đụng vào nguyện vọng thiên tinh tinh vách đá bên trên. Vết rách đổi được lớn hơn, mắt thấy nguyện vọng thiên tinh lại không chống đỡ được rất lâu. Như từ u minh phủ xuống khí âm lãnh từ trên trời hạ xuống, đụng vào tinh thần ánh sáng trên, màn hào quang hoàn toàn phiến phiến vỡ vụn ra. Hừ, tự tìm cái chết. Diệp Thần tâm tư vừa chuyển, liền dẫn Kỳ Tư Thanh Thuấn di ra, nháy mắt tới giữa, kinh khủng quỷ khí đã đem bọn họ mới vừa đứng địa phương chìm ngập. Quỷ này khí mang vô số quỷ nhãn, tựa hồ thật sự có vô số quỷ vật núp ở trong đó vậy, mỗi một phiến quỷ khí tựa như đều là thật tự u minh đều đi tới, lạnh lẽo cực kỳ. Nếu như Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh thân xác nhỏ yếu đi nữa một ít, liền sẽ ở đây một che chở dưới, bị hoàn toàn đồng hóa, ngay tức thì liền hồn phi phách tán. Thân tiêu đạo vẫn. Diệp Thần vung tay lên, liền đem thiên tiên cá chép sao thả ra, từng cái thiên tiên cá chép tuôn ra ngoài, tản ra thánh khiết quang, đem dày đặc quỷ khí xua tan một ít. Cái này đen thui quỷ khí phun trào ra, phát ra chói tai tiếng kêu lạ, tựa hồ cũng không cần vậy xương trắng cự nhân chỉ huy, cũng đã men theo hắn nhào tới. Kiếm khí thông suốt nổ tung, Long Uyên thiên kiếm bộc phát ra réo rắt tiếng rồng ngâm, thông suốt phóng lên cao. Kiếm khí như trời long đất lở vậy phún ra ngoài, về phía trước thẳng tắp đánh vào xuống. Quỷ khí bị một kiếm này chém ra một đạo lỗ hổng. Vậy xương trắng cự nhân kinh nghi bất định, tựa hồ là không nghĩ tới Diệp Thần sẽ có chiến lực như vậy. Nó trộm thứ Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh trên mình toát ra khí tức cực lớn, tự nhiên sẽ không bỏ qua hai người. Liền hét lớn một tiếng, to lớn xương trắng tay trùng trùng chụp ở trên mặt đất, quỷ khí tái biến. U minh quỷ pháp. Vạn hồn đủ bi thương. Ở giữa thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, sắc trời đột nhiên biến mất, đen thùi không gian bên trong chỉ có Diệp Thần thả ra thiên tiên cá chép sao và Kỳ Tư Thanh triệu hoán ra chu tước cửa. Quỷ khí đổi được càng phát ra đậm đà, tỉ mỉ dày đặc biến thành một cái to lớn màu mực nước xoáy vây quanh Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh hai người cấp tốc xoay tròn, quỷ nhãn dương ra, bên trong vẻ oán độc như có thực chất lóe màu máu đỏ quang, trong trận quỷ vật cao giọng cười lớn, kêu khóc trước. Kỳ Tư Thanh sắc mặt mắt thường có thể gặp được đổi được tái nhợt, Diệp Thần nhìn nàng một mắt, điều động linh lực, đem thiên tiên cá chép sao tinh khiết khí ở nàng quanh thân trùm lên một tầng. Không muốn nghe,
không cần nhớ, cùng ta xông ra. Diệp thần nói. Xương trắng cự nhân tự nhiên thấy được Diệp thần động tác. Ngươi làm những loài người này cường giả liền cam tâm tình nguyện bị chôn xương nơi này, dùng tự thân máu xương trấn áp ta sao? Liền linh hồn cũng vĩnh viễn niêm phong nơi này, không được luân hồi chuyển thế. Xem à, đây đều là bọn họ oán khí, có bọn họ trăm nghìn năm bồi bổ, bổn vương chỉ sẽ thành được càng cường đại hơn. Vậy xương trắng cự nhân khặc khặc cười lên, ngập trời hận ý để cho nó cuốn lên dậy đầy trời quỷ khí, để cho cả tòa không gian biến thành u minh thế giới, như rơi xuống đất ngục, vạn quỷ thế tới hung hung, cuồn cuộn không ngừng được bay tới đụng vào Diệp thần ngưng ra thiên tiên cá chép quang vòng bên trên. Cá chép ở ngân hà bên trong thoải mái bơi lội, nhưng ngân hà nước rất nhanh liền lại nữa trong suốt. Long Uyên thiên kiếm lần nữa chém ngang ra, bàn long bay cao, muôn vàn kiếm quang phảng phất vạn trượng ánh mặt trời bất ngờ tách thả ra, rực rỡ tươi đẹp lóa mắt, vĩ đại tuyệt luân, rất miễn cưỡng ở đầy trời quỷ khí bên trong lái ra một cái dùng kiếm quang trải liền quang minh đại lộ. Luân hồi chi chủ khí thế mở hết, Diệp thần xuyên thấu dày đặc quỷ khí nhìn về phía ngửa mặt lên trời cười to xương trắng cự nhân. Kiếm quang kia đang cắt mở âm u quỷ khí sau đó, cũng không có ngừng, mang chưa từng có từ trước đến nay hơi thở, tiếp tục về phía trước, ùn ùn kéo đến được sông về xương trắng cự nhân. Người khổng lồ kia bàn tay lại vỗ mặt đất, đầy đất bia đá nhất thời đổi được nghiền, trong viện xanh tươi tốt cây cối ngay tức thì khô héo, giống như là bị hấp thu sinh mệnh lực vậy, hóa thành phấn vụn biến mất không gặp. Mặt đất run run, nhưng mà lại không có màu đen bia đá xuất hiện, thay vào đó là dày đặc xương trắng. Vậy xương trắng bên trên bọc màu xanh đen chất nhờn. Ở giữa thiên địa, không gặp nhật nguyệt, quỷ khí phun trào gian là không đếm hết loài người xương trắng. Diệp thần mơ hồ đoán ra những thứ này sợ không phải những nhân loại cường giả kia hài cốt, hôm nay lại bị tà vật phụ, biến thành xương trắng cự nhân dùng để vặn cổ hắn vũ khí. Hắn từ xương trắng người khổng lồ chỉ nói ngắn gọn bên trong vậy nghe ra, nó lúc trước liền và những cường giả này có thâm cừu đại hận. Hôm nay dùng tới những thứ này hài cốt hoàn toàn không quý trọng. Những cái kia hài cốt rối rít bay lên hướng kiếm quang đánh tới, định suy yếu kiếm quang. Lại có muôn vàn hài cốt hợp thành một phiến cốt tường, chắn xương trắng đổ sộ trước mặt người. Giết tốt, các ngươi đều đáng chết, tất cả mọi người đều đáng chết, ta giúp các ngươi phá cuộc, các ngươi nhưng ngược lại đối đãi với ta như thế. Đi qua trăm nghìn năm thì thế nào, các ngươi đã thành một bồi đất vàng, chôn nơi này chỗ. Bổn vương muốn cho các ngươi cả ngày không được ngủ yên. U Minh Cốt, nghe ta hiệu lệnh, giết, giết sạch cái này thế gian hết thảy. Loài người kéo dài hơi tàn trăm nghìn năm, nên trả nợ. Xương trắng người khổng lồ hắc động trong hốc mắt sinh ra một đoàn nhợt nhạt quỷ hỏa tới, quỷ hỏa do trắng chuyển đỏ, ngút trời oán khí khuấy động phong vân biến ảo, để cho nguyên phiến thế giới cũng làm run rẩy. Kỷ Tư Thanh vậy không chút khách khí, trực tiếp cho gọi ra đầy trời chu tước thần hỏa. Ở đó mênh mông kiếm quang sau đó vậy xông về xương trắng cự nhân. Phạm Thiên Thần Công, trận tự quyết. Rất nhanh xương trắng cự nhân liền phát hiện Diệp thần không chỉ có tuyệt thế kiếm pháp, còn có tuyệt thế thần công. Diệp thần hét lớn một tiếng, từ từ hiện lên, trong tay lôi đình lực điên cuồng hiện lên, lôi chiều cuồn cuộn, lộng lẫy vô cùng, hắn đem cái này muôn vàn sấm sét về phía trước ầm ầm đẩy ra, một cổ kinh khủng lực cắn nuốt bộc phát. Diệp thần trước mặt không gian tan vỡ sụp đổ, đầy trời quỷ khí bị buộc cuốn vào, bể ra, quỷ trong mắt chảy ra màu máu đỏ máu nước mắt, mùi tanh hôi tràn ngập nguyên mảnh không gian, nhưng cùng lúc đó, hắc động đổi được càng ngày càng lớn, lôi đình lực phún ra ngoài, ở phía xa vậy xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Đen thui lỗ lớn đem chung quanh hết thảy đều vặn vẹo, mình mông khí tản mát ra, hào hùng lôi đình lực hiện lên, Diệp thần huy động Long Uyên thiên kiếm, lại là muôn vàn kiếm khí. Núi lở đất mòn, rời sông lấp biển, để cho vậy xương trắng cự nhân phản ứng không kịp nữa. Không chỉ như vậy, trong này còn hàm chứa huyết long ngút trời lực lượng. Vài cổ cực hạn lực lượng gia trì, đánh đâu thắng đó. Hắc động xé ra không gian, ở trong hư không trở ra một đạo cầu. Kiếm khí hung mãnh, bất quá nháy mắt tới giữa, liền chém vào xương trắng người khổng lồ trên thân hình. Cuồng bạo kiếm mang nổ bể ra, xương trắng cự nhân kêu thảm một tiếng. Huy động bàn tay, còn chưa kịp động tác, Kỷ Tư Thanh chu tước cửa vậy ầm ầm đập xuống, điềm lành khí, sáng mờ từ từ ngưng tụ, đem vậy xương trắng cự nhân bao ở liền trong đó. Trên người hắn xương trắng căn căn vết nứt, đầy trời quỷ khí vậy như nước thủy triều vậy biến mất, vạn quỷ đủ khóc, màu máu đỏ nước mắt chảy đầy đất,
vô cùng tanh hôi. Vậy xương trắng cự nhân còn đang kêu gào trước, thiếp tại nó người xương rối rít đánh mất, bị kiếm khí vặn cổ thành bột. Xương trắng người khổng lồ thân thể đang thay đổi nhỏ, rất nhanh chỉ còn lại có trưởng thành chàng trai lớn nhỏ, nó chán nản được rất ngồi dưới đất, trong mắt màu đỏ như máu cái quỷ hỏa vậy biến thành lắp bắp màu xanh ra trời, cách đầy trời sáng mờ và sáng chói chói mắt ngân hà nhìn tới, vẻ oán độc thật giống như vậy biến mất không thấy. Bầu trời sáng lên, đầy trời đậm đà quỷ khí rốt cuộc tiêu tán không còn một mống. Thằng nhóc, ngươi không bằng vậy cầm bổn vương lọc sạch liền chính là. Vậy xương trắng mở miệng nói, lại không còn người khổng lồ hình dáng. Diệp thần bước qua đầy đất bừa bãi, đi tới xương trắng trước mặt, nhìn nó, nói, ngươi còn có giá trị lợi dụng. Vậy xương trắng vòng vo chuyển trong hốc mắt quỷ hỏa, phát ra khặc khặc cười, giống như là vô số xương ở lẫn nhau va chạm, rất là chói tai. Thằng nhóc, ngươi có thể đánh thắng bổn vương, còn không phải là bởi vì bổn vương ở chỗ này bị phong ấn hơn 10 vạn năm, thực lực giảm bớt nhiều. Như để cho bổn vương khôi phục nguyên khí, người bất quá chỉ là bổn vương một cây xương ngón tay là được giải quyết tồn tại. Vậy xương trắng 10 phần khinh thường phải nói. Hôm nay ta là giao thớt, ngươi là thịt cá. Trăm ngàn năm trước loài người cường giả có thể đem ngươi phong ấn nơi này, nhất định là không giải quyết được ngươi. Ta không giống nhau, ta có thể để cho ngươi hoàn toàn tan thành mây khói, biến mất hậu thế gian. Diệp thần nói. Đó là, liền đám kia con kiến nhỏ còn muốn giết bổn vương. Đám kia loài người đáng chết lợi dụng hoàn bổn vương lại sợ ta nguy hại loài người, không đánh lại bổn vương, chỉ có thể lợi dụng nhiều người ưu thế cưỡng ép đem bổn vương phong ấn nơi này. Cùng bổn vương đi ra ngoài liền muốn tàn sát sạch tất cả nhân loại, lấy phát tiết bổn vương mối hận trong lòng. Diệp thần có chút buồn cười, cái này xương trắng ngược lại còn có mấy phần nhỏ kiêu ngạo, chắc hẳn hơn 10 vạn năm trước cũng là cường giả, hơn nữa thực lực hẳn là vượt xa đồng bối. Nó rất nhiều năm không gặp người khác. Lại một mực bị đè ở vách núi bên trong, ngày càng uể oải, thực lực tiêu tán nghiêm trọng, nếu không phải Diệp thần hôm nay phá cái này rừng bia trận, để cho xương trắng có thể có cơ hội, từ phía dưới bỏ ra, một ngày nào đó sẽ thật biến mất tại cái này ở giữa thiên địa. Nơi này cũng không thế giới loài người. Diệp thần nói, cho dù ngươi đi ra ngoài gặp phải cũng chỉ có vĩnh hằng ma tộc và một đám lại một đám hư không hung thú. Cái gì, xương trắng không có nghe rõ ràng, nhìn Diệp thần có chút chố mắt. Bổn vương trăm ngàn năm trước bị chôn nơi này, ban đầu bổn vương vì nhân loại cúc cung tận tụy, sau khi chết xương trắng thành thánh, luyện liền cả người tuyệt thế quỷ công, còn không phải là vì bảo toàn loài người, ai có thể nghĩ tới loài người lại đều là một ít hai mặt ba đao đồ, trộm thứ bổn vương lực lượng, sau đại chiến lại quay đầu đối phó tại bổn vương. Diệp thần tâm tư vừa chuyển, liền nói, người bản có thể lập bia nơi này, ở trường sinh trong điện cung phụng bài vị, nhưng ngươi không có bị đối đãi như vậy. Xương trắng ngây ngẩn không có trả lời. Diệp thần tiếp tục nói, ta hỏi ngươi một cọc sự việc, như ngươi đúng sự thật cho biết tại ta, ta liền có thể vì ngươi lập bia, ở trường sinh trong điện lập bài vị. Đợi được cái này miếu thờ chung có một ngày hạ xuống nhân gian, ngươi cũng có thể được đám người hương khói. Xương trắng thong thả thở dài một tiếng, nói thôi, chấp niệm nơi này, không có có thể được. Ta vốn cũng là loài người, ta vì ngươi làm những thứ này, cũng coi là đền bù. Ngươi hỏi đi. Diệp thần suy nghĩ một chút, nói ta tới đây chính là tìm vậy tiến vào huyền hải bí pháp, tiền bối có thể biết hiểu. Xương trắng trong mắt quỷ hỏa nhảy lên, nhìn Diệp thần như có điều suy nghĩ, nói, vậy huyền hải ta cũng không biết, nhưng ta biết cái này miếu thờ bên trong có dấu không thiếu bí mật, dưới đất còn có một mật thất, đồ ngươi muốn không gánh nổi đang ở bên trong. Mật thất. Các ngươi như muốn đi, ta có thể mang các ngươi đi qua. Bất quá ở chỗ này trước các ngươi có phải hay không trước phải cầm ta thả ra. Xương trắng nói, hy vọng các ngươi sẽ không lừa gạt ta. Diệp thần biết nó nhất định đối lừa dối người rất là oán hận, lúc trước vậy đầy trời oán độc hoàn toàn có thể cảm giác đạt được, hơn 10 vạn năm cô độc và thống khổ, còn có hận ý, ngày càng đổi sâu. Tự nhiên, Diệp thần kêu, ta bảo đảm nói được là làm được. Kỷ Tư Thanh trước thu hồi chu tước cửa. Diệp thần đem mấy tia kiếm khí lưu tồn tại xương trắng trên mình, tuy là như vậy, còn chưa được không ngại. Xương trắng vậy không ngại, lần nữa lấy được tự do, trong lòng ứ động cũng thay đổi được không như vậy sâu nặng. Nó là Diệp thần và Kỷ Tư Thanh chỉ đường, liền ở trước mặt mang hai người hướng dưới đất bay đi, chỉ chốc lát sau Diệp thần liền gặp được một căn mật thất. Mật thất này nhìn như 10 phần phong cách cổ xưa, càng có thể nói là đơn sơ,
cửa gỗ là thượng hạng thiên linh gỗ lim, nhưng ở dưới đất trải qua hơn 10 vạn năm, đã bị ăn mòn được không còn hình dáng, duy nhất còn ở vận tác chính là trong mật thất trận pháp. Mật thất này ta cũng không từng trải qua, khi đó ta còn ở vì nhân loại võ giả làm việc, ta cốt kiếm cũng bị tích trữ ở bên trong, nếu như ngươi sau khi đi vào tìm được vật mình muốn, ta có thể thỉnh cầu ngươi cầm ta cốt kiếm cũng cho mang ra ngoài sao. Xương Trắng nói, ta cũng không phải là không thể tự mình đi lấy, chỉ là trận pháp này dùng sinh lực thúc giục, tại ta phảng phất vật kịch độc vậy, ta phàm là đụng chạm, xương cốt toàn thân định sẽ bị ăn mòn. Diệp Thần nhìn đối phương một cái, suy nghĩ sâu xa mấy giây, cuối cùng gật đầu một cái, mới vừa muốn nói gì, liền nghe trong mật thất truyền ra liên tiếp tất tất tác tác thanh âm, có đồ ở bên trong nhanh chóng tạt qua. Diệp Thần cảnh giác, bỗng nhiên liền thấy một cái bóng tròn từ bên trong bắn ra ra, thẳng hướng về phía Kỳ Thư Thanh bay ra. Chú ý! Diệp Thần chỉ kịp hét lớn. Kỳ Thư Thanh bị đập cái tránh, vội vàng hơn ở trên người ngưng ra một đoàn chu tước lửa. Bóng người kia nhẹ nhàng được ngắt thân thể, rơi trên mặt đất, lăn mấy vòng tan mất lực đạo, lại về phía trước liên tục nhảy lên, tránh ra đi theo sau lưng hắn bay tới mấy đạo lợi kiếm. Tiểu Hoàng! Diệp Thần thấy rõ ràng bóng người kia là ai chỉ cảm thấy được kinh ngạc. Tiểu Hoàng té được nhe răng toét miệng, thấy được Diệp Thần lại cười lên, nói chủ nhân, ta tìm được bản đồ, bất quá không xác thực định nó có phải là thật hay không huyền hải bản đồ. Hắn cầm trong tay đặc chất chất liệu vẽ tranh bản đồ bắn ra, liền hướng Diệp Thần bay tới. Diệp Thần tiếp ở trong tay, cũng không xem chút, liền chạy tới xem Tiểu Hoàng. Hắn lúc trước mặc dù đụng phải Kỳ Tư Thanh, lại không đụng bền chắc, hắn đã cảm giác được hai người hơi thở, cho nên mới hướng bên này chạy tới. Tiểu Hoàng hiện tại toàn thân cao thấp có đếm không hết tỉ mỉ dày đặc vết thương, có đã đọng lại kết vảy, có chút còn đang rỉ máu, Diệp Thần xem được đau lòng, vội vàng thi triển bát quái thiên đan thuật là hắn chữa trị, Tiểu Hoàng vậy thừa dịp này cơ hội kể một phen mình ở trong đó trải qua. Lúc đầu Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh cảm nhận được chấn động, thấy trong viện bia đá sau rời đi trường sinh điện thời điểm. Vậy trường sinh điện cũng theo đó chìm xuống, mang Tiểu Hoàng chìm vào dưới đất. Tiểu Hoàng gặp trong chốc lát cũng không trở về trên mặt đất, lại cảm giác được huyền hải bí pháp hơi thở, liền trực tiếp tìm phương hướng chạy tới, xông vào mật thất một phen tìm được bản đồ. Tiểu Hoàng, bất kể là có phải hay không thật bản đồ, người cũng làm không tệ. Vậy Xương Trắng ở bên cạnh từ từ thở dài một cái, nói cũng được, đồ ngươi muốn tìm đã bị tìm đi ra, người vậy không cần phải tiến vào nữa. Mật thất này hung hiểm, không đúng cách chỉ sẽ. Nó lời còn chưa nói hết, liền thấy Diệp Thần thân hình vừa chuyển đã từ vậy đổ nát cửa gỗ tới giữa mặc đi vào, nó kinh ngạc được nhìn Diệp Thần biến mất ở trong mật thất bóng người. Ước chừng qua 15 phút thời gian, Diệp Thần liền từ vậy trong mật thất đi ra, trong tay đổ xách một cái cốt kiếm đi ra, vậy cốt kiếm hình dáng dữ tợn, phía trên còn nạm một viên màu máu đỏ quỷ dị linh thạch, xem là thật mắt đỏ máu như nhau, xoay tít chuyển động. Xương Trắng tiền bối, người lúc trước nói nhưng mà ván này cốt kiếm. Diệp Thần nói. Xương Trắng trố mắt chốc lát, mới từ từ đưa tay ra nhận, có chút kích động, thậm chí Xương Trắng tay đều run rẩy, đúng vậy. Nó cầm kiếm kia nhìn chốc lát, lại ngẩng đầu lên thấy được Diệp Thần, chợt hỏi, tại sao? Ta đáp ứng chuyện liền nhất định biết làm đến. Diệp Thần nói, cũng không phải là tất cả võ giả cũng sẽ lật lọng, là hai mặt ba đao đồ. Người dẫn chúng ta tới mật thất này, mặc dù không giúp chúng ta tìm được tiến vào huyền hải bí pháp, nhưng là nhưng giúp chúng ta tìm được Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng đã tốt lắm, cũng cười nhìn về phía vậy cổ Xương Trắng, nói, đúng vậy, nếu không phải tiền bối đem chủ nhân mang đến, ta ở trong mật thất không cảm giác được ngoại giới, đã bị lạc ở trong đó, ta lúc trước chính là cảm ứng được chủ nhân hơi thở mới từ bên trong chạy ra, còn phải cảm ơn tiền bối. Hắn vừa nói liền đối với Xương Trắng tránh tránh thi lễ một cái. Vậy Xương Trắng ngây ngẩn nhìn bọn họ, hồi lâu mới nói, ta thân chết vậy, mới được gặp chân chính loài người. Diệp Thần hơi cười, biết đối phương đã đi ra ngày xưa khốn cục, nói tiền bối, chúng ta trở về mặt đất bên trên đi. Hắn cầm trong tay bản đồ thu vào, đoàn người mở ra thân hình liền trở lại trên mặt đất. Diệp Thần liền dựa theo lúc trước nói, là Xương Trắng lập bia, khắc trường sinh bài vị. Trường sinh điện vậy lần nữa xuất hiện ở trên mặt đất, ở bọn họ đi sâu vào dưới đất trong đoạn thời gian này, trong sân bia đá mạt vụn vậy đã biến mất không thấy, lúc trước những cái kia tanh hôi đỏ tươi máu nước mắt cũng đã tiêu tán, tất cả dấu vết cũng hoàn toàn biến mất,
cấm chế lực vậy đang chậm rãi phục hồi như cũ. Tên này húy ta phải như thế nào khắc viết? Diệp Thần hỏi, bài này vị đã hoàn thành, hắn cầm ở trong tay, nhìn về phía xương trắng. Liền, viết xuống cốt vương nhị chữ đi. Cốt vương. Diệp Thần đem danh tự này ghi tạc trong lòng, gật đầu một cái, liền đem cái này hai chữ khác ở phía trên. Bên ngoài sân vậy chỉ có một cái màu đen bia đá đứng sừng sững, phía trên trống trơn như vậy, vậy chỉ viết hai chữ cốt vương. Đây là xương trắng yêu cầu. Tiền bối, ngươi không muốn rời đi nơi này sao? Diệp Thần hỏi. Vậy xương trắng nhưng hồi lâu không lên tiếng, nhìn bầu trời bên trong sắp rơi xuống tinh thần thái dương, mới lên tiếng, không được đi, những võ giả này mặc dù đáng ghét, nhưng vậy cùng ta hơn 10 vạn năm, ta lại hoa trăm nghìn năm bồi bồi bọn họ vậy không hẳn là không thể, huống chi. Huống chi nó tức liền rời đi, cái này thế gian vậy lại không có hắn chỗ dung thân, hắn cũng không sở cầu. Cho dù là trở lại tại nhân thế, cái này cả người xương trắng khu cũng không bị loài người nơi cho, tự nhiên vẫn là một phen gió tanh mưa máu, hai phía đối lập. Đây là nó còn chưa nói hết lời, nhưng là Diệp Thần lại dĩ nhiên nghe hiểu. Hắn đem kiếm khí rút lui hạ, hướng về phía xương trắng chắp tay, tiền bối, lần này nói tạm biệt sợ là sau sẽ không hẹn, mỗi người trân trọng. Xương trắng khoát khoát tay, cũng không nói chuyện. Diệp Thần không dự định lưu lại. Vận dụng hư linh thần mạch, liền trực tiếp tại không gian bên trong biến dạng hư không, mang Kỳ Tư Thanh và Tiểu Hoàng rời đi chỗ này. Nếu như vậy cổ xương trắng được thân xác, vậy không phải là không thể đủ rời đi. Kỳ Tư Thanh nói, tức liền rời đi thì như thế nào, thế gian cũng không sở cầu, nó công pháp tà ác cực kỳ, như phải ra đời theo đuổi thực lực tuyệt đối, nhất định sẽ chọc cho được rất nhiều người bất mãn. Như vậy tà ác thủ đoạn luôn luôn là không bị cho phép. Diệp Thần nhưng lắc đầu một cái. Đây là cái thế giới này nói, cũng là cái thế giới này cái gọi là giang hồ. Kỳ Tư Thanh có chút nghi ngờ, nói tiền bối kia tâm tư không xấu xa, sao sẽ tu luyện như công pháp này. Thế gian công pháp, coi trọng cơ duyên, cũng không phải là chúng ta nguyện ý tu tập, mà là cơ duyên tức đến, công pháp tự thành. Lúc này, Vĩnh Hằng hư không một tòa thần điện. Thần vương, lâm trưởng lão bài vị phá vỡ. Một cái thanh âm bỗng nhiên ở cửa điện ra truyền vào. Ừ, làm sao sẽ? Cửa điện bỗng nhiên mở ra, vậy đưa tin người bị dắt kéo bay vào, hắn đi tới thần điện bên trong không dám ngẩng đầu, liền thẳng tắp quỳ xuống đất. Thần vương, lâm trưởng lão lúc trước cảm giác được Vĩnh Hằng ma tộc đối phủ không thần đảo trên thần điện ra tay, liền đi trước cha xem, trong người trước khi chết truyền tin tức. Người kia nói. Vậy được gọi thành tựu thần vương người đàn ông ngoắc tay liền đem dưới quyền nâng tới lâm trưởng lão bài vị chiêu tới đây, cầm trong tay đem linh lực bơm vào trong đó. Trong đại điện lập tức hiện ra một người đàn ông và một người phụ nữ bóng người tới, chính là lúc trước Diệp Thần nhất kích chém chết vậy Vĩnh Hằng thần điện người hình ảnh. Thần vương yên lặng nhìn, không kêu một tiếng, đợi được hình ảnh kết thúc, mới lạnh lùng nói, cái này chu tước cửa nhìn như rất là mạnh mẽ, rất giống là trong cổ tịch nhắc tới 33 thiên trên pháp khí. Còn có viên kia đồng thau hạt châu. Nếu là lâm trưởng lão liều chết đưa tin, chúng ta sao có thể ngồi yên không để ý đến, cái này hai vị vực ngoại người nếu tiến vào Vĩnh Hằng Thánh vực không đúng cách liền không cách nào rời đi, toàn lực tìm. Thần vương, người nọ khom người đáp giả. Nhớ lấy chú ý làm việc, bọn họ trong tay pháp bảo mạnh mẽ, thực lực nghiền ép lâm trưởng lão, dò được vị trí sau đó đi trước báo lên tại ta, không thể tùy tiện bứt dây động rừng. Ta muốn bọn họ không cách nào còn sống đi ra Vĩnh Hằng hư không? Hình ảnh quay về. Mà ở đó miếu thở bên trong, Diệp Thần lập bài tốt vị, khắc lên văn bia, hơi hành chú mục lễ, liền đi ra miếu thở. Vô luận như thế nào, đây đều là loài người võ giả phạm vào sai, lừa gạt vị này xương trắng tiền bối, hắn tuy không trách nhiệm tha tội, nhưng như cũng biểu đạt áy náy. Ngay tại Diệp Thần làm xong những thứ này, dự định xoay người đi ra miếu thở. Bỗng nhiên lúc này nguyên cái thiên địa làm rung động, vô số tinh hỏa rơi xuống, mưa gió biến sắc, mà một đạo ánh sáng tựa như nhanh như tia chớp tràn vào Diệp Thần đầu óc bên trong. Đạo ánh sáng kia cũng không có ác ý, nếu không sớm bị Diệp Thần một kiếm chảm phá. Ở tia sáng kia tiến vào đầu óc sau đó, Diệp Thần bên tai vang lên oanh thanh âm ùng ùng, phảng phất là đại lộ tiếng sấm, đồng loạt run rẩy. Diệp Thần ý thức tiến vào một phiến mênh mông bao la thế giới, quỳnh vũ vần quanh. Vô số ngôi sao bay tới bay lui, được không nguy nga. Mà ở đó phiến vũ trụ chóp đỉnh,
có một tầng vừa nhìn vô tận loãng màu xanh lá cây thủy mạc, giống như là mặt kiếng vậy nhẹ nhàng đung đưa. Diệp Thần ý niệm bên trong nhiều mấy chữ, cho biết hắn vậy vũ trụ bỉ đoan chính là huyền hải. Diệp Thần nhìn vậy phiến sáng chói ngân hà, đôi mắt hơi chăm chú, hắn biết được là cái này tia sắc bén mang hắn gặp được cái gọi là huyền hải chân thân. Bất quá những ngôi sao kia lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần suy tư để gặp, cổ xưa tiếng chuông tràn ngập, xuyên thấu toàn bộ tinh tế mênh mông sức mạnh to lớn truyền đạt đến đây, Diệp Thần gặp được một tôn cổ xưa cửa từ trên trời hạ xuống, thụy voi muôn vàn, thần thánh uy nghiêm. Vậy phiến cổ xưa cửa ngừng ở huyền hải phía dưới, vô số sáng mở phun ra, tạo thành từng đạo trật tự xích thần, đâm rách tinh thần, mở ra một cái sáng chói huy hoàng ánh sao đường. Vô số ngân hà nước cuồn cuộn tới, đạp phá hư không, chăm chú ở đó ánh sao trên đường lớn. Đi qua tinh thần và vũ trụ lực tưới cổ xưa cửa, rốt cuộc từ từ mở ra, Diệp Thần hết tầm mắt trông về phía xa, có thể từ cửa kia giữa một cái khe hở, gặp được vô biên vô tận mênh mông biển khơi. Thấy một màn này, hắn cả người chấn động một cái, cổ xưa hùng vĩ hơi thở tràn ngập ở giữa trời đất. Cánh cửa kia phía sau, chính là huyền hải thế giới. Diệp Thần độc định vào này, theo cửa dần dần mở ra, hắn thế giới trước mắt cũng bị vô số ánh sáng rực rỡ nuốt mất, thẳng đến biến mất không gặp. Cánh cửa kia lại là trong truyền thuyết 33 thiên thái thượng thần khí ở giữa cổ xưa thiên môn, huyền tôn cửa. Cứ nghe, huyền tôn cửa đản sanh vu hỗn độn sơ khai, trấn thủ viễn cổ trong thời kỳ, mấy trăm ngàn năm, đem mưu toan tiến vào vũ trụ lớn vực ngoại ma tộc cản ở ngoài cửa. Sau đó huyền tôn cửa không biết tung tích. Có người từng ở hư không chi địa bên trong thấy qua một tấm đủ để phá vỡ không vạn vật sinh linh cửa, chính là vậy huyền tôn cửa. Đời sau lấy là truyền thuyết, không nghĩ tới là thật thực. Cái này đạo hàn mang là cốt lá bài chủ chốt vị bên trong điều ra một món linh nghiệp, đem tin tức truyền đạt cho Diệp Thần sau đó, hoàn toàn tiêu tán vô ngân. Diệp Thần biết được tin tức này khó nén kích động trong lòng, sợ rằng trước khi rất nhiều giả tưởng đều là mê muội, mà cuối cùng này liên quan tới đạo khảo nghiệm. Mới là mấu chốt. Hắn đè nén xuống nội tâm kích động, liền đem đầu đuôi gốc ngọn cho biết Kỳ Tư Thanh cùng Tiểu Hoàng hai người. Trải qua hư không chảy loạn sau đó, bọn họ rốt cục thì tìm được tiến vào chọn biển biện pháp. Chủ nhân, không biết vậy huyền tôn cửa, hiện tại người ở chỗ nào? Tiểu Hoàng lập tức hỏi. Diệp Thần lắc đầu một cái, đối với này chuyện, hắn cũng không biết, vậy đạo hàn mang chỉ cho ra tiến vào huyền hải bí mật thược. Nhưng cái này bí mật thượng ở đâu, còn được bọn họ đi tìm. Nhưng Diệp Thần có thể xác định phải, huyền hải cửa ngay tại Vĩnh Hằng hư không? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước lên đường. Diệp Thần đầu óc bên trong có mơ hồ liên quan tới huyền tôn cửa điểm sáng, hắn chính là muốn theo cái này đạo tuyến tìm, trước đi tìm. Bất quá bỗng nhiên lúc này, miếu thờ chỗ ở chung quanh đảo hư không vặn vẹo, hỗn độn hơi thở đập vào mặt. Vô số thân hình mơ hồ hắc ám chiến sĩ từ vặn vẹo trong hư không đi ra. Bọn họ là Vĩnh Hằng Thần Điện chiến sĩ, lần này tới, chính là phụng hôm nay thần vương mệnh lệnh, lùng bắt người xâm lăng. Dẫn đầu là một nam một nữ, khí tức cường đại. Quanh thân vần quanh hỗn độn chư thiên mảnh vỡ, tay cầm ánh sáng rực rỡ bảo vật. Nhược định mắt nhìn đi, có thể gặp ở trên tay hắn nâng một tôn tháp nhỏ. Vậy tôn tháp nhỏ chậm rãi lưu chuyển tia sáng chói mắt. Trời trăng sao ở trong đó chuyển động, một tôn như có như không bàng bạc bóng người ở trong đó. Ta là Vĩnh Hằng Thần Điện chiến tướng La Thiên, gan dám xông vào Vĩnh Hằng Thần Điện địa bàn, còn không bó tay chịu trói. Tên này là La Thiên Nam Tử, thân cao 8 xích, quắc mắt trừng mắt, sau lưng chiều dài đối với màu vàng kim rộng cánh lớn. Cô gái cẩm bào thêm thân, đầu đội lộng lẫy ngọc quan, ung dung hoa quý, tay cầm một cái lông xù quạt xếp. Hai người nhìn qua địa vị đều không thấp, lại tản ra hơi thở, trong mơ hồ đã đạt tới bách giả cảnh 9 tầng thiên. Tên kia tên là La Thiên chiến tướng, thậm chí khoát tay lúc đó, thời không quy tắc làm vặn vẹo, hắn đã bước chân vào tầng cao hơn cảnh giới. Đi trước, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, hắn cả người bùng nổ kim quang sáng chói, theo Long Uyên Thiên Kiếm một tiếng thanh khiếu, phóng lên cao, hắn cả người vậy hóa thành một đạo sao rơi. Phá vỡ không thiếu hình thù kỳ lạ quái trạng hắc ám chiến sĩ. Những cái kia hắc ám chiến sĩ đản sanh vu hỗn độn hư không chỗ sâu, trời xanh tính quỷ dị, lại là máu như mệnh, được gọi là quái vật ăn thịt người. Bọn họ rối rít nhào tới, xếp thành một cổ màu đen đợt sóng, thanh thế kinh người.
Kỷ Tư Thanh chính là bay đến giữa không trung sử dụng mình cầm bảo kiếm, màu đỏ ngọn lửa cuộn sạch nhô lên ánh chiếu liền nguyên phiến thương khung, mà ở Kỷ Tư Thanh trước mặt một tòa thiêu đốt xích diễm ngàn trượng cửa, sau khi mở ra, ngọn lửa ngút trời, cuộn sạch mấy vạn dặm trời cao. Chu tước cửa, mở. Kỷ Tư Thanh triệu hoán ra chu tước cửa hỏa linh, lửa cháy mạnh hùng hùng, xua tan hư không hắc ám, những cái kia hắc ám chiến sĩ lúc này mới dừng lại tập kích. Tiểu Hoàng hiện ra bản thể, biến thân thành có thể chứa hai người ngồi lớn nhỏ, hai con người ác mộng một cái móng vuốt xé ra hư không hắc động, dự định nhân cơ hội nhảy chạy trốn. Muốn đi, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Vĩnh Hằng Thần Điện chiến tướng La Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn vung nhấc tay một cái, trôi lơ lửng ở lòng bàn tay vậy phiến tháp nhỏ nhanh chóng phóng đại, tràn ngập ở giữa thiên địa, mênh mông hơi thở trùng điệp không ngừng. Ông một tiếng, tòa kia tháp nhỏ trên bộc phát ra nuốt trời ánh sáng, cả tòa thân tháp vậy theo hư không mở to, mà không ngừng trùng điệp, phong khóa lại vùng lân cận tất cả hắc động đường hầm. Muốn chạy trốn, cũng không như vậy dễ dàng, ta tháp này chính là vĩnh hằng hư không bên trong cường đại nhất hỗn độn thần thú khung xương chế tạo thành, tên là chiếm đoạt thần tháp, có hư không chiếm đoạt lực lượng, ở nơi này mảnh đất giới lại là uy lực gấp đôi, sánh vai chí cao vô thượng thái thượng thần khí. La Thiên nắm trong tay vậy cao đến vạn trượng chiếm đoạt thần tháp, vô số hỗn độn quy luật xen lẫn chồng lên, để cho cả tòa tháp tản ra đen nhánh ánh sáng, bền chắc không thể gãy, chấn thiên nhiếp. Diệp Thần vậy cảm nhận được liền tháp này chỗ bất phàm, vẻ mặt trở nên có chút rất nhiều ngưng trọng. Làm tháp này sau khi đi ra, Tiểu Hoàng thân thể rõ ràng đổi được chậm chạp rất nhiều, giống như là gặp phải loại nào đó áp chế. Chủ nhân, cái này chiếm đoạt tháp tựa hồ đối với ta huyết mạch có chút ảnh hưởng, ở trước mặt hắn, ta không cách nào dùng được ác mộng thần tộc chiêu thức. Tiểu Hoàng thú đồng nhảy lên vượt quá, thân thể vậy đang khẽ run. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn tùy ý vung tay lên, sử xuất thiên tiên cá chép sao, trợ giúp Tiểu Hoàng. Đồng thời, hắn ánh mắt cực độ lạnh như băng, ngưng mắt nhìn La Thiên. Kịch hay, bất quá vừa mới bắt đầu. Nhún nhảy bảy màu cá chép vây quanh hòa hợp tiên khí, tiến vào Tiểu Hoàng trong cơ thể, bình phục vậy sao động huyết mạch, Tiểu Hoàng lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Người chỗ tòa này tháp quả thật lợi hại, bất quá cùng ta cái này một tòa ta bi ví dụ như vì sao. Diệp Thần vừa dứt lời liền mở ra lòng bàn tay, một tòa kim quang lấp lánh tháp nhỏ, trôi lơ lửng lên, nháy mắt tức thì lên như diều gặp gió, phảng phất là ở nơi này phiến mái vòm nhấc lên vô cùng ngút trời huyết khí. Màu vàng kim cự long bay lên trời, bá đạo gầm thét, tựa hồ muốn lật cái này phiến vĩnh hằng hư không thế giới. La Thiên ánh mắt hơi đông lại một cái, hắn vậy phát giác chỗ tòa này màu vàng tiểu tháp uy lực. Hắn cau mày, bất thình lình tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, thần sắc chợt biến đổi. Đây lại là trong truyền thuyết 33 thiên thái thượng thần khí, thiên địa huyền hoàng tháp. Người thế nào sẽ có vật này? Không phải truyền thuyết vật này đã biến mất sao? Cái này thiên địa huyền hoàng tháp, nhưng mà Hồng Quân lão tổ trong thời kỳ, do trời vạn vật linh khí thai nghén ra tuyệt thế thần vật. Nếu như bàn về phẩm cấp cùng hạn mức tối đa, sợ rằng so hắn cái này chiếm đoạt tháp càng cường thịnh. Bất quá La Thiên nhưng cũng không lo lắng, cái này Diệp Thần thực lực cũng không có đạt đến hắn xa xa không cách nào chống lại bước, mặc dù có thiên địa huyền hoàng tháp gia trì, hắn cũng có thể tự tin bắt lại đối phương. Hôm nay ngươi liền cùng ta trở về một lần. Tiếp nhận điện chủ thẩm phán đi. La Thiên cái khung bày được cực cao, thái độ ngạo mạn, trên cao nhìn xuống. Ha ha! Diệp Thần lấy hai chữ đáp lại, cùng lúc đó, ở máu hắn khí thúc dục dưới, màu vàng kim cự long đã hóa thân là kinh thiên cự thú, cùng vậy chiếm đoạt tháp không phân cao thấp. Này là thiên địa huyền hoàng tháp mới thai nghén mà sinh kim sắc cự long tuy không có ra đời linh trí, nhưng là nhưng sinh ra bước đầu ý thức chiến đấu. Hơn nữa còn là Diệp Thần dùng mình luân hồi máu bỏ vào trong tháp bồi dưỡng mà thành, có tuyệt đối độ trung thành. Diệp Thần vốn cho là ở Vĩnh Hằng hư không không sẽ vận dụng vật này, bây giờ nhìn lại, còn chưa được không bằng này. La Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn hai tay gian xông ra một hồi ánh sáng màu đen, không có vào chiếm đoạt tháp nội bộ, ngay sau đó dị biến phát sinh, chu vi mấy 10.000 cây số hư không đều bị thần bí màu đen vật chất bao trùm, đổi được chậm chạp lưu động. Gầm thét bay vút lên kim sắc cự long cũng bị ảnh hưởng đến, nhất cử nhất động như tuổi xế chiều lão long. Ngày hôm nay sẽ để cho ta nuốt ngươi tháp linh. Kim sắc cự long ngửa mặt lên trời gào to, sóng âm chấn thiên, nhưng không cách nào đánh sơ xác những thần kia bí màu đen vật chất.
Chính là mấy cái liền trăm gia cảnh trung kỳ cũng không có bước vào tiểu bối mà thôi, lại dám tự tiện bước vào vĩnh hằng hư không, thật là tự tìm cái chết. La Thiên chiến tướng khinh thường bĩu môi, ôm một bên Mỹ phụ eo. Mỹ phụ kia vậy thuận thế rót vào trong ngực của hắn, sau lưng của hai người hiện ra một tấm rộng lớn màu đen ghế ngồi, liền lập tức nằm đi lên, tại một bên xem cuộc chiến. Cái này lực lượng cắn nuốt, lấy ngươi thực lực trước mắt có thể không phá được, trừ phi có bữa quân cường giả tới giúp ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là bó tay chịu trói. La Thiên chiến tướng lãnh ngạo nói, hắn lấy căn nguyên hiến tế chiếm đoạt tháp, chỉ có đem có thể nuốt đồ toàn bộ hấp thu hầu như không còn, chiếm đoạt tháp mới biết từ bỏ ý đồ. Tiểu Hoàng cùng Kỳ Tư Thanh tất cả đều bị cái này bóng tối chiếm đoạt lực lượng cho vây khốn, hành động khó khăn. Nho nhỏ miếu thờ, nơi trưng bày sắp bài chấn động. Ngồi xếp bằng ở miếu thờ sâu trong lòng đất xương trắng cự nhân mở mắt ra, trống rỗng động trong con người có một món u hỏa cháy. Diệp Thần mặc dù đối với hắn mà nói là người ngoài, nhưng là để cho hắn lần đầu tiên nhận rõ võ giả nhân loại tồn tại. Đây là ân, hắn hôm nay tuy là xương trắng, nhưng cũng biết có ân phải trả nguyên tắc. Chỉ là, nếu như ra tay, sợ rằng chính là dính ngoại giới nhân quả. Cái thằng nhóc đó gặp phải chút phiền toái, ta phải chăng muốn đi ra ngoài giúp hắn giúp một tay. Xương trắng cự nhân trong mắt vậy tia u hỏa nhảy lên không ngừng, hiển nhiên là lâm vào do dự. Miếu thờ phía trước địa giới, là một phiến xum xuê rừng đào. Lúc này, Diệp Thần đang đứng ở rừng đào phía trên, hắn cười nhạt. Nguyện vọng thiên tinh thả ra trắng phao tinh thần, ở hắn phía trên đỉnh đầu tạo thành một đạo bình phong che chở. Vậy ngươi có thể được có chuẩn bị tâm lý. Diệp Thần đôi mắt đột nhiên đông lại một cái, sau lưng vô số ánh sáng rực rỡ hóa thành mang theo thần bí phù văn cổ xưa luân vòng, phóng lên cao, lại chọc thủng hắc ám chiếm đoạt vật chất cấm chế. Trong nháy mắt, thần bí này ánh sáng rực rỡ liền tăng vọt cực kỳ điểm, chỉ là trước khí thế trên liền chế trụ bóng tối vật chất. Bàn về huyết mạch tinh khiết năng lực cùng đạo thống truyền thừa, luân hồi chi chủ có thể không có sợ qua người bất kỳ, cái này La Thiên chiến tướng còn muốn dùng trong thiên địa thiên lý quy tắc tới áp chế hắn, đơn giản là buồn cười. Cái gì, La Thiên chiến tướng sợ ngây người. Thừa dịp này cùng kẽ hở, Diệp Thần đem Kỳ Tư Thanh cùng Tiểu Hoàng hai người kéo ra ngoài, trong cơ thể luân hồi huyết mạch ùng ùng thẳng vang, thẳng sôi trào, ẩn núp tại thân thể chỗ sâu hư bia chính là tản mát ra thần quang. Xé một đạo vết nứt không gian. Hắn phải dẫn hai người chạy trốn. La Thiên chiến tướng dĩ nhiên thấy rõ trước mắt phát sinh một màn, ở Diệp Thần một cái chân sắp bước vào vậy hư không hắc động lúc đó, hắn cắn răng, chém một cánh tay, nhanh chóng tụ vào vậy chiếm đoạt tháp trong đó. Hắn mở ra trên mình 13 cái mệnh cung và 7 cái yếu huyệt, lợi dụng tự thân bổn nguyên lực lượng bổ sung tới chiếm đoạt tháp bên trong. Mà đến lúc này, chiếm đoạt tháp ánh sáng lại lần nữa bạo tăng. Bóng tối chiếm đoạt vật chất vô cùng vô tận, giống như ngân hà tụ vào, ào ào, vừa nhìn vô tận. Đột nhiên tăng cường chiếm đoạt vật chất phong tỏa rời đi không gian lối đi, nếu không phải Diệp Thần phản ứng mau, kịp thời rút lui một bước, sợ rằng kể cả Phàm Kỳ Tư Thanh cùng Tiểu Hoàng, cũng sẽ bị phong ấn ở hư không kẽ hở lớp khép bên trong. Cái này vĩnh hằng hư không người, quả nhiên đối với không gian quy tắc rõ ràng được 10 phần thấu triệt. Diệp Thần không do dự nữa. Thúc dục trong cơ thể luân hồi huyết mạch, Long Uyên Thiên kiếm hướng lên bạo sông lên đi, cùng thiên địa huyền hoàng tháp sen lẫn nhau chiếu rọi, dẫn động nguyên mảnh hỗn độn hư không khí cơ. Hắn hừ lạnh một tiếng, chợt dùng nguyện vọng thiên tinh che ở Kỳ Tư Thanh cùng Tiểu Hoàng, tay cầm Long Uyên Thiên kiếm, hóa thành một đạo lưu quang. Từng cái thời không quy luật ở dưới chân hắn bày, mang theo chấm chói lọi, lan tràn đi lên, sen lẫn thành một tòa thần thánh cầu, đó là Tuyết Táng tinh thần nơi ngưng tụ ra thiên đạo trật tự. Chỗ tòa này thần cầu tựa như đến từ một cái khác hư không thế giới, làm Diệp Thần một bước bước lên thời điểm, thần cầu là được nhất bén đao, cắt ra nửa số hắc ám chiếm đoạt vật chất. Nhưng mà hảo cảnh cũng không kéo dài bao lâu, những cái kia hắc vật chất tối tăm tựa như tồn tại không chết, chậm rãi dung hợp lại, hơn nữa lại lần nữa nghiền ép tới. Diệp Thần tạm thời có thể làm được, cũng chỉ có ngăn cản đối diện hai người cái gọi là vĩnh hằng thần điện chiến tướng, mấu chốt cái này hai vị thực lực cực kỳ khủng bố. Nếu là lại tăng thêm quy tắc hạn chế, Diệp Thần thật ra thì dưới mắt rất khó đối kháng. Hắn tạm thời còn chưa từng cùng này cùng giai đoạn cường giả đã giao thủ. Những cái kia hắc vật chất tối tăm điên cuồng nhúc nhích, ở La Thiên chiến tướng dưới sự chỉ huy, tựa như bọc thành một viên to lớn quả cầu, phải đem Diệp Thần mấy người thu ở trong đó.
nguyên phiến vũ trụ nổi lên kỳ dị cảnh tượng, hắc ám dần dần thoát khỏi muôn vàn tinh thần, vũ trụ quang vòng, cô đọng thành lộ ra sát cơ tháp trận. Hắn vừa mới bộ ra huyền tôn cửa tin tức, lại không muốn đi vậy vĩnh hằng thần điện làm khách. Cho dù phải đi, cũng là khi lấy được huyền hải bí mật sau đó, đi lần trước gặp. Long Uyên Thiên Kiếm thế giới bên trong, huyết long sát ý cùng nhau, nhao nhao muốn thử, tại hấp thu đầy đủ luân hồi huyết mạch sau đó, dự định cùng Long Uyên Thiên Kiếm chồng lên nhau, bộc phát ra vô cùng ý định giết người. Nếu là lại tăng thêm Diệp Thần chỉ thủy một kiếm, sợ rằng có thể làm thương nặng đối phương, rồi sau đó rời đi. Có thể nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, giữa lúc Diệp Thần định dùng ra Long Uyên Thiên Kiếm cuối cùng sát chiêu lúc đó, một đạo lóng lánh thần thánh huy hoàng trật tự xích thần phá không tới, đánh xuyên tầng tầng chất đống hắc ám chiếm đoạt vật chất, giúp Diệp Thần chặn lại chiếm đoạt. Bể tan tành cửa hang, hai đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên. Diệp Thần định nhãn vừa thấy, tại chỗ liền ngây ngẩn. Một người trong đó giống như xuất trần tiên giáng trần, quần áo trắng tung bay, khí chất sừng dưng, mà một người khác chính là khắp người đầy vải hư không đóng dấu, lâm không ngồi xếp bằng, sau lưng hiện ra ánh sáng trắng pháp tướng. Cái này hai người chính là từ thiên nhân vực đánh vỡ thời không lối đi, vượt qua vực giới chạy tới Tiêu Thủy Hàn cùng Vĩnh Hằng Thánh Vương. Mới vừa rồi chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương dùng hết hư không xích thần, phá vỡ La Thiên chiến tướng phong tỏa. Rất nhiều ngày giờ không có gặp nhau, hai người này thực lực lại có rất lớn tăng lên. Vậy cổ rừng dưng xuất trần khí chất, đã thoát khỏi phàm tục, giấu cũng không giấu được. Mấu chốt Vĩnh Hằng Thánh Vương ở chỗ này, liền tựa như con cá trở về biển khơi, Vĩnh Hằng huyết mạch hoàn toàn bùng nổ. Thậm chí để cho Diệp Thần hoài nghi, đây thật là Vĩnh Lão. Nếu không phải bên cạnh hồi lâu không thấy Tiêu Thủy Hàn, Diệp Thần thật không cách nào xác định. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, những thứ này cuộc sống ở Vĩnh Hằng hư không cường giả, cảnh giới cố nhiên không tệ, nhưng xa xa không đạt tới người ngoại giới tộc võ giả, nếu không phải ở chỗ này có Vĩnh Hằng hư không quy tắc gia trì, sợ rằng Diệp Thần đều có thể chém chết. Mà Vĩnh Hằng Thánh Vương huyết mạch, có thể nói là chân chính Vĩnh Hằng Thần Vương sau đó, huyết mạch thuần độ vượt xa hết thảy. Quy tắc của nơi này ra chỉ vậy càng phát ra khủng bố, mới có thể có thủ đoạn như vậy vậy coi là bình thường. Diệp tiểu tử, chúng ta chạy đến thời gian còn tốt. Vĩnh Hằng Thánh Vương nhàn nhạt hỏi, cái này phiến Vĩnh Hằng hư không tuy đã rất nhiều năm chưa từng đặt chân, nhưng đối với hắn mà nói, như cũ hết sức quen thuộc. Vậy là tới từ huyết mạch cảm giác. Cũng không tệ lắm, Vĩnh Lão, thật là hồi lâu không gặp à. Vĩnh Lão sờ một cái râu. Nhìn Diệp Thần nói, thằng nhóc ngươi cũng thái chân cảnh, lại còn như vậy biết gây chuyện. Một bên Tiêu Thủy Hàn lộ vẻ được có chút kích động, hắn một bước bước trước, đi tới Diệp Thần bên người, vậy cổ rừng dưng xuất trần khí chất cũng theo đó tan biến. Sư phụ, ta nhưng mà có hồi lâu không có thấy ngươi. Diệp Thần nhìn một cái Tiêu Thủy Hàn, trong mắt cũng là tán thưởng, nói, Thủy Hàn, ngươi tu vi lột xác lại to lớn như vậy, xem ra ngươi một mực ở nghiêm túc tu luyện. Tiêu Thủy Hàn sờ một cái đầu, nghiêm túc nói, sư phụ, ta một mực cố gắng bế quan, chính là vì hy vọng có một ngày có thể đứng ở bên người ngươi và ngươi sóng vai tác chiến, người bất kỳ muốn động ngươi, thì nhất định phải từ ta Tiêu Thủy Hàn trên mình bước qua đi mới được. Diệp Thần nghe được Tiêu Thủy Hàn mà nói, trong lòng có chút cảm động. Cái này hai đời học trò, đối tình cảm của mình chưa từng đổi qua. Chân thành lại hiền lành. Bạn cũ gặp lại, đều có chút thưa thớt cảm khái. Có thể La Thiên chiến tướng gặp một màn này, sắc mặt 10 phần lạnh như băng âm trầm. Hắn cũng không nhận ra Tiêu Thủy Hàn cùng Vĩnh Hằng Thánh Vương hai người, chỉ khi bọn hắn là người phá rối, nhưng mà ở hắn dò xét Vĩnh Hằng Thánh Vương thực lực lai lịch lúc đó, Vĩnh Hằng Thánh Vương chợt vừa mở mắt, vậy sáng chói lực lượng lại có thể đau nhói hắn ánh mắt. Người này là ai? Vì sao trong cơ thể cấm chế lớn mạnh như vậy? La Thiên chiến tướng kinh ngạc không thôi. Vĩnh Lão! Chúng ta chờ lát nữa lại nói chuyện cũ, rời đi trước nơi đây nói sau. Diệp Thần nói, tay hắn một dẫn, liền lấy về thiên địa huyền hoàng tháp cùng Long Uyên Thiên Kiếm. Vĩnh Hằng Thánh Vương gật đầu một cái, sau lưng hắn bạch bào không gió tự động, từng cái hư tuyến dọc theo đặc định đường vân duyên triển ra, tràn đầy Vĩnh Hằng cổ xưa lực lượng. Vĩnh Hằng Thánh Vương thực lực tuy không tính là mạnh mẽ, nhưng mà huyết mạch và nội tình còn đang, chỉ cần hắn thúc giục trong cơ thể lưu lại cổ xưa lực lượng. Đi tới nơi này Vĩnh Hằng hư không trong đó, chính là như cá gặp nước. Một đạo có vô số chi chít ánh sáng chống đỡ lưới,
chặn lại vậy đầy trời hắc ám chiếm đoạt vật chất, làm hắn không dám đến gần phân nửa. Mà Vĩnh Hằng Thánh Vương tay áo bảo vung lên, thần thánh lối đi bỗng nhiên nổi lên, bên trong phun trào ra như nước thủy triều tịch giống vậy hư không lực lượng. Mấy người bước mà vào, biến mất ở chỗ này, một đầu khác La Thiên chiến tướng thúc dục toàn bộ bổn nguyên lực lượng, nhưng không cách nào phá vỡ vậy trương màu trắng lưới. Đến khi mấy người sau khi biến mất, vậy ánh sáng trắng lưới mới dần dần xu hướng tại hư ảo, cuối cùng biến mất vô hình. Mái vòm dưới, chỉ còn lại đầy trời hắc ám. Đáng ghét, vậy ông cụ áo dài trắng rốt cuộc là lai lịch gì? Lại để cho ta cảm thấy bổn nguyên áp chế. Chẳng lẽ hắn là Vĩnh Hằng Thần Điện người? Không đúng, ta chưa từng ở mảnh đất này gặp qua cái này. La Thiên chiến tướng cắn răng nghiến lợi, nắm chặt quả đấm. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể đi trước trở về bẩm báo điện chủ, cái này Vĩnh Hằng hư không trong đó có lẽ xuất hiện nhân vật không tầm thường. Cùng lúc đó, Diệp Thần mấy người vượt qua hư không đi tới một phiến yên lặng chi địa, nơi này như cũ thuộc về Vĩnh Hằng hư không phạm vi, chung quanh không hề thiếu hỗn loạn thiên đạo quy tắc, khắp nơi phiêu động, còn có tất cả thái cổ hung thú không lành lặn thi thể, nằm lê lết ở cổ xưa trong bóng tối, liếc nhìn lại, không chỗ nào che giấu. Khi đó Diệp Thần rời đi thiên nhân vực, Vĩnh Hằng Thánh Vương liền ở động phủ bế quan tu luyện, từng bước một khôi phục và tăng trưởng thực lực, mà Tiêu Thủy Hàn tuy cũng có đi ra ngoài, vẫn lấy tu luyện là chính, đến nay lúc thực lực tinh tiến không thiếu. Dĩ nhiên nhờ vào thiên nhân vực thiên đạo thay đổi, linh khí bạo tăng, đối với tốc độ tu luyện cũng không cùng trước kia. Diệp Thần cùng hai người trò chuyện, khi bọn hắn hỏi đạt tới Diệp Thần đoạn thời gian này trải qua, Diệp Thần liền không mặn không lạt đem mình đoạn thời gian này tới nay trải qua sự việc đơn giản thuật lại. Địa tâm vực, Hồng Thiên Kinh, Vũ Hoàng Cổ Đế cùng với Cửu Đỉnh Đại Trận, Hắc Ám Cấm Hải, Vô Thiên Vân. Vân, hắn giọng phong khinh vân đạm, nhưng cầm Tiêu Thủy Hàn dọa cho cái không nhẹ, bởi vì ở nơi này một loạt chuyện kiện trong đó, cho dù là đi nhầm một bước, ngã vào liền đem là vực sâu vạn trượng. Liền Vĩnh Hằng Thánh Vương thần sắc cũng theo đó lộ vẻ xúc động. Hắn coi như là nhìn Diệp Thần từng bước một lớn lên. Hắn vô số lần cho rằng đó chính là Diệp Thần cực hạn, mà Diệp Thần nhưng lại là lần lượt đánh vỡ lòng hắn ở giữa cái gọi là cực hạn những ràng buộc. Dĩ nhiên, Vĩnh Hằng Thánh Vương cũng không khỏi không xúc động luân hồi chi chủ quả thật khí vận chi tử, ở mấy tên giữa trời đất đỉnh cấp nhân vật chèn ép xuống còn không chết, ngược lại niết bàn sống lại, càng ngày càng mạnh. Dù là hắn Vĩnh Hằng Thánh Vương lập tức được tổ tiên Vĩnh Hằng Thần Vương vô thượng truyền thừa, sợ rằng gặp Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Ma Tổ Vô Thiên các người, cũng chỉ có thể tránh lui 90 dặm, tạm lánh mũi nhọn. Đối với hắn hai người chúng ta, Diệp Thần cũng không từng có nơi giấu giếm, lại là đem tìm huyền hải lối vào là một cho biết, hơn nữa nhắc tới huyền tôn cửa. Nghe vậy, Vĩnh Hằng Thánh Vương ánh mắt hơi đông lại một cái. Hắn tựa như cảm giác được cái gì? Tại chỗ mọi người bên trong, chỉ có Vĩnh Hằng Thánh Vương chân chính trên ý nghĩa thuộc về nơi này. Đối với cái này phiến Vĩnh Hằng hư không nhân quả và tương lai, hắn so người bất kỳ đều biết. Thánh Vương, người có thể biết hiểu cái này huyền tôn cửa tin tức. Diệp Thần thấy vậy, liền mở miệng hỏi. Vĩnh Hằng Thánh Vương lộ ra lau một cái ngưng trọng thần sắc. Rồi sau đó nhắm mắt lại, quanh thân bát quái lưu chuyển, trong hư không phảng phất có vô số đạo Vĩnh Hằng quy tắc chảy vào trong cơ thể hắn. Ta vô số lần mộng bên trong thấy được qua một ít thứ. Mà đây cái gọi là mộng thậm chí cho không người nào so cảm giác chân thật. Ta trong mộng đã từng tiếp xúc qua huyền tôn cửa lực lượng, dùng nó mở ra hỗn độn chỗ sâu lối đi, tiến vào trong đó lấy được cơ duyên. Có thể ai có thể nghĩ đến lúc ấy chuyến đi này, liền để cho Vĩnh Hằng ma tộc có cơ hội trắng trợn vây công Vĩnh Hằng thần tộc, đợi ta lúc trở lại, Vĩnh Hằng hư không xảy ra cực lớn phát sinh biến hóa, ma tộc cơ hồ nắm trong tay toàn cục, mà ta cũng hoàn toàn thức tỉnh. Ta khi tỉnh lại phát hiện mình chịu liền tổn thương, ta đến nay đều không cách nào xác định, đó là mộng hay là chân thực phát sinh. Vĩnh Hằng thần mạch lời đồn đãi có thể câu thông hư không, nhưng cho tới nay, ta đối ta huyết mạch biết rõ không hề sâu sắc. Sau đó ta lại đích thân bước vào qua Vĩnh Hằng hư không một lần, thăm dò cái này huyền tôn cửa, nhưng mà kết quả cũng là giống vậy, thất bại chấm dứt. Vĩnh Hằng Thánh Vương nói ra một đoạn câu chuyện, cố nhiên không cách nào xác định. Nhưng Diệp Thần nhưng là biết đây là chân chân thiết thiết phát sinh. Còn như nên giải thích thế nào, đã không trọng yếu. Diệp Thần con người đông lại một cái, tiếp tục nói, vậy Vĩnh Lão, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì?
Vĩnh Hằng Thánh Vương tựa hồ có chút do dự, nhưng hồi lâu vẫn mở miệng nói, đi thôi, ta mang các ngươi đi một người bạn cũ nơi đó, hắn có lẽ biết càng nhiều có liên quan Huyền Tôn cửa tin tức. Vĩnh Hằng Thánh Vương bàn tay khẽ vuốt, mở ra một cái hư không lối đi, Diệp Thần cùng Tiêu Thủy Hàn ngay sau đó đuổi theo. Ước chừng bước qua hai cái hư không hắc động, Diệp Thần cùng Tiêu Thủy Hàn đi theo Vĩnh Hằng Thánh Vương, đi tới một nơi phong cảnh xinh đẹp thế giới nhỏ. Cái này một vùng thế giới nhỏ là từ Vĩnh Hằng hư không trong đó mở ra đi ra ngoài, thiên địa vạn vật đều do hỗn độn diễn hóa tới. Đoạn đường này tới nay thấy quen tàn phá hư không cùng mảnh vỡ quy tắc, Diệp Thần bỗng nhiên đi tới này cùng giống như nhân gian tiên cảnh địa phương, thật giống như còn có chút không thích ứng. Ta người bạn kia tên là Vĩnh Xương Tôn Vương, là một giới tán tu, ngẫu nhiên được cơ duyên, thực lực vượt xa ta quá nhiều, thậm chí có thể thực lực để được cho bên ngoài nhất tộc thiên quân, hơn nữa tại thần tộc và ma tộc tới giữa chưa bao giờ đứng đội, giữ trung lập, cùng hai phía đều có lui tới, ngày ngược lại cũng vậy qua được tự nhiên. Chỉ bất quá người này có một khuyết điểm lớn, đó chính là chỉ xem lợi ích, không trọng nhân tình, ta lần này tới tìm hắn, cũng không phải bởi vì ta cùng hắn giao tình bao sâu dày. Mà là bởi vì hắn nắm giữ liên quan tới Huyền Tôn cửa tin tức, ta liền dùng hắn trước thiếu một cái ân huệ tới lấy được phần này tin tức. Vĩnh Hằng Thánh Vương cùng Diệp Thần nói một tràng, vượt qua ngàn dặm lộ trình sau đó, bọn họ đi tới một tòa nguy nga vĩ đại thánh dưới chân núi. Giữa sườn núi có tiên sương mù lượn lờ, huy hoàng vĩ đại cung điện một góc, như ẩn như hiện, rất có tiên gia phong thái. Xin đi vào thông báo Vĩnh Xương Tôn Vương, liền nói là có bạn cũ tới thăm. Vĩnh Hằng Thánh Vương lấy ra một khối màu xanh đậm ngọc bội, trên đó tiêu truyền một cái phong cách cổ xưa rồng thần, chắc là Vĩnh Xương Tôn Vương ban đầu tặng cho hắn, bên trong hàm chứa thiên đạo quy tắc, cùng tặng người nơi lập được lời thề tương ứng. Nếu như tặng người có phản bội lời thề ý đồ, đem sẽ gặp bị thiên đạo lôi kiếp trừng phạt. Đại khái qua nửa khắc đồng hồ thời gian, một đạo thân ảnh từ trên núi trôi giạt rơi xuống, sang sảng tiếng cười lớn ngay sau đó truyền tới. Ha ha! Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Vĩnh Hằng Thánh Vương trở về, chúc mừng, nhiều năm như vậy không gặp mặt, người cuối cùng hay là trở về đến Vĩnh Hằng hư không? Người tới chân đạp một cái càn khôn kim kiếm, 18 đạo kim vòng vây quanh ở hắn quanh thân, tạo thành một cái cường đại tràng vực, hắn trên lưng lại là cõng một chuôi trường kiếm cũ kỹ, tựa như đầu rồng áp như vậy uy vũ bất phàm, khí phách thẳng sông lên trời cao. Hắn thực lực bất ngờ đã đạt đến thiên quân tầng thứ. Lúc này tay vuốt hàm râu, trôi giạt đi tới. Làm mắt hắn híp lại, cha thấy Vĩnh Hằng Thánh Vương thực lực chân thật sau đó, thần sắc có chút cổ quái, khôi phục rất nhanh bình thường. Chỉ là vậy đáy mắt chỗ sâu, hiện ra lau một cái nhàn nhạt ý giễu cợt. Vĩnh Hằng Thánh Vương bình thản như nước, cũng không có nhiều lời, mà là theo chân Vĩnh Xương Tôn Vương cùng đi tới tòa cung điện kia trong đó. Ở leo lên sườn núi lúc đó, khổng lồ áp lực bỗng nhiên mà rơi xuống. Đè ở Vĩnh Hằng Thánh Vương trên đầu, để cho trán hắn toát ra một tầng mịn mồ hôi lạnh. Vạn năm không gặp, Thánh Vương các hạ thực lực lại vẫn là đến đây liền sao? Ha ha, đây chính là bổn tôn không có nghĩ tới. Vĩnh Xương Tôn Vương phất tay áo quay đầu, trên cao nhìn xuống, thần sắc lãnh đạm hết sức. Ngươi, Tiêu Thủy Hàn giận, cần phải tiến lên tranh luận. Như Vĩnh Hằng Thánh Vương một mực ở Vĩnh Hằng hư không, không tham dự bố trí. Sợ rằng hiện tại cũng là thiên quân vậy tồn tại. Bất quá Vĩnh Hằng Thánh Vương nhưng là ngăn cản hắn. Không sao, điểm này áp lực tại ta mà nói còn không coi vào đâu. Hắn cắn răng, trong cơ thể bộc phát ra hư không hỗn độn lực, tràn ngập ở tứ chi trong kinh mạch, nhất thời vậy áp lực vô hình nhỏ rất nhiều. Diệp Thần đi theo hắn sau lưng, nhàn nhạt tinh huy từ đầu ngón tay thả ra ngoài, lặng yên không một tiếng động tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Vương trong cơ thể. Hắn lợi dụng nguyện vọng thiên tinh lực lượng tới đối kháng Vĩnh Xương Tôn Vương hơi thở. Vĩnh Hằng Thánh Vương quay đầu nhìn Diệp Thần một mắt, mang theo vẻ cảm kích. Bên kia Vĩnh Xương Tôn Vương coi như không vui, ánh mắt híp thành nguy hiểm độ cong, lần nữa nắm chặt quả đấm, cả ngọn núi trong thoáng chốc quanh quẩn minh mông tiếng chuông, kèm theo mà đến là ùn ùn kéo đến linh lực nghiền ép. Hắn hôm nay chính là cấp cho cái này mấy người điểm màu sắc nhìn một chút. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Hắn đã chuẩn bị xong trong tay Long Uyên Thiên Kiếm, huyết long tùy thời chuẩn bị lên trời. Bất quá ngay tại lúc này, Vĩnh Hằng Thánh Vương móc ra trong ngực khối ngọc bội kia, giơ hướng bầu trời. Thiên đạo có chứng, Vĩnh Xương Tôn Vương hơn năm trước, đem ngọc bội này tặng cho ta, có thể được sự giúp đỡ của hắn một lần.
nếu có đổi ý, thiên quân chín lôi kiếp hàng, tan thành mây khói ngay tại trong nhất niệm. Vĩnh Hằng Thánh Vương nhàn nhạt đọc lên đoạn văn này, lần này đến phiên Vĩnh Xương Tôn Vương không bình tĩnh. Hắn sâu đậm nhìn Vĩnh Hằng Thánh Vương một mắt, sau đó sẽ lần leo núi đi, đem đầy trời uy áp tất cả đều thu vào, quy về vô hình. Thánh Vương hạ xuống, ta há lại dám lạnh nhạt, theo ta nhập điện tới đi. Vĩnh Xương Tôn Vương chỗ ở là một tòa khổng lồ cung điện, ở trong này hắn còn thu vào không thiếu dung mạo xinh đẹp nữ tỳ, hầu hạ hắn ăn mặc ở phải, liền tu hành động phủ bên cạnh đều có thị thiếp cư trú. Sang trọng vĩ đại trong phòng khách, có một phong cách cổ xưa bảng hiệu, trên đó viết có rồng bay phượng múa mấy chữ to, người tu đạo làm tích chữ thiên đạo, diệt người muốn, thiện mấy người, mới có thể tới thành. Khí thế kia hào hùng một hàng chữ lớn, rơi vào Diệp Thần các người trong mắt, nhưng là vô cùng châm biếm. Cái gọi là tích chữ thiên đạo, diệt người muốn, bất quá chỉ là một giấy cười nhạo mà thôi. Nói đi, lần này tới là vì cái gì? Bổn tôn có thể trước nói xong rồi, mặc dù đáp ứng ngươi một chuyện, nhưng lại là ở ta trong phạm vi năng lực, nếu như vượt qua phân nửa, bổn tôn cũng sẽ không tiếp nhận. Vĩnh Xương Tôn Vương ngồi xuống, thì có hai cái xinh đẹp nũng nịu thị nữ tới đây thay hắn xoa vai đấm lưng, hầu hạ nước trà, ngày qua thật tốt không thích ý. Vĩnh Hằng Thánh Vương mặt không đổi sắc đem hắn sở cầu chuyện nói ra, nói rõ là thỉnh cầu nửa câu đầu, bất quá cũng không đề cập đến huyền hải lối vào, chỉ riêng chỉ là muốn hỏi hắn có biết hay không huyền tôn cửa rơi xuống. Vĩnh Xương Tôn Vương nghe vậy, trên mặt vẻ châm chọc nồng hơn. Vĩnh Hằng Thánh Vương, ta lấy vì ngươi sẽ nghĩ lại đi qua, lại không nghĩ rằng ngươi là cố chấp không thay đổi, ban đầu ngươi vì huyền tôn cửa, cơ hồ dốc hết tất cả, cuối cùng tiến vào mảnh thế giới kia nhưng là không thu hoạch được gì, còn mang tổn thương trở về. Như nếu không phải ngươi khăng khăng làm theo ý mình, sao sẽ rơi vào như vậy thảm kịch? Vĩnh Xương Tôn Vương mà nói, giống như là một cái dao nhọn đâm vào Vĩnh Hằng Thánh Vương tim, rút ra đều là máu rầm rề qua lại. Diệp Thần ngay tại Vĩnh Hằng Thánh Vương bên người, có thể cảm giác được hắn đang cực lực kiềm chế trong lòng mình phần kia giận dữ cùng đau buồn. Lần này, Vĩnh Hằng Thánh Vương là vì giúp mình hỏi dò tin tức mà đến, hắn vốn không cần mình chịu đựng khuất nhục. Diệp Thần yên lặng đem phần ân tình này nhớ ở đáy lòng. Vĩnh Hằng Thánh Vương cố nén trong lòng hết thảy, tiếp tục nói, chúng ta ước định ban đầu, ta chỉ muốn đổi một cái đáp án. Ngươi nếu thật để ý nhân quả và này ngọc, xin cho biết. Dĩ nhiên ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, hôm nay, liền làm ta chưa có tới nơi đây, vậy chưa bao giờ cầu qua ngươi một lần. Vĩnh Xương Tôn Vương nghe được Vĩnh Hằng Thánh Vương như vậy lời nói, thần sắc ngưng trọng mấy phần, trước đây hắn ngoài miệng mặc dù châm chọc, nhưng nhân quả hai chữ hắn vẫn là để ý. Như vi phạm nhân quả và thiên đạo, dù là ở nơi này Vĩnh Hằng hư không bên trong, cũng sẽ có đại kiếp buông xuống. Đến lúc đó, hắn muốn trở thành tán nhân cũng không khả năng. Cuối cùng, ở Vĩnh Hằng Thánh Vương lần nữa tra hỏi hạ, vẫn là nói ra có liên quan huyền tôn cửa tin tức. Lúc đầu năm đó, huyền tôn cửa lưu lạc hỗn độn hư không, trải qua Vĩnh Hằng thần tộc cùng Vĩnh Hằng ma tộc tới giữa chiến đấu, càng bị cuốn vào hư không chảy loạn, từ đó không biết tung tích. Cuối cùng, Vĩnh Hằng thần điện một vị đại năng xem bói hiện tượng thiên văn, lấy trọng thương giá phải trả tính ra huyền tôn cửa chỗ chỗ. Rồi sau đó Vĩnh Hằng thần điện người đi liền đem lấy trở về. Đặt ở Vĩnh Hằng thần điện, làm trấn điện bảo. Nói cách khác, bây giờ huyền tôn cửa chính là có chủ vật, nếu như muốn lấy được huyền hải cửa vào bí mật, sợ rằng được đi một chuyến Vĩnh Hằng thần điện. Đối với đi qua Vĩnh Hằng thần điện, Vĩnh Hằng Thánh Vương căn cứ trong huyết mạch trí nhớ và nhân quả còn có thể nói ra mấy phần, nhưng cuộc bể dâu, hôm nay Vĩnh Hằng thần điện, chỉ sợ sớm đã không phải ban đầu Vĩnh Hằng thần điện, nắm trong tay nhân hòa trấn thủ người đều thay đổi. Cho nên Vĩnh Hằng Thánh Vương đối với lần này hiểu không nhiều, Diệp Thần đối với lần này lại là một mặt mộng. Hắn trước kia cũng không biết, Vĩnh Hằng hư không trong đó lại cũng chiếm cứ không thiếu thế lực, hơn nữa bàn cây lần lượt thay nhau, vô cùng là không kém. Vĩnh Hằng Thánh Vương, nghe ta khuyên một câu, huyền tôn cửa sự việc ngươi cũng đừng nghĩ, trừ phi ngươi có thể ngăn Vĩnh Hằng thần điện tất cả người, ha ha, nếu như những năm này ngươi một mực ngoan ngoãn ở Vĩnh Hằng hư không tu luyện. Hơn nữa hoàn toàn thức tỉnh người Vĩnh Hằng Thần Vương huyết mạch, người tự nhiên có loại năng lực này, thậm chí có thể trở thành Vĩnh Hằng Thần Điện Điện Chủ. Nhưng là hiện tại, người liền ta nuôi con chó kia sợ rằng cũng không bằng. Vĩnh Xương Tôn Vương khắp nơi giễu cợt, rốt cục thì để cho Diệp Thần không thể nhịn được nữa, hắn sắc mặt trầm xuống, vừa muốn lên tiếng,
lại bị Vĩnh Hằng Thánh Vương ngăn cản. Ngươi chỉ cần nói cho ta huyền tôn cửa rơi xuống, những thứ khác cũng không cần ngươi tới nhiều lời. Vĩnh Hằng Thánh Vương thực lực tuy không đủ, nhưng thân là Vĩnh Hằng Thần Vương khí thế còn đang, hắn vậy đôi đục ngầu con ngươi bỗng nhiên tới giữa bùng nổ ánh sáng, tựa như lại trở về năm đó trạng thái. Thậm chí mơ hồ có tổ tiên hạ xuống người. Vĩnh Xương Tôn Vương trong lòng cả kinh, không tự chủ rời về phía sau chút. Chợt hắn lại có chút nổi nóng, mình đường đường thiên quân cấp cường giả khác, lại vẫn biết sợ liền một cái đối mình giống như phế nhân tồn tại. Hừ, ngươi muốn lấy được huyền tôn cửa, ta cho ngươi cái cơ hội, hậu thiên chính là Vĩnh Hằng Thần Điện đại điển nghi thức, cơ hồ toàn bộ Vĩnh Hằng hư không thế lực cũng sẽ đi trước tham dự, ngươi nếu là có bản lãnh, trực tiếp ở lớn điển trên đoạt huyền tôn cửa là được. Nghe Vĩnh Xương Tôn Vương mà nói, Diệp Thần cùng Vĩnh Hằng Thánh Vương hai mắt nhìn nhau một cái. Vĩnh Hằng Thánh Vương chậm rãi mở miệng nói, Vĩnh Xương Tôn Vương, đúng rồi, ta thỉnh cầu mới vừa chỉ nói phân nửa, một nửa kia phải, đến khi đại điển ngày lúc đó, có thể hay không mời ngươi mang theo hắn cùng đi Vĩnh Hằng đại điển. Vĩnh Xương Tôn Vương nhìn về phía Diệp Thần, động nhược ánh nến. Hắn chân thực không nhìn ra Diệp Thần trên người có vì sao chỗ đặc biệt, đáng Vĩnh Hằng Thánh Vương bỏ ra thực hiện cam kết giá phải trả. Phải biết coi như mang thằng nhóc này đi, thằng nhóc này bất quá thái chân cảnh, thật chẳng lẽ có nắm chắc đạt được huyền tôn cửa. Thật là cực kỳ buồn cười. Vĩnh Hằng Thánh Vương bằng vào huyết mạch của mình và đối Vĩnh Hằng hư không quy tắc lợi dụng, cũng chuyện không thể nào, một vị thái chân cảnh tiểu tử, lại càng không cùng nói. Vĩnh Xương Tôn Vương đoán không ra Vĩnh Hằng Thánh Vương ý tưởng, chỉ làm hắn là muốn huyền tôn cửa muốn điên rồi, lại suy nghĩ phái một cái vô danh tiểu bối đi tìm hiểu tin tức. Hắn bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái, nhưng không cách nào cự tuyệt cái yêu cầu này, bởi vì vô tận năm tháng trước hắn đã lập được lời hứa, nếu có vi phạm, tất sẽ gặp bị thiên lôi đánh, đối với hắn cái này cùng thiên quân cấp cường giả khác mà nói, hành động này không khác nào dẫn hỏa đốt người. Huống chi qua mấy ngày sau đó, hắn cũng phải lên đường đi Vĩnh Hằng Thần Điện tham gia, vậy Vĩnh Hằng Đại Điển, bên người hơn hai cái đi theo đệ tử vậy cũng không đáng ngại. Mang đi một mình cũng sẽ không để cho hắn có tổn thất, ngược lại biết rõ trước kia cam kết, không cần lại lo lắng thiên kiếp. Hơi suy nghĩ một chút sau đó, Vĩnh Xương Tôn Vương đáp ứng Vĩnh Hằng Thánh Vương yêu cầu. Vậy thì tùy các ngươi như thế nào định đoạt, bổn tọa trước nói xong rồi, chỉ phụ trách đem hắn mang tới Vĩnh Hằng Thần Điện tham gia đại điển, những thứ khác một mực bỏ mặc, sống chết do chính các ngươi phụ trách. Vĩnh Xương Tôn Vương dẫn đầu vung nồi. Chỉ muốn nhanh chóng thực hiện Vĩnh Hằng Thánh Vương lời hứa, tiêu trừ nỗi lo về sau. Vĩnh Hằng Thánh Vương cùng Diệp Thần hai mắt nhìn nhau một cái, gặp hắn nhỏ không thể tra gật đầu một cái, liền đáp ứng. Ngay tại bọn họ tiếng nói rơi xuống lúc đó, bầu trời chỗ sâu tiếng sấm cuồn cuộn, vô số điện quang chiếu nghiêng xuống, ở nơi này phương thế giới nhỏ nhất lên ngập trời gợn sóng. Ở đó tử lôi điện quang phía sau, còn có vô số ngôi sao xúc thế đãi phát, rơi xuống xuống. Đủ để đem cái này vùng thế giới nhỏ cho nghiền thành cho tẫn. Ở tại nơi này phương tiểu thế giới những người khác đều bị dọa sợ, còn lấy là ngày tận thế tới, đổi được kinh hoàng thất thố. Vĩnh Xương Tôn Vương phi thăng ra, đi tới đỉnh núi, lấy hắn bây giờ thực lực, thấy cái này sấm chớp rền vang hủy thiên diệt địa cảnh tượng, trong lòng cũng không khỏi cả kinh. Đây cũng là hắn cùng Vĩnh Hằng Thánh Vương tới giữa lời hứa kiếp, nếu có không tuân theo, hắn phải chịu chính là cái này phiến lôi kiếp. Thật may đáp ứng cái này lão già kia thỉnh cầu, nếu không hắn thua thiệt lớn. Nghĩ như thế, Vĩnh Xương Tôn Vương ở xem Diệp Thần thời điểm, cũng thay đổi được thuận mắt rất nhiều. Ngày đó, Vĩnh Hằng Thánh Vương cùng Tiêu Thủy Hàn rời đi nơi đây, chỉ còn lại Diệp Thần một người độc ở. Vĩnh Xương Tôn Vương chưa từng quản hắn, trở lại động phủ tu luyện đi. Diệp Thần vậy không thèm để ý, tìm được một nơi tĩnh lặng rừng cây, ngồi dưới tảng cây liền bắt đầu tu luyện. Đạt tới hắn cái này một tầng thứ, hô hấp thổ nạp lấy cùng thiên địa hòa làm một thể, vung nhấc tay một cái, điều động chính là mặt đất tự nhiên lực lượng, không cần tận lực suy nghĩ. Diệp Thần lặng lẽ vận chuyển trong cơ thể luân hồi máu, lấy ôn hòa tư thái chảy khắp toàn thân, nhúng nuôi kinh mạch cùng xương cốt, hắn là luân hồi chi chủ chuyển thế, bản thân thiên phú kinh người, hơn nữa những năm gần đây khắc khổ tu luyện, thể xác khu đã đạt tầng thứ đứng đầu. Chỉ cần có một giọt máu còn sống sót, hắn là được tứ chi sống lại, đầu lâu trở về vị trí cũ, lần nữa sống lại. Nguyện vọng thiên tinh bên trong, Tiểu Hoàng cùng Kỳ Tư Thanh đã rơi vào ngủ say, hai người đi tới Vĩnh Hằng hư không sau đó, trải qua liên tục ứng đối cường địch,
đã mệt mỏi kiệt lực. Thiên tinh nhàn nhạt trói lọi vẩy vào bọn họ trên mình, bồi bổ thể xác cùng linh hồn. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần bên tai vang lên huyết long thanh âm. Chủ nhân, ta cảm ứng được lòng đất thật giống như có vật gì, đối với ta huyết mạch lực lượng có tăng cường, cảm giác sẽ ăn ngon lắm dáng vẻ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Huyết long thanh âm bên trong, lại hiếm thấy mang theo một chút thèm ăn. Ừ, Diệp Thần có chút hiếu kỳ, hắn điều động một phần luân hồi máu, ấn đường xuất hiện một đạo cổ xưa phạm văn không ngừng lưu chuyển, lại mơ hồ hóa là một đạo hư vô ánh mắt chậm rãi nổi lên, đi đôi với luân hồi lực xuyên thấu thật dày mặt đất, thẳng tới phía dưới chỗ sâu. Chiếu vào đầu cảnh tượng hết sức kỳ lạ, nơi này tựa hồ có một phiến to lớn dưới đất hang động đá vôi, ở đó hang động đá vôi bên trong, chiếm cứ một cây thật cao rễ cây, đâm chồi nảy lộc, lớn vô cùng. Trong sáng ánh sáng chiếu sáng toàn bộ dưới đất hang động đá vôi. Mà cây kia cây chung quanh chất lỏng tụ tập thành một tòa hồ nhỏ, dịch thấu trong suốt, tản ra làm người ta chìm đắm mùi thơm. Đây là vật gì, lại liền ta cũng động tâm. Diệp Thần khá cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn có thể phát giác được bồi bổ rễ cây vậy một cái hồ nhỏ, có phi phàm lực lượng. Hi hi, chủ nhân, người đây liền có chỗ không biết liền đi, căn cứ ta đã gặp qua phán đoán. Vậy hẳn là một cái nguyên thế giới căn nguyên lực nơi tụ tập, cái gọi là nguyên thế giới, là độc nhất vô nhị, vạn dặm chọn một, 100 triệu cái độc lập trong thế giới nhỏ, ước chừng có thể ra đời một cái nguyên thế giới. Huyết Long cái này nói một chút, Diệp Thần liền biết rõ, lúc đầu mỗi một cái thế giới nhỏ đều là chư thiên vạn giới một phần chia, bị thiên địa trói buộc, đồng thời cũng nhận được vạn vật tự nhiên quà tặng. Cái gọi là quà tặng, giống như vậy vạn năm kết dị quả tiên đào. Là thuần túy xác suất chuyện kiện, ai như đạt được, người đó liền có thể đắc đạo thành tiên. Có phương này tiểu thế giới người, nếu như tiến hành lợi dụng, đột phá thiên quân không nói ở đây, vô lượng cấp cường giả vậy trong tầm tay. Vừa nói như vậy, vậy Vĩnh Xương Tôn Vương bỏ lỡ không ít cơ duyên, nếu không thực lực tuyệt không chỉ có dừng bước nơi này. Người có thể lấy tới vật này sao? Diệp Thần hỏi. Huyết Long nhìn một cái chung quanh, hiển nhiên có chút kích động. Rồi sau đó nói, tự nhiên là có thể, chỉ cần chủ nhân dùng tuyết giấu tinh thần giúp ta che giấu hơi thở. Ta hàng năm lưu lại ở vậy lúc đó, vậy từng gặp phải qua như vậy cơ duyên, chỉ bất quá chậm một bước, bị người khác đoạt đi. Được, Diệp Thần ngưng tụ ra tuyết giấu tinh thần, như ánh trăng vậy sáng trong ánh sáng chiếu nghiêng xuống, bao phủ cái này một miếng đất, hơn nữa mở ra một cái ngoại nhân không cách nào phát giác đặc thù lối đi, thẳng tới sâu trong lòng đất. Hắn đối với cái này cùng căn nguyên lực cũng không hơn nhiều hứng thú, bởi vì hắn đi là luân hồi chi chủ nghịch thiên quật khởi đường, này là cao nhất thánh nói, không cần mượn thiên đạo lực lượng. Huyết Long bay lên trời, hư ảnh hiện lên, tiến vào ngôi sao kia lối đi trong đó, điên cuồng hấp thu óng ánh cổ thụ lực lượng. Ước chừng qua 4 tiếng, Huyết Long rốt cuộc lần nữa trở lại Long Uyên Thiên Kiếm bên trong, chỉ là hắn bề mặt đã sinh ra kỳ dị nào đó biến hóa, màu máu ngập trời dưới ánh sáng mặt. Có một chút thuần trắng dòng nước chảy. Chủ nhân, ta về trước trong kiếm tu luyện mấy ngày, đem cái này nguyên thế giới lực lượng hoàn toàn luyện hóa. Không lâu, mặt trời mới mọc, thần thánh chói lọi dần dần tung tóe mặt đất, Diệp Thần hết tầm mắt trông về phía xa, ngẩng đầu nhìn lại, quả thật phát hiện phương thiên địa này chỗ bất phàm, chỉ tiếc vậy Vĩnh Xương Tôn Vương lấy vì thế lần cảnh tượng là hắn tu vi thâm hậu tạo thành, cũng không biết là được thiên địa tiện lợi. Như vậy kiến thức cùng cách cục cũng khó trách chỉ có thể chỗ ở nhỏ hẹp ở vĩnh hằng hư không một khối nhỏ trong thiên địa. Diệp Thần lắc đầu một cái, sau đó đứng dậy trở lại cung điện bên trong. Hôm nay Vĩnh Xương Tôn Vương liền muốn lên đường, đi vĩnh hằng thần điện tham gia đại điển, đường xá còn cần một chút thời gian, cho nên sách sớm lên đường. Ngồi ở đây này xe bên trên chớ đi loạn, nếu không rơi vào hư không chảy loạn, ta cũng không thể cứu ngươi. Vĩnh Xương Tôn Vương lão thần nơi nơi, không chớp mắt nói. Diệp Thần gật đầu một cái, nhắm mắt lại tự mình tu luyện đi, căn bản liền không phản ứng hắn. Vĩnh Xương Tôn Vương hừ lạnh một tiếng, ngự lực phi hành, vậy hơn 10 con do ảo ảnh ngưng tụ thành cao lớn ngựa tốt bay lên trời, đi vậy thần thánh hư không thần điện. Đợi hai người đến lúc đó, đã là nửa ngày sau, có thể gặp dù là cái này vĩnh hằng hư không, quy tắc vách ngăn cũng không thể tùy ý phá vỡ. Bất quá mượn hư linh thần mạch và linh nhi lực lượng. Vẫn là có thể thực hiện một ít không tưởng được hiệu quả. Hư không thần điện ở địa phương đó, có thể xưng là một khối đại thế giới,
diện tích bát ngát, có thể chứa vô số cường giả thân ở chỗ này. Mây đen từ trong sáng trời trong buổi trưa thổi qua, lại đem nóng bức mặt trời gay gắt cho che kín, trong nháy mắt, thiên địa đều tối sầm. Không ít người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thân ảnh khổng lồ cắn nuốt ánh nắng, làm hắn qua một hồi, ánh sáng của mặt trời mang mới lần nữa đầu rơi xuống. Mới vừa đó là vật gì? Từ phía trên tránh khỏi. Theo ta phán đoán, vậy hẳn là La Sát nhất tộc hư không cự thú đi, bọn họ nhất tộc nắm giữ ngự thú chi đạo, nghe nói đã thu phục ba đầu trong hỗn độn hư không cự thú. Lại khủng bố như vậy. Diệp Thần vậy ngẩng đầu, gặp được vậy che khuất bầu trời ngày đồ sộ ảnh, trong lòng rất là tò mò, xem ra tới tham gia Vĩnh Hằng đại điển thế lực đều không yếu. Hắn đi theo Vĩnh Xương Tôn Vương cùng, tiến vào một tòa sừng sững ở trên bình nguyên thành trì trong đó. Tòa thành trì này phong cách cổ xưa hùng hậu, lịch sử lâu đời, hơn nữa tường thành vô cùng là rộng rãi, một mắt nhìn không tới cuối, bên trong thành ước chừng cuộc sống mấy trăm triệu dân chúng, là phương này trên đại thế giới nhất là nguy nga thành trì. Tên là Vĩnh Hằng Chi Thành. Cách thành ao không xa trời cao mây mù che giấu, trùng điệp vạn dặm, ở đó như ẩn như hiện trong mây mù, có một tòa thật to bầu trời đảo, yên tĩnh lơ lửng, mới thấy đi, kinh vi thiên nhân. Đó chính là Vĩnh Hằng Thần Điện ở địa phương đó, Trường Sinh Đảo. Chỉ có chân chính bị Vĩnh Hằng Thần Điện công nhận người mới có thể đi vào, thậm chí cuộc sống ở vậy trên đảo, người bình thường đời này cũng không có tư cách bước vào trong đó. Đi thôi, đừng xem, lại qua nửa ngày Vĩnh Hằng Đại Điển sắp bắt đầu, khi đó ngươi nhìn thấy mới thật sự là cảnh tượng nguy nga. Vĩnh Xương Tôn Vương mơ hồ mặt lộ khinh thường, hắn nhìn gặp Diệp Thần cái bộ dáng này, lấy là hắn là từ không gặp qua cái này cùng bức nhân viên bát ngát chi địa, trong lòng khinh bỉ ý sâu hơn. Nếu không phải tiến vào Vĩnh Hằng Đảo, còn cần hắn lệnh bài trong tay, hắn sớm đã đem Diệp Thần cho vứt bỏ. Thành trì cuối có một tòa cao vút trong mây tháp cao, đó chính là tiến vào Trường Sinh Đảo lối đi, cửa có hai người thực lực cường đại hộ vệ trấn thủ nơi này, thấy thực lực chập chờn bất ngờ đã đạt đến trăm gia cảnh. Thông qua sau khi kiểm tra, Diệp Thần ở một hồi ánh sáng rực rỡ bao phủ hạ, thân thể cấp tốc lên cao, chỉ chốc lát sau liền đi tới mây mù vòng quanh thế giới, nơi này chính là Vĩnh Hằng Thần Điện. Vĩnh Hằng Thần Điện quảng trường trong đó, lúc này đã tụ tập không ít người, người người thực lực cao mạnh hơn nữa đang trò chuyện, mà ở quảng trường trung ương nhất chính là có một tòa hùng vĩ đài cao, như cùng một cây lợi kiếm nối thẳng thiên địa, tục truyền ở trong đó chôn giấu Vĩnh Hằng Thần Điện người sáng lập nơi sử dụng qua vũ khí. Vĩnh Xương Tôn Vương, hôm nay người cũng tới, thật là thật lâu không gặp, thằng nhóc này là ngươi người nào? Cách đó không xa có một tên ông già mặc áo bào đen đi tới, hắn hành động nhìn như thật chậm, di động quỹ tích lại hết sức lớn, lợi dụng không gian thuấn di quy tắc, rõ ràng đối với hư không thuật nhất định có hiểu. Người này tên là Thương Mô Lão Nhân, là Vĩnh Hằng Thần Điện cung phụng trưởng lão, thực lực cường đại, không có ở đây Vĩnh Xương Tôn Vương dưới. Vậy Thương Mô Lão Nhân liếc nhìn Vĩnh Xương Tôn Vương bên người Diệp Thần, bình thản hỏi. Vĩnh Xương Tôn Vương xem đều không xem Diệp Thần một mắt, trực tiếp nói, một người bạn cũ hậu bối mà thôi, thực lực không chịu thua kém, nhưng ta người bạn cũ kia không muốn buông tha, liền để cho hắn đi theo ta tới đây gặp cảnh đời. Thương Mô Lão Nhân không cho là đúng gật đầu một cái, hắn còn lấy là Diệp Thần là cái nào thế lực cường đại phái tới con em, không nghĩ tới chỉ là một thực lực thấp kém người mà thôi. Ta đáp ứng lão già kia chuyện đã làm được, tiếp theo ngươi liền xung quanh xem đi, lấy ngươi thực lực cùng thân phận ở vòng ngoài xem là được, còn không tư cách tiến vào Vĩnh Hằng Đại Điện. Nhớ đừng gây chuyện, nếu như gây chuyện, ta sẽ không bảo ngươi, thậm chí có thể ảnh hưởng đến Vĩnh Hằng Thánh Vương. Đến lúc đó sợ rằng chết ở chỗ này cũng không có người cho ngươi nhặt xác. Vĩnh Xương Tôn Vương nói xong, cùng vậy Thương Mô Lão Nhân cùng đi, căn bản không quan tâm Diệp Thần ý tưởng như thế nào. Diệp Thần cũng không có liếm mặt cưỡng cầu, lạnh lùng nhìn Vĩnh Xương Tôn Vương hình bóng, một mắt xoay người đi bên kia hướng rời đi, cái này Trường Sinh Đảo diện tích vô cùng bát ngát, hơn nữa bảy cấm chế, người bất kỳ đều không cách nào ở trên không phi hành, lấy này dò xét tình huống. Diệp Thần vậy không muốn như vậy làm, bởi vì làm như vậy pháp, rất nhanh liền sẽ bị Vĩnh Hằng Thần Điện cường giả để mắt tới. Hắn hai tay chắp sau lưng, thần tình thản nhiên tự đắc. Ở nơi này Vĩnh Hằng Thần Điện thuộc hạt bên trong, cưỡi ngựa ngắm hoa, tìm chung quanh, tỉnh dụi xem xét huyền tôn cửa chỗ ở vị trí. Vì che người tai mắt, hắn sử dụng nguyện vọng thiên tinh, đem mình thực lực duy trì ở một cái hơi yếu tiêu chuẩn,
cứ như vậy liền sẽ không có người chú ý tới hắn. Cho dù ánh mắt của những người đó nhìn về phía, hắn vậy ước chừng dừng lại chốc lát liền sẽ rời đi, bởi vì không có ai sẽ để ý một người yếu. Diệp Thần thậm chí còn xa xa gặp được trước mấy ngày vây công mình tên kia La Thiên chiến tướng, hắn đang suy nghĩ nếu như mình xé xuống trên mặt ngụy trang, đứng ở trước mặt hắn, vậy La Thiên chiến tướng sẽ là một bộ như thế nào diễn cảm. Diệp Thần cười một tiếng, ném đi trong đầu ý niệm, trong bất chi bất giác hắn liền đi tới một nơi cách xa huyên náo đám người địa phương. Nơi này là một nơi đình viện, hoa thơm liễu lục, tường viện trùng trùng, ở đó rộng rãi vị trí chính giữa còn có một cái hồ bạc. Diệp Thần nơi đi tới địa phương, tựa hồ là cái hồ này xa xôi chỗ, bởi vì xuyên thấu qua nước hồ trong suốt đi đối diện nhìn lại, là cầu nhỏ nước chảy, có đình rừng mấy tòa, không ít người tụ tập ở bên kia, tựa hồ là đang thưởng thức trên mặt hồ từ từ nở rộ hoa sen. Bất quá làm hắn ánh mắt trên mặt hồ dừng lại chỉ chốc lát sau, hơi nheo lại, dần dần đổi được ngưng trọng. Trên mặt hồ tựa hồ cất giấu nặng bao nhiêu ảo ảnh, từ từ nở rộ hoa sen giống như là lơ lửng ở phía trên nhất một tầng ảo ảnh, giống như bèo không rể, lảo đảo lắc lư. Mà một khắc sau, nguyên bản đứng ở trên cầu cùng người đẹp thẳng thắn nói một tên công tử ca bỗng nhiên lúc này rút ra bên hông kiếm, ác liệt thất luyện chặt chém ra, lại có một đầu cổ xưa phượng hoàng từ trên trời hạ xuống, xem giá thế kia, tựa hồ phải đem cái này gợn sóng không sợ hãi thiêu hủy bốc hơi khô. Bất quá sẽ ở đó đầu ẩn chứa ở kiếm ý trong đó phượng hoàng sắp tiếp xúc tới mặt hồ lúc đó, nguyên bản mặt hồ bình tĩnh bỗng nhiên cuốn lên một hơi vòng xoáy lớn, giống như là dương ra cự thú miệng. Đem vậy cổ xưa phượng hoàng lôi kéo đi vào. Tên kia công tử ca tay cầm trường kiếm, trên tay gân xanh lộ ra, hắn chợt một tiếng gầm nhẹ, vô cùng vô tận linh khí bơm vào đi ra, hình thành một hồi gió bão, muốn cùng hồ kia ở giữa vòng xoáy miệng tới một cái cứng đối cứng. Hạ một sát, vậy mặt hồ nước có sinh mạng vậy, nhảy nhảy ra, ngưng tụ thành một cái cầm cầm nước gợn nhộn nhạo trường kiếm, trôi lơ lửng ở giữa không trung, càng ngày càng nhiều, chi chít, đếm cũng đếm không hết. Đạt hơn ngàn cầm trường kiếm đồng loạt chỉ hướng bầu trời, phát ra một đạo chấn thiên tiếng vang, chỉ bằng cái này một giọng nói, liền đem vậy công tử ca kiếm ý phượng hoàng xé thành mảnh vỡ, cái gọi là cường đại gió bão, cũng ở đây vạn kiếm quy tông trước mặt lộ vẻ được không chịu nổi một kích. Cuối cùng, tên kia công tử ca kịp thời thu hồi trường kiếm, đã là mồ hôi lạnh sầm sầm, sợ không thôi. Hồ bên kia, Diệp Thần ánh mắt lộ vẻ được cực kỳ thâm thúy. Hắn từ mới vừa rồi vạn kiếm quy tông trong trận, lại phát giác một chút huyền tôn cửa hơi thở. Hồ bên kia, tên kia công tử ca lộ vẻ được 10 phần thất lạc. Trương Đào Linh công tử, hồ này ở giữa kiếm trận thật sự là quá mạnh mẽ, liền ngươi ra tay cũng không có biện pháp, huống chi chúng ta những người này. Có người đi tới, chụp cái này Trương Đào Linh nịnh bợ, đồng thời mượn lấy chê bai mình, tới để cho Trương Đào Linh chậm giải trong lòng phẫn uất. Trương Đào Linh nghe vậy. Sắc mặt hòa hoãn không thiếu, hắn là Vĩnh Hằng hư không năm lớn một trong những gia tộc Trương gia công tử ca, sanh ra thiên phú kinh người, cả người thực lực đã đạt đến trăm gia cảnh tám tầng thiên, nhưng mà đối mặt với Vĩnh Hằng thần điện kiếm trận, nhưng không có biện pháp gì. Ở hắn trước đã có mấy người thất bại, đều là Vĩnh Hằng hư không trong đó nổi danh trẻ tuổi tuấn kiệt, mang kiêu ngạo tới, cuối cùng thất bại mà về. À, cũng không biết là ai có thể có phúc khí này, như phá trong hồ kiếm trận. Liền có thể vào tay Vĩnh Hằng thần điện cái này để mặc điện chủ con gái Nhã Tình tiểu thư tâm hồn thiếu nữ, nghe nói Nhã Tình tiểu thư thực lực vậy 10 phần khủng bố, không kém chút nào hư không trên bảng thiếu niên trẻ tuổi tuấn kiệt, lại là xếp hàng thứ 3. Đúng vậy, kiếm trận này đã lập được 3 năm có thừa, có thể vẫn không một người có thể phá giải, nghe nói là điện chủ đang tu luyện Vĩnh Hằng kiếm đạo thời điểm trong vô tình chế đi ra ngoài, liền cho Nhã Tình tiểu thư, lấy này thành tựu thực tập tiêu chuẩn. Vậy mấy tên công tử ca nghe thần sắc đều không phải là rất tự nhiên, bọn họ thân là giả không trên bảng khách quen, ngày thường vậy tự xưng là trẻ tuổi tuấn kiệt, đã biến thiên hạ vô địch thủ, nhưng thua ở cái này hồ nhỏ kiếm trận bên trên. Hết lần này tới lần khác vậy thiết lập trận người, lại là bọn họ ngày nhớ đêm mong Nhã Tình tiểu thư. Lúc này, không ít người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về bên hồ một nơi đình nhỏ trong đó, nơi đó có người đẹp, duyên dáng yêu kiều, như ra nước phù dung. Tươi đẹp thoát tục, xem nhiều mấy lần, liền cảm giác phải là nơi đây nhất là cô gái xinh đẹp. Mắt ngọc mày ngài, tóc đen như thác nước, một đôi cặp mắt đào hoa tùy ý chuyển động, liền có thể câu đi vô số người hồn phách. Nàng chính là Vĩnh Hằng thần điện điện chủ nữ nhi duy nhất,
đương kim hư không trên mỹ nhân bảng xếp hạng thứ nhất nhân gian tuyệt sắc, Nam Cung Nhã Tình. Chư vị công tử, các ngươi không cần nhìn ta, đi phá hồ kia ở giữa kiếm trận, chính là ai phá vỡ, ta liền gả cho người nào, không thể so với ở chỗ này một coi trọng sao. Hơn nữa kiếm trận này là ta phụ thân bày, liền ta cũng không từng tìm được phương pháp phá giải. Nam Cung Nhã Tình thanh âm uyển chuyển êm tai, như vậy chim sơn ca gáy vang, vang vọng ở mặt hồ đình bên trong, để cho những công tử ca kia làm say mê. Những người đó sở dĩ khổ khổ theo đuổi Nam Cung Nhã Tình, một là bởi vì nàng xinh đẹp cùng vóc người, hai chính là Nam Cung Nhã Tình đứng sau lưng chính là Vĩnh Hằng Thần Điện cái này cùng đồ vật khổng lồ. Vĩnh Hằng Thần Điện đối với Vĩnh Hằng hư không mà nói, bỏ mặc nội tình và thực lực, cũng không thể khinh thường. Nếu như có thể lấy được Nam Cung Nhã Tình, chính là giống như là có Vĩnh Hằng Thần Điện che chở, ở nơi này Vĩnh Hằng hư không trong đó, đủ để đi ngang. Bất quá Nam Cung Nhã Tình từ trước đến giờ tâm tư thâm trầm kín đáo, chưa bao giờ biểu đạt qua đối với người nào kính mến chi tâm. Cái này đẳng cấp cao cao tại thượng người phụ nữ, thì càng khơi dậy những công tử ca kia chinh phục chi tâm. Nhã Tình tiểu thư, ngươi chờ, để cho tại hạ tới thử một lần. Bổn công tử cái này một năm qua bất ngờ tìm được một bụi tật phong cỏ, đem dung nhập vào tới ta cái này Thánh Vương bảo kiếm bên trong, đã tấn thăng là thái thượng thần khí. Trong đám người, thân hình cao lớn, tướng mạo bất phàm thanh niên bước ra, cầm bảo kiếm uy phong lẫm lẫm, mang trên mặt nụ cười tự tin. Thấy người này, Trương Đào Linh công tử sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đối phương tên là Lý Ngụy, là Vĩnh Hằng hư không Vũ Giao Tông người, ở nơi này Vĩnh Hằng hư không bên trong, Vũ Giao Tông là đứng sau Vĩnh Hằng Thần Điện thứ hai tông môn. Chỉ gặp Lý Ngụy bả vai đi xuống trầm xuống, cả người như mũi tên rời cung thoát ra, ngay chớp mắt đi tới trên mặt hồ không. Hắn rút ra bên hông vậy cầm bảo kiếm tuyệt thế, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, gió lớn thì đã cuộn sạch, hơn nữa tràn ngập chân trời, đem nguyên tòa đình viện bọc trong đó, bất quá cái này tòa đình viện tựa hồ bố trí một loại đặc thù nào đó cấm kỵ, cho dù gió lớn tấn công tới, cũng không cách nào dao động căn cơ phân nửa. Bầu trời bên trong gió lớn càng diễn càng ác liệt, thật giống như đem thái dương nuốt mất, cả tòa Trường Sinh đảo cũng là chấn động. Người xung quanh vậy rối rít làm lộ vẻ xúc động, cái này Lý Ngụy thực lực rất nhanh đã vượt ra khỏi trăm gia cảnh 8 tầng thiên, coi như đối chiến, cũng là không thua một ít mới vào bách giả cảnh 9 tầng thiên cường giả. Xem ra là bởi vì có người ở phá kiếm kia trận, ha ha, lại là ở lấy trứng chọi đá. Vĩnh Hằng Thần Điện chỗ sâu nhã trí nhỏ trong sảnh, có ông già lấy tay vuốt râu, ánh mắt xuyên qua mấy tầng hư không, đem hết thảy thu hết vào mắt. Tần lão, ngươi lời này có thể thì không đúng, nơi đó có thể tụ tập liền cơ hồ nửa Vĩnh Hằng hư không thiên tài, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, muốn trách thì trách điện chủ à, cầm độ khó thiết lập được quá cao. Một tên phong vận 10 phần thiếu phụ đẹp bưng lên trước mặt một ly rượu, khẽ nhấp một cái, nhất cử nhất động bách mị sinh. Thực lực cao mạnh người, có thể loáng thoáng thấy sau lưng nàng dâng lên một tôn to lớn thanh xà pháp tướng. Cư tại ngay chính giữa người nọ thân mặc một bộ bạch bào, mái tóc dài bù xù, mặt mũi tuy không tính là anh tuấn, lại có một phần tự nhiên ý, hắn chính là Vĩnh Hằng Thần Điện điện chủ, Nam Cung Vấn Thiên. Lời đồn đãi hắn thực lực đã đạt đến kiếm thánh cấp bậc, thậm chí còn lời đồn đãi hắn tình cờ dòm ngó gặp qua một chút không không chi đạo. Hắn theo đuổi Vĩnh Hằng kiếm đạo, Trường Sinh bất tử, miên xa du dài, thắng được Vĩnh Hằng hư không những cường giả khác, xếp hạng hư không bảng cường giả đỉnh phong bảng vị thứ nhất, ở lâu không dưới. Nam Cung Vấn Thiên nhẹ nhàng rút ra trường kiếm bên hông, cắt đứt mấy phiến bên người trà trên cây lá cây. Vậy mấy cây cây trà ước chừng có cao cỡ nửa người, giống như là do bảo ngọc nơi mài rũa mà thành. Dịch thấu trong suốt, tản ra lấp lánh chói lọi, mỗi phiến lá trà thật giống như mang có 102 linh vận, người đợi ở bên người cảm giác thoải mái không dứt, mát mẻ tự nhiên. Muốn phá giải hồ này ở giữa kiếm trận thật ra thì cũng không khó, chỉ cần kiếm ý đủ cường đại liền có thể làm được, cùng tự thân thực lực cũng không có quá nhiều liên quan. Nam Cung Vấn Thiên lòng bàn tay xông ra một hồi ánh sáng nhàn nhạt mang, lại là đem vậy lá trà nước nấu sôi, chỉ chốc lát sau trà vận phiêu thơm. Mang có 102 nồng nặc linh vận, truyền khắp toàn bộ đại điện. Vậy lão người nhìn cái ly này trà, con người cũng mau chừng ra ngoài, mấy chục ngàn năm qua, hắn một mực ở hướng điện chủ thỉnh cầu lá trà, nhưng mỗi lần đều ăn rồi cái bế môn canh. Ta đã đem lớn nhất khen thưởng hứa cho bọn họ, nếu là có thể phá kiếm trận này, liền có thể được Nhã Tình tâm hồn thiếu nữ,
trở thành ta vĩnh hằng thần điện chỗ ngồi phò mã, liền xem ai có cái này cùng phúc khí. Đi thôi, theo ta đi trước nội đường, đại điển sắp bắt đầu. Nam Cung Vấn Thiên cùng cái này bên trong đình viện mấy người, đều là đi về phía một cái hư không hắc động. Nếu là có vĩnh hằng hư không người ở chỗ này, định sẽ nhận ra cái này mấy người đều là một khối đại lão, uy danh hiển hách, quyền thế ngút trời. Đợi mấy người bọn họ sau khi đi, vô tận kiếm đạo quang hoa tràn vào nơi này, kéo dài một hồi sau đó biến mất. Lý Ngụy bị một cái từ đáy hồ lao ra trọng kiếm, lấy thế dễ như bỡn đánh bại, căn bản không có bất kỳ chống đỡ lực. Lý Ngụy kiếm thế bên trong đưa ra thiên địa vạn vật, trời trăng sao, cũng vào giờ khắc này tan biến, tiêu tán ở vô hình, liền vậy trong bầu trời cuồn cuộn mây đen cũng bị đáy hồ nơi phách đi ra ngoài kiếm hoa chém là hai nửa, vẹt ra mây mù hôm nay minh. Nam Cung Nhã Tình mới vừa ngồi ở đình nhỏ trong đó, nhìn một màn này, nụ cười xinh đẹp, cũng không làm đánh giá. Nàng dĩ nhiên biết được phá giải kiếm trận này độ khó. Năm đó phụ thân đem nàng mang tới trước trận, nàng tự nhận là không phải là một cái trận pháp sao, rất dễ dàng, nàng đối với kiếm đạo hiểu xa ở người thường bên trên, đáng tiếc cuối cùng không cách nào đánh vỡ kiếm trận này hạch tâm, mà nàng phụ thân Nam Cung Vấn Thiên đối với lần này chỉ làm bốn chữ đánh giá. Thiên phú có hạn. Một câu nói này để cho lúc đó Nam Cung Nhã Tình mười phần như đưa đám, liều mạng tu luyện kiếm đạo, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Về sau nữa, Nam Cung Tình Nhã bình thường trở lại. Nàng cuối cùng là biết rõ, bằng vào nàng thực lực trước mắt, căn bản không cách nào dung chuyển kiếm trận. Từ cổ chí kim, trừ Hồng Quân lão tổ cùng le que mấy người, lại có ai chân chính đạt tới qua kiếm đạo trình độ cao nhất, tu luyện ra truyền thuyết kia bên trong kiếm ý. Muốn trách thì tự trách mình phụ thân quá mức cố chấp, nếu không phải là cái gì đó vô địch thiên tài, mới có thể thu là vĩnh hằng thần điện con rể. Theo nàng tới xem, phụ thân đây là mình tu luyện vĩnh hằng kiếm đạo tu xả. Nam Cung Tình Nhã âm thầm lắc đầu một cái, nhắm lại mắt đẹp, vui mừng dưỡng thần, tựa như cái gì cũng không quan tâm. Bất quá nháy mắt sau đó, nàng lại mở hai mắt ra, mang Mục Thiếu nhìn phương xa, ở cái mặt hồ bạc này bên kia, có một bóng người. Đình trệ không nhúc nhích, tựa như lâm vào trạng thái ngủ đông. Kỳ quái, phá kiếm trận đạo tràng rõ ràng thiết lập ở bên này, rất nhiều năm nhẹ tài tuấn thanh niên đều tụ tập nơi này, thay nhau phá trận, đối diện người nọ nhưng chạy đến những địa phương khác đi. Đây là hấp dẫn con ngươi, còn chưa biết nguyên do trong đó. Nam Cung Tình Nhã mắt đẹp trong đó vẻ hiếu kỳ càng ngày càng đậm, thậm chí còn có người cùng nàng nói chuyện vậy hồn nhiên không cảm giác. Nam Cung tiểu thư. Tam trưởng lão mời ngài đi qua một chuyến, nói là cùng vĩnh hằng đại điển có liên quan, đặc biệt trọng yếu. Một tên thần điện người làm khom người, dùng nhún nhường giọng. Hắn kêu ba lần, Nam Cung Tình Nhã mới hoàn hồn lại, gật đầu ư một tiếng, sau đó đi xuống đài cao, còn không quên đi đối diện nhìn hai lần. Mà ở Nam Cung Cầm Nhã ánh mắt lấy ra không lâu, một mực thuộc về trạng thái ngừng Diệp Thần bỗng nhiên mở mắt ra. Ở trong mắt hắn chỗ sâu có một đạo nho nhỏ nước chảy chậm rãi dòng nước chảy, ngay chớp mắt bạo tăng đến ngút trời thế. Chỉ thủy một kiếm đang nổi lên trong đó. Diệp Thần lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu, hắn linh niệm tiếp xúc đến trong hồ kiếm trận, lại nổi lên chút gợn sóng, bất quá trên bờ người không thấy được. Hắn trên kiếm đạo thành tựu vượt xa cùng đẳng cấp người bất kỳ, hơn nữa còn tinh thông trận tự quyết, cho nên một tí liền hiểu được đáy hồ kiếm trận là chuyện gì xảy ra. Kiếm kia trận trộn một ít vĩnh hằng hơi thở, tương đương với mãi mãi bất diệt, hơn nữa có thánh nhân oai, cho nên tầm thường trăm gia cảnh căn bản không cách nào phá rõ ràng. Có chút ý tứ, kiếm trận này thi hành là trong hỗn độn hư không lực, theo đuổi độc lập vĩnh sinh, còn có một đạo huyền tôn cửa lực lượng, khó trách phòng thủ kiên cố, không người có thể phá, bất quá cùng Hồng Quân lão tổ lưu phái so với lại sẽ như thế nào đây? Diệp Thần toàn bộ hành trình quan sát hai người kia ra tay. Trong lòng có để đếm, nếu như muốn đối phó cái này đáy hồ kiếm trận, bằng vào cứng rắn thực lực mạnh sông khẳng định không được, chỉ có dùng người qua cửa mình lĩnh ngộ kiếm ý một lần hành động khắc chế vậy vĩnh hằng lực, mới khá có cơ hội chế thắng. Hắn tu luyện là cực hạn một kiếm chi đạo, chỉ thủy là hạch tâm, mênh mông canh canh, giống như đầy trời chút xuống nước chảy, thuận theo liền thiên địa đại thế, không phải tầm thường lực lượng có thể ngăn trở. Cái gọi là rút ra đao cắt nước nước càng lưu. Đao kiếm không cách nào ngăn chặn nước này thế công, nước ngược lại có thể để cho đao kiếm an tĩnh trở lại. Cho nên gọi là chỉ thủy. Cái này chỉ thủy một kiếm là đổi khách thành chủ tượng trưng,
cũng là nghịch thiên cải mệnh thủ đoạn, thiên địa đại lộ, vô thường lại vô tình, sống chết vô luận. Chỉ thủy một kiếm đã vượt qua thực tế quy luật, có không không tư cách, nghịch chuyển thực tế, nghịch chuyển thiên đạo, có thể coi thường đối thủ thực lực, dùng thuần túy nhất lực lượng đánh nát tất cả hắc ám, coi thường hết thảy, nghiền ép hết thảy. Đây chính là chỉ thủy một kiếm cụ bị không không cách nào thì, cho dù kiếm trận này trong đó có giấu trước một vị đại năng cường giả, đem một chút vĩnh hằng kiếm ý tu luyện đến mức tận cùng hơi thở, cũng không cách nào ngăn cản. Đáng tiếc Diệp Thần tu vi vẫn là thái chân cảnh, cũng không thể thả ra như vậy cấp bậc triệt triệt để chỉ thủy một kiếm. Nếu như đem như vậy lý luận thả ra ngoài, sợ rằng sẽ đưa tới chư thiên vạn giới náo động, dẫu sao Hồng Quân lão tổ sáng tạo ra vô thượng kiếm đạo ảo diệu, cái này thế gian chỉ có số rất ít người có thể ngộ hiểu, thường người không cách nào hiểu. Năm đó Hồng Quân lão tổ đột phá thực tế hạn chế, trở thành từ cổ chí kim cái đầu tiên dòm ngó gặp không không cường giả đứng đầu, dựa vào đối không không phép tắc hiểu thấu đáo, lĩnh ngộ ra liền cao nhất kiếm đạo ảo diệu chỗ, chính là đương kim Hồng Quân kiếm phái trong đó nhất là sùng bái hai chữ. Chỉ thủy. Nhưng rất nhiều gia nhập Hồng Quân kiếm phái người, cứu cả đời cũng không cách nào hiểu được cái này hai chữ. Phen này lý luận là do mặt xanh hạn bạt nói cho Diệp Thần. Lúc ấy hắn sau khi nghe mở ra thế giới mới cửa, cảm thấy vô cùng không dám tin. Hắn cùng Vũ Hoàng cổ đế tới giữa thực lực sai biệt lớn như Hồng Câu, nhưng là quang luận kiếm đạo cảm ngộ cùng thi triển, lại qua mấy năm, hắn sợ rằng sẽ không thua đời này đệ nhất cường giả Vũ Hoàng cổ đế. Hắn luân hồi đạo pháp là cái này thế gian nhất là kinh tài diễm diễm quy luật, trải qua mấy đời luân hồi, nếm nhân gian nỗi khổ, tích lũy vô số đại lộ cảm ngộ, vì vậy bản chất đổi được 10 phần thuần túy. Diệp Thần tung người nhảy một cái, nhảy vào hồ nước này bên trong, trong lòng không có một chút chiến đấu dục vọng, hắn biết chỉ có thuần túy nhất người lẻn vào trong đó, mới biết được phép tiến vào. Đúng như dự đoán, rất nhanh hắn liền bơi đến đáy hồ, ở đáy hồ kia, có rất nhiều cầm màu xanh nhạt thủy kiếm quấn quanh chung một chỗ, chi chít, 10 phần nguy nga. Ở đó chút thủy kiếm trung ương, có một cái sáng lên bóng người, hắn yên tĩnh ngồi xếp bằng ở tại chỗ, từ Diệp Thần tầm mắt tới xem. Hắn trên người có vô số cây ánh sáng lan tràn ra, nối liền những cái kia thủy kiếm, giống như bàng lớn trên tinh cầu địa mạch mạch lạc, phong thủy cùng long vận lại nắm trong tay ở một người trong tay. Vậy sáng lên bóng người ngồi ở chỗ đó, chung quanh hắn có chư thiên vạn đạo đang diễn hóa, côn bằng vượt qua, phượng hoàng nam bay, đều bị một kiếm chém tới. Mà thanh kiếm này đến từ vĩnh hằng đất nước, mang cổ xưa nhất sắc thái truyền kỳ. Diệp Thần căn cứ những thứ này diễn hóa đồ đằng. Suy đoán ra người bày trận theo đuổi kiếm đạo, là vĩnh hằng bất diệt, hằng cổ trường sinh. Người nọ nhất định là cao thủ, nếu không cũng sẽ không ở vĩnh hằng trên kiếm đạo từ đầu đến cuối như một, nhưng hắn nếu như cho rằng vĩnh hằng là kiếm đạo cuối cùng nghĩa sâu xa, vậy đã sai lầm rồi. Vĩnh hằng phía trên là không không, hoặc là nói tất cả cảnh giới võ học trần nhà đều là không không. Không không căn bản lại không tồn tại hậu thế lúc đó, siêu thoát tại bất kỳ thiên lý, quy luật. Đại lộ ra, không chịu bất kỳ ý chí khống chế. Đạo nhân ảnh kia trên mình mang theo một chút vĩnh hằng khí thế, mà Diệp Thần cũng chính là từ trên người hắn lộ ra huyền tôn cửa hơi thở, xem ra trước mặt người này hẳn cùng huyền tôn cửa có liên quan. Tiểu Hoa Nhi cũng không tệ lắm, lại biết thu liếm trên mình chiến ý cùng sát ý, không giống phía trên những cái kia ngu kẻ lỗ mãng, đến một cái bờ hồ liền giơ kiếm loạn cua múa, cuối cùng chỉ có thể không công mà về. Bóng người kia vậy phát giác Diệp Thần đến, không khỏi được mở miệng nói. Diệp Thần cười một tiếng, không nói gì, hắn đối với người này ảnh ngược lại hứng thú, nếu như có thể phá cái này đạo kiếm trận, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Thế nào, Tiểu Hoa Nhi, ngươi chẳng lẽ có biện pháp gì phá vỡ ta cái này vĩnh hằng quy tông trận sao? Bóng người lúc nói chuyện, không thấy rõ hắn bộ mặt diễn cảm, nhưng là Diệp Thần có thể suy đoán cho ra hắn lúc này diễn cảm hoặc giả là cười mỉa. Chỉ cần một kiếm, chính là không biết ngươi có dám đánh cuộc hay không. Diệp Thần nói phách lối thô bạo, thậm chí mang theo đậm đà khiêu khích ý, đúng như dự đoán, bóng người kia cũng là ngạo kiều hết sức tồn tại, lúc này liền hừ lạnh một tiếng, đáp ứng chàng này đánh cuộc. Có gì không dám? Được, vậy ta ngươi thành lập một cái đánh cuộc, nếu như ngươi thua, đem ngươi biết có liên quan huyền tôn cửa bí mật toàn bộ cho biết tại ta, lại không được hướng những người khác tiết lộ. Nếu như ngươi thua thì sao? Bóng người màu xanh thẳm ánh mắt đánh giá Diệp Thần, lại nữa như trước như vậy tùy ý. Ta thua, vậy thanh kiếm này liền cho ngươi làm trấn sơn chi bảo.
Diệp Thần triệu hoán ra Long Uyên Thiên Kiếm, cho dù là ở sâu hàn trong hồ, Long Uyên Thiên Kiếm như cũ tản ra nhiếp tâm hồn người hàn mang. Được. Bóng người kia nhìn chằm chằm Long Uyên Thiên Kiếm nhìn hồi lâu, biết đây là tám đại thiên kiếm một trong, hơn nữa phía trên nhân quả cực kỳ khủng bố, hắn lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Chợt quanh người hắn thủy kiếm cũng run lẩy bẩy, phảng phất là đang cười nhạo Diệp Thần không biết tự lượng sức mình. Xem ra muốn mượn một chút Tuyết Táng Tinh Trần lực lượng. Diệp Thần trong lòng nghĩ như vậy đến, đã bắt đầu điều động Tuyết Táng Tinh Thần, ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi ở trong nước dạo chơi, phụ ở màu máu tràn ngập Long Uyên Thiên Kiếm bên trên, trong thoáng chốc Long Uyên Thiên Kiếm bộc phát ra đỏ tươi ánh sáng đổi được sáng chói cực kỳ, bất quá bởi vì có trong nước kiếm trận bảo vệ, trên mặt hồ người không thể thấy một màn này. Diệp Thần giơ lên Long Uyên Thiên Kiếm, xa xa chỉ hướng thân ảnh kia, thần tình nghiêm túc, con người vậy hiện ra lau một cái đỏ tươi màu máu. Rào 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 rào, ánh sao cùng đáy hồ nước hòa làm một thể, thật giống như biến thành vũ trụ bỉ đoan vô tận ngân hà, mà lại ở đáy hồ hình thành từng cái khoa trương vòng xoáy, bộc phát ra năng lượng bàng bạc, cùng lúc đó, một cổ lực lượng làm người ta sợ hãi từ trong vòng xoáy nổi lên tới. Cổ lực lượng kia cực kỳ đạm bạc, nhưng giống như hữu hiệu nhất tiên linh yêu khí, toàn bộ tiến vào Long Uyên Thiên Kiếm trong đó, trong thoáng chốc hiển hóa ra vô số yêu ma tà đạo tàn phá cảnh tượng. Quỷ khóc sói chu, mười phần thảm thiết. Bóng người kia như cũ phong khinh vân đạm, Diệp Thần công kích tuy nói thanh thế thật lớn, uy lực dũng mãnh, nhưng như vậy lối đánh nhưng vẫn đang khống chế bên trong, xa xa không đạt tới phá trận yêu cầu. Sẽ ở đó kiếm trận ở giữa bóng người, dự định rời đi sự chú ý lúc đó, bỗng nhiên lúc này một đạo nồng nặc cực kỳ kiếm quang từ trên trời hạ xuống, Diệp Thần trong miệng đang nhẹ nhàng ngâm sướng. Không không lúc nào không, ban cho ta lực lượng. Vô số ánh sao cùng nước hồ thật giống như cũng bị đông cứng ở, sau đó dọc theo quỹ tích của nguyên lai đổ lui về, cảnh tượng quỷ dị như vậy để cho bóng người kia lộ vẻ được vô cùng là bất an. Thần bí không không lúc nào không, người bất kỳ cũng không từng đến qua địa phương nứt ra một đạo cơ hồ không thể tra giác kẽ hở, tràn ra một chút không không hơi thở, chỉ là từng chút liền có thể sợ cực kỳ, dọc theo quy định đường vân tiến vào Diệp Thần trong cơ thể. Ở thần bí này không không có sức tính dưới sự thôi thúc. Diệp Thần đôi mắt như gương sáng, trên mình đại lộ hơi thở phóng lên cao, liền liền dậy đáy nước kiếm trận vậy không ngăn được, phảng phất có chư thiên vạn giới yêu ma quỷ quái, thần Phật tiên linh cũng tề tụ một đường. Huyết Long cảm nhận được liền không không phép tắc cực đoan mạnh mẽ, vậy ngưng trong kiếm tu luyện, đôi mắt đột nhiên đổi được đỏ thẫm, ngửa mặt lên trời gầm thét, bay lên, bạo liệt màu đỏ thẫm ánh sáng xuyên thấu chân trời, biến dạng hư không, vô số thần quỷ khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Tiếng truyền vạn dặm. Đáy hồ đột nhiên xuất hiện dị tượng lan tràn nguyên phiến bầu trời, cái này nơi đình viện bên trong tất cả mọi người đều nhìn về trong hồ, đầy mặt ngạc nhiên. Bọn họ rõ ràng cũng đợi ở trên bờ, có thể vì sao trong hồ nhưng xuất hiện như vậy biến cố. Có mấy cái thực lực coi như là khá lắm rồi người vừa định tiến lên tra xem, lại bị một cổ vô hình lực lượng kinh khủng đánh bay, nhất thời hộc máu té xỉu, nguyên cái linh hồn người đều bị liền cực lớn chấn động. Kế tiếp, vô luận là đáy hồ bóng người vẫn là trên bờ mọi người, cũng gặp được bọn họ cuộc đời này không cách nào quên được một màn. Một đạo kiếm quang từ trên trời hạ xuống sắp, sở trí chỗ hư không mất đi, đại lộ vỡ vụn, hết thảy tất cả hóa là bụi bặm. Đạo kiếm quang này thật giống như không phải cái thế giới này, đến từ càng cường đại hơn thời không. Mà một kiếm này bùng nổ ngọn nguồn, chính là Diệp Thần. Chỉ thủy một kiếm, đánh đâu thắng đó. Kiếm vô hình quang lướt qua chân trời, thẳng tới trong hồ, được gọi là vạn pháp bất xâm vạn kiếm quy tông ở nơi này đạo không không kiếm quang nghiền ép dưới, nhất thời tan thành mây khói, hóa là vô hình, mà thành tựu vô địch vạn kiếm linh thức, bị đạo kiếm quang này nuốt mất, căn bản không cách nào ngăn cản. Ngoại giới hết thảy tất cả toàn bộ sụp đổ, trên thế giới không có bất kỳ thứ nào đồ ngăn cản được cái này cổ không không kiếm quang. Không không lực lượng, thậm chí kinh động không ít đại năng giả. Rối rít bay lên trời cao tra xem tình huống, trong mắt tràn đầy rung động. Kiếm vô hình quang bộc phát ra sáng chói chói lọi, đem nguyên tòa đình viện liên quan hồ cũng cùng nuốt mất, vậy nguyên bản đứng ở cầu bên người vậy đã sớm cách xa bọn họ, đứng ở chỗ rất xa hội, dù vậy, làm chói lọi lúc bộc phát, bọn họ vẫn che mắt. Khi bọn hắn sau khi mở mắt, cả người đều trợn tròn mắt, bởi vì trước mặt hồ nơi nào còn có nửa giọt nước, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại một phiến khô khốc đất đai, kẽ hở bốn mở, giống như là khô cạn thật lâu tựa như mặt đất.
Cái này, không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lấy hồ làm trung tâm phạm vi đều biến thành một mảnh phế tích, chính xác mà nói là một bọn người không cách nào đến gần phế tích, trời long đất lở, tất cả kiến trúc hóa là bụi bặm, giống như hỗn độn vậy hoang vu vét sạch toàn bộ đình viện. Hoặc là nói, cơ hồ tạo thành oanh động tính hiệu quả, như nếu không phải vĩnh hằng thần điện điện chủ bày ra trùng trùng phòng ngự cấm chế, sợ rằng cái này cổ đáng sợ gió bão sẽ lan tràn đến toàn bộ trường sinh đảo. Cho dù như vậy, không hơi thở vẫn khuếch tán ra, phá vỡ cấm chế trận pháp trói buộc, làm phương này đại thế giới cũng làm sợ, run rẩy, cách nhau ngoài ngàn dặm mặt đất bắt đầu văng tung tóe, xuất hiện một cái lại một cái răng khắp nơi kẽ hở, phun ra ra vô tận dung nham lửa cháy mạnh. Vĩnh hằng thần điện chỗ sâu nhất, một đạo thân ảnh phóng lên cao, ngưng xem nhìn đình viện chỗ ở phương hướng, vung tay lên, tùy ý bố trí ra hai đạo đại trận, đem nơi đó toàn bộ khí tức che giấu, phòng ngừa người khác phát hiện. Từ hiện tại tới xem, chỗ sâu nhất phòng hội nghị đường bên trong đám lão gia kia nhưng mà còn không phát giác được. Kiếm đạo trình độ cao nhất, lại là như vậy, lại có thể phát hiện đáy hồ ẩn núp bí mật, ha ha, xem ra, nhã tình gả cho ngươi, hẳn không biết thua thiệt. Nam Cung Vấn Thiên nhẹ giọng nói, tiếp theo thân hình biến mất, trở lại Vĩnh Hằng Đại Điện. Cùng lúc đó, một nơi tràn đầy hắc ám và huyết khí, giống như địa ngục khu vực bên trong. Hư không chập chờn. Một đạo thân ảnh biến dạng tới. Hắn xuất hiện, như một đạo quang, chiếu rọi mảnh đất này. Bóng tối thế giới, trên bầu trời xuất hiện một vòng huyết nguyệt. Đỏ thắm huyết nguyệt, tựa như cho nơi này mang tới một chút nhiệt độ. Nhâm Phi Phàm trôi lơ lửng hư không, tựa hồ phát hiện cái gì, nhìn về phía một phương hướng. Lẩm bẩm nói, thằng nhóc này ở Vĩnh Hằng hư không lại một lần nữa dòm ngó thấy không. Cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Thôi, trước hay là giải quyết chuyện trước mắt. Hắn nhìn lướt qua chung quanh, phát hiện nơi đây đã trở thành một mảnh phế tích, mấu chốt mảnh phế tích này bên trên lại dính vô số sinh linh máu. Võ đạo thế giới cố nhiên tàn khốc, nhưng cái này bên trong sự tình phát sinh, tựa như chính là một cơn ác mộng. Nhâm Phi Phàm đã tới nơi này rất nhiều lần. Thậm chí còn và đời trước luân hồi chi chủ đã tới nhiều lần. Ban đầu nơi này ấm áp, nơi này và bình, nơi này bảo vệ một kiểu đồ, nơi này là một đám tâm tồn thiện ý người tu luyện. Chính là bởi vì ngoại giới quá phức tạp, cho nên bọn họ liền lựa chọn vĩnh viễn canh giữ ở chỗ này. Nhưng, chung có người không muốn một mực ở chỗ này, có một vị thanh niên võ giả, phá vỡ quy tắc của nơi này, không để ý hư không chảy loạn rời đi nơi này. Người thanh niên kia võ giả rời đi sau đó, Nhâm Phi Phàm từng bị nơi này tộc nhân đã thỉnh cầu trợ giúp, tìm được người này. Nhưng, chẳng biết tại sao, người kia tin tức tựa như đá chìm biển khơi vậy. Nhâm Phi Phàm biết, có giống như hắn tồn tại che đậy đối phương nhân quả. Vô Thiên, Vũ Hoàng Cổ Đế, Thiên Nữ, cũng hoặc là nói, những cường giả khác. Nhâm Phi Phàm không xác thực định, có thể hôm nay hắn du ngoạn nơi đây, liền biết thật xảy ra chuyện. Chỉ sợ là cái đó rời đi nơi này thanh niên tiết lộ nơi này nhân quả, mới đưa đến phương thế giới này hủy diệt, sinh linh đổ thán. Nhâm Phi Phàm con ngươi lưu chuyển huyết nguyệt cực độ đỏ thắm, đây là hắn tức giận dấu hiệu. Cố nhiên hắn luyện hóa vậy một nửa tuyết táng tinh thần, đạo tâm như giếng cổ không dao động, nhưng cái này trốn cũ, bất kể là đối hắn mà nói, hay là đối với Diệp Thần mà nói, đều là trong trí nhớ không thể thiếu một phần chia. Hôm nay, cái này một phần chia hủy diệt. Nhâm Phi Phàm nhắm mắt lại, buông ra cảm giác, nhưng cái này bên trong đã không có một chút sức sống. Liên bảo vệ đại trận cũng bể nát, hiển nhiên hạ xuống nơi này tồn tại, cực kỳ khủng bố. Nếu như Diệp Thần lên đỉnh, nắm trong tay chân chính luân hồi bí ẩn, ta định sẽ để cho hắn sống lại các ngươi. Nhâm Phi Phàm thở dài một tiếng, cuối cùng hướng một cái đi về phía. Rất nhanh, Nhâm Phi Phàm đi tới một cái to lớn tế đàn. Tế đàn tựa như bị chém xuống một kiếm, khu vực khổng lồ, chia làm hai, thậm chí khắp nơi xương trắng và máu tươi. Rất hiển nhiên, đám người kia cho đến cuối cùng, còn ở bảo vệ nơi này. Có thể chuyện cùng mong muốn. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, đưa tay ra, ngón tay bắt pháp quyết, môi mỏng lại là nói lẩm bẩm. Ngay lập tức, vậy bị chia cách là hai nửa tế đàn chấn động, đồng thời, lòng đất xuất hiện một bậc thang. Nấc thang dưới. Vô cùng hắc ám, không biết đi thông địa phương là nơi nào. Nhâm Phi Phàm cảm giác liền một phen, phát hiện liền hắn thần thức đều không cách nào thăm dò,
không do dự nữa, từng bước hướng hắc ám đi. Chỉ mong vật kia còn ở, nếu là thật biến mất, sợ rằng Diệp Thần sau này có nhức đầu. Nhâm Phi Phàm bóng người hoàn toàn không có vào hắc ám, mà tế đàn này từ từ khép lại, khôi phục thành lúc đầu dáng vẻ. Xương trắng, máu tươi vẫn tồn tại như cũ. Nhâm Phi Phàm bước vào lòng đất nấc thang, con người huyết nguyệt cấp tốc lưu chuyển, cái này tựa như cho hắn dự cảm xấu. Năm đó ta và Luân Hồi Chi Chủ mặc dù nhiều lần bước vào nơi đây, nhưng chưa bao giờ đến nơi này. Chỉ biết là nơi này trấn áp và bảo vệ vậy kiểu đồ. Những tộc nhân kia bị diệt tộc, chỉ sợ cũng là bởi vì vật này. Ta ở bên ngoài còn lấy là nơi này bí mật đã bị vị cường giả kia mở ra, bây giờ nhìn lại, nơi này tựa như hồi lâu chưa có tới người. Chẳng lẽ đồ còn ở? Nhâm Phi Phàm trong lòng nhàn nhạt nói. Đến hắn cái này cấp bậc, đối một ít thứ rất ít cảm thấy hứng thú, lần trước dạng cảm thấy hứng thú đồ, vẫn là cùng Diệp Thần cùng nhau ở thất lạc thời không, tìm vậy tuyết táng tinh thần. Nhưng hôm nay, đất này để chôn giấu bí mật, thật ra thì so tuyết táng tinh thần càng làm cho Nhâm Phi Phàm cảm thấy hứng thú. Đi thông lòng đất cuối cùng cấp một nấc thang bị Nhâm Phi Phàm bước qua, Nhâm Phi Phàm phát hiện tự mình tới đến một phiến bát ngát chi địa. Một giây kế tiếp, Nhâm Phi Phàm vung tay lên, một đạo đỏ thấm ngọn lửa xông lên về phía chân trời, cả thế giới tựa như bị thắp sáng. Làm Nhâm Phi Phàm thấy rõ nơi này hết thảy, con người hơi phóng đại. Trước mắt hắn lại là một vùng núi sông. Cao vút trong mây đỉnh núi, vô biên vô tận nước hồ, cùng với đỉnh đài lầu tạ cũng tràn ngập trước mắt. Nhâm Phi Phàm con người đông lại một cái, ngoài ý muốn nói, xem ra bọn họ một mực bảo vệ bí mật, chính là chôn giấu ở chỗ này. Mặc dù rất nhiều năm, không người từ bên ngoài bước vào trong đó, nhưng cái này bên trong lại có rất nhiều sức sống. Có lẽ, đây là bọn họ cuối cùng một phiến thiên đường. Cũng may, vậy phản đồ căn bản không biết bí mật của nơi này, nếu không nơi này tất nhiên bị vị kia trực tiếp tước đoạt. Chỉ là, cho đến sinh mạng một khắc cuối cùng, bọn họ vẫn là không có khuất phục, nói ra bí mật của nơi này. Kết quả này là bởi vì, vẫn là quả. Nhâm Phi Phàm thở dài một tiếng, rồi sau đó từ phía sau lưng lấy ra một thanh kiếm, bước ra một bước, hư không chấn động. Hắn trôi lơ lửng tại mảnh thế giới này bên trên. Vậy bị hắn thì triển thương khung lửa vậy hoàn toàn tắt. Nhâm Phi Phàm tay cầm trường kiếm, một kiếm chém ra. Giống như khai thiên tích địa vậy. Kiếm quang chói mắt hóa thành một vòng đỏ thẫm thái dương. Đây phảng phất là ánh sáng mặt trời, tựa như cho phương thế giới này tăng lên sinh mạng. Kiếm quang thái dương treo ở bầu trời mênh mông bên trên, Nhâm Phi Phàm hài lòng gật đầu một cái. Rồi sau đó từ vạn thước trên không hạ xuống, rơi vào phương này sơn thủy bên trên. Hắn hơi cảm ứng, phát hiện cái này vùng núi nước bên trong, có một nơi, có cực mạnh cấm chế lực. Sợ rằng nơi này, chính là vậy chỗ bí mật. Hắn ánh mắt nhìn về phía một nơi, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, mấy trăm ngàn năm quen biết, hôm nay, ta Nhâm Phi Phàm đáp ứng các ngươi, sẽ bảo vệ phần này bí mật, không để cho hắn rơi vào tay ngoại nhân. Các ngươi kỳ vọng thế giới, ta và Luân Hồi Chi Chủ sẽ đích thân thành lập. Bất kỳ ngăn trở người, cũng sẽ trở thành là ta vong hồn dưới kiếm. Nói xong, Nhâm Phi Phàm liền hướng chỗ sâu đi. Cố nhiên nơi này hư không quy tắc không ảnh hưởng được hắn, hắn có thể tùy ý biến dạng hư không đến, nhưng hắn không có làm như vậy. Mà là từng bước, giống như một cái thành kính người phàm, hướng thần minh từ từ đến gần. Nửa canh giờ thời gian. Nhâm Phi Phàm rốt cuộc đến. Trước mặt hắn lơ lửng một khối cự đại thạch bi. Bia đá toàn thân u hắc, phía trên có le que đỏ thấm chữ. Luân hồi cuối ai là đỉnh, thương khung huyết nguyệt đạo thành không. Huyết nguyệt. Nhâm Phi Phàm con người híp lại, hắn có chút bất ngờ, nơi này nhân quả, tựa hồ thật và bản thân có liên quan. Vẫn cùng Diệp Thần có liên quan. Diệp Thần đại biểu luân hồi hai chữ, mà huyết nguyệt chính là đại biểu mình. Từ chữ mặt ý tới xem, luân hồi cuối, ai là nổi bật nhất tồn tại? Cái này tự nhiên là Diệp Thần. Nhâm Phi Phàm tin chắc Diệp Thần tiềm lực là vượt qua lịch sử bất kỳ một người nào kỷ nguyên, thậm chí vượt qua mình. Hắn tất nhiên là vậy nổi bật nhất tồn tại, cuối cùng thành đời này thứ nhất cao đỉnh. Có thể sau một câu vì sao nói mình huyết nguyệt chi đạo, thành không? Đây là ám chỉ cái gì? Vẫn là nói, mình hiểu chính là sai rồi. Không thì hay không đại biểu không không thế giới.
máu hắn tháng chi đạo muốn chỉ dẫn hắn bước vào không không. Như vậy Hồng Quân và Võ Tổ vậy. Nhâm Phi Phàm suy tính mấy giây, vẫn là không có kết quả. Hắn không do dự nữa, đưa tay ra, đúng mực nói, Nhâm Phi Phàm, gặp qua tiền bối. Hắn là đối bia đá nói, Nhâm Phi Phàm có thể cảm giác được, tấm bia đá này tồn tại thời gian cực kỳ rất xưa, thậm chí vượt xa Nhâm gia tổ tiên. Vậy bia đá tựa như nghe được Nhâm Phi Phàm lời nói, khẽ chấn động, lại là phát ra xanh thấm quang. Rồi sau đó, một đạo thương cổ lại u viễn thanh âm đột nhiên vang lên, Nhâm tiểu tử, thật lâu không gặp. Nhâm Phi Phàm thân thể ngẩn ra, chắp tay nói, tiền bối, chúng ta từng gặp nhau qua. Vậy bia đá khá là sang sảng cười một tiếng, cũng không phải là ngươi suy nghĩ, ta chủ nhân từng ở nơi nào đó không gian dòm ngó gặp qua ngươi và đời trước luân hồi chi chủ. Hắn từng và ta nói qua, cái thế giới này, có 10 cái người, có thể đến võ đạo trung cực chi địa. Mà ngươi và luân hồi chi chủ đúng lúc là trong đó 2 vị. Nhâm Phi Phàm nghe được câu này, tim như chỉ thủy, nhưng vẫn là nghi ngờ rất nhiều, liền nói, ngoài ra 8 người là ai? Vô Thiên, Thái Thượng Quá Nữ, Vũ Hoàng Cổ Đế. Vậy bia đá cười một tiếng, nói cũng không phải, bất quá vậy còn lại mấy người, quan hệ đến bí mật và nhân quả quá nhiều. Ta nếu như tiết lộ, sợ rằng phương thế giới này đều phải sụp đổ. Nhâm Phi Phàm cũng không tiếp tục hỏi thăm, nói tiền bối ở chỗ này, có thể là thủ hộ bí mật gì. Hôm nay thế giới bên ngoài, đã bị tiêu diệt, những cái kia người bảo vệ lần lượt chết. Nhâm Phi Phàm lời còn chưa nói hết, liền bị vậy bia đá cắt đứt, Nhâm tiểu tử, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nơi này đích xác có thuộc về ngươi đồ, không chỉ có thuộc về ngươi, còn có thuộc về luân hồi chi chủ. Thật ra thì bên ngoài tộc nhân cũng tốt, phương thế giới này cũng được, cũng chẳng qua là một bàn cờ trong mâm con cờ, bọn hắn chết, coi như là hoàn thành sứ mạng, mà ngươi xuất hiện, cũng là bàn cờ này nhân quả. Nhâm Phi Phàm có chút bất ngờ, nhàn nhạt nói ta không thích trở thành con cờ. Vậy bia đá thương cổ thanh âm lần nữa truyền tới, ta nói như vậy, chỉ bất quá nói bọn họ là con cờ, mà ngươi, và luân hồi chi chủ, đều không phải là. Các ngươi lựa chọn. Quyết định cái thế giới này tương lai, như các ngươi làm ác, chính là ác, như các ngươi làm thiện, chính là thiện, ngươi có thể rõ ràng. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, không rõ ràng. Bia đá thở dài một tiếng, sau đó nói, không cần rõ ràng, nếu ngươi tới, liền cùng để ta đi. Dứt lời, bia đá lại hóa thành một tòa cự môn. Nhâm Phi Phàm không nhiều lời nữa, hai tay chắp sau lưng, chỉ như vậy bước vào cự môn bên trong. Hắn rất rõ ràng, nơi đó nhân quả, có thể và nửa câu sau có liên quan. Thương khung huyết nguyệt đạo thành không. Hình ảnh quay về, vĩnh hằng hư không, vĩnh hằng thần điện. Đình viện bên ngoài, không thiếu tài tử người đẹp hội tụ một đường, đều là tò mò nhìn chằm chằm đáy hồ người kia. Diệp Thần mở cặp mắt ra, hắn đã sử xuất không không một kiếm, trời long đất lở thời khắc, hắn thế giới tinh thần cũng theo đó sáng tỏ thông suốt. Mấy ngàn mét ra ngoài. Nam Cung Nhã Tình lui đến chỗ rất xa, mắt đẹp hơi chăm chú, nàng cảm giác được hồ phần đáy động tĩnh, lại không nghĩ rằng lại mạnh làm đến nước này. Mấy năm qua, chỗ tòa này kiếm trận cũng không có người có thể phá giải, có thể hiện tại ước chừng mấy ngày, một cái liền nhận cũng không nhận biết tiểu tử xông vào bên trong, liền phá giải hết. Đây rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là nói tự có ý trời. Nam Cung Nhã Tình cơn sóng trong lòng phập phồng, suy nghĩ không chừng. Dẫu sao Vĩnh Hằng Thần Điện đã sớm lập được cam kết, chỉ cần ai có thể phá ra cái này vô địch kiếm trận, thì có tư cách cưới nàng làm vợ. Diệp Thần từ đáy hồ đi lên, hắn vỗ vỗ lên nước đọng, trong ý nghĩ tiếp thu cuối cùng một chút ý niệm, là vậy kiếm trận thủ hộ linh để lại cho hắn. Huyền Tôn cửa sở tại, chính là ở Vĩnh Hằng Thần Điện chỗ sâu nhất. Kiếm trận này kiếm linh, có thể so với loài người nói chữ tín hơn. Diệp Thần không khỏi xúc động. Đồng thời liền nghĩ tới miếu thờ bên trong xương trắng tiền bối, tuân thủ cam kết, vì nhân loại tận tâm tận lực, quay đầu lại nhưng bị loài người âm một cái, nhốt ở vậy miếu thờ bên trong, không bao giờ có thể siêu sinh. Hắn đi tới bên bờ, hướng đám người chắp tay, dửng dưng nói, các vị thỉnh vật kiến quái, tại hạ chỉ là đi ngang qua nơi này, gặp được đáy hồ kiếm trận, liền muốn đi tìm tòi nghiên cứu một hai, trong vô tình phá giải mà thôi, tuyệt không để ý hắn. Bất quá hắn nhưng phát hiện những người đó xem hắn ánh mắt hết sức kỳ lạ. Chẳng lẽ kiếm trận này là hết sức hắn bí ẩn tồn tại, không thể phá hoại?
Diệp Thần trong lòng lộp bộp một tí, hắn bản muốn khiêm tốn làm việc, không ngờ phát giác Huyền Tôn cửa hơi thở, không có làm suy nghĩ nhiều, liền lẻn vào đáy hồ đi. Tiểu tử này thực lực còn chưa từng tiến vào trăm gia cảnh, lại làm sao có thể phá được kiếm trận, định là dùng những thứ khác thủ đoạn ăn gian. Trương Đào Linh cái đầu tiên nhảy ra phản đúng tại Nam Cung Nhã Tình, hắn nhưng mà chí ở tất được, tuyệt sẽ không cho phép những người khác cướp đi. Từ trước đến giờ cùng Trương Đào Linh không hợp nhau Lý Ngụy, lúc này vậy gật đầu một cái, ta cũng cảm thấy chuyện này có nhiều chỗ kỳ hoặc, tuy nói Vĩnh Hằng Thần Điện tỏ rõ chỉ cần có thể phá trận này, là được đón dâu Nhã Tình tiểu thư, nhưng là ở công bằng công chính điều kiện tiên quyết, mà không phải là hợp ý mưu lợi. Bổn thiếu gia vậy đồng ý, thằng nhóc này là từ đâu tới không biết trời cao đất rộng, lại muốn đón dâu Nhã Tình tiểu thư. Một đám Vĩnh Hằng hư không thanh niên tài tuấn rối rít mở miệng biểu đạt bất mãn, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cực kỳ không thân thiện. Diệp Thần nghe được bọn họ lời bàn, lúc này mới ngạc nhiên thức tỉnh, lúc đầu phá kiếm trận, lại còn có như vậy điều kiện. Không, ta cảm thấy các ngươi suy nghĩ nhiều, ta sở dĩ phá chỗ tòa này kiếm trận, cũng không phải là chạy ai tới, vậy không có hứng thú cưới ai. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói ra được một phen, để cho những người khác đều ngẩn ra. Hắn xoay người liền hướng bên kia hướng đi, cũng không muốn hơn ở lại chỗ này, nếu đã dò tra được Huyền Tôn cửa hơi thở, bước kế tiếp chính là đi tìm tiến vào Vĩnh Hằng Thần Điện chỗ sâu lối đi. Bất quá ngay tại hắn sắp bước ra viện môn thời điểm, một đạo thanh âm thanh lệ sau lưng vang lên. Ai cho phép ngươi đi? Hắn quay đầu vừa thấy, là một tên thân mặc quần đỏ người đẹp, nhìn quanh khuynh thành, lại chờ mong khuynh quốc, một mi một mắt cũng vô cùng cái đẹp ý vị. Gọi là nhân gian tiên tử cũng không quá đáng. Cô gái này tuy đẹp, Diệp Thần nhìn về phía nàng ánh mắt lại hết sức bình thản, dẫu sao hắn đã gặp qua người đẹp thật sự là quá nhiều, trước không nói xinh đẹp đáng yêu thân Đỗ Uyển Nhi cùng tư thế oai hùng hiên ngang kỳ tư thanh, Huyền Hàn Ngọc và Hạ Nhược Tuyết các người lại là bầu trời tiên tử, đẹp đến làm người ta không rời ra mắt. Liền liền Huyền Cơ Nguyệt thật ra thì vậy xinh đẹp động lòng người. Nam Cung Nhã Tình vậy chú ý tới Diệp Thần ánh mắt, gợn sóng không sợ hãi, sủng nhục bất kinh, thấy mình rất là bình thản, không giống cái khác công tử ca như vậy, một mắt liền toát ra si ngốc ánh mắt. Ngươi là người phương nào? Vì sao trước chưa từng gặp qua ngươi? Nam Cung Nhã Tình hỏi nói. Diệp Thần đáp, tại hạ chỉ là một tên tán tu, đi theo trên đường gặp phải tiền bối tới đây chỗ, khai mở nhãn giới. Phải không? Vậy ngươi nói cho ta là như thế nào phá hồ này để kiếm trận? Nam Cung Nhã Tình hết sức tò mò. Lại là chủ động nhích tới gần Diệp Thần, trên mình lượn lờ mùi thơm thổi qua tới. Hắn có thể phát giác được cô gái trước mặt thực lực không kém, trầm ngâm hồi lâu sau đó, mở miệng nói, ta từng ở Vĩnh Hằng hư không trung lưu sóng lúc đó, tình cờ đã từng một bản kiếm phổ, chỉ có thể lật xem không thể lấy đi, ta liền đi theo kiếm phổ cùng nhau phiêu bạc 7-7-4-9 ngày, học được một chiêu kiếm pháp, hôm nay thí nghiệm, không nghĩ tới lại thành công. Nam Cung Nhã Tình nghe vậy, khá có chút im lặng. Nàng cẩn thận quan sát Diệp Thần, vậy không có thể nhìn ra đầu mối gì tới. Vị cô nương này nếu như không có chuyện gì khác mà nói, tại hạ liền cáo từ trước. Diệp Thần vội vàng trước đi, nhưng mà Nam Cung Nhã Tình nhưng thân hình chớp mắt, ngăn ở trước mặt hắn. Phụ thân từng nói với nàng, có thể phá này kiếm trận người, tuyệt không phải vận khí cho phép, mà là tự thân kiếm đạo thực lực đạt tới đỉnh cấp, là ngàn vạn năm khó khăn được một gặp đỉnh cấp thiên tài. Đem lưu lại. Tương lai đúng là Vĩnh Hằng Thần Điện đứng đầu cự phách. Nam Cung Nhã Tình cắn răng, môi đỏ mọng khẽ mở, ngươi nếu đã phá kiếm trận này, vậy thì phải tuân thủ cam kết, cùng ta lập gia đình. Nàng lời này vừa ra, những người khác liền không bình tĩnh, rối rít thần sắc biến đổi. Nhã Tình tiểu thư nghĩ lại à, thằng nhóc này nhất định chính là một gã yếu, căn bản không xứng với ngươi. Đúng vậy, Nhã Tình tiểu thư, muôn ngàn lần không thể bị mê hoặc ánh mắt. Đối mặt chung quanh tiếng huyên náo, Nam Cung Nhã Tình đổ lộ vẻ được rất bình tĩnh. Kiếm trận này nhưng mà cha ta bày ra, nếu như cự tuyệt ta, chính là cự tuyệt hắn yêu cầu. Nam Cung Nhã Tình tiếp tục nói, bất quá rất nhanh nàng thần sắc trở nên có chút cổ quái, bởi vì Diệp Thần biểu tình như cũ là sửng sốt một chút, tựa như cũng không biết cha nàng cha là ai. Cha ta là Nam Cung Vấn Thiên, Vĩnh Hằng Thần Điện Điện Chủ. Nam Cung Nhã Tình không nhịn được nói một câu. Diệp Thần mới chợt hiểu ra, hơn quan sát Nam Cung Nhã Tình hai mắt, chợt nghĩ tới nàng trước nói đánh vỡ kiếm trận này người, sắp đón dâu nàng,
hắn tới chỗ này có thể không phải là vì lấy vợ, mà là dò xét Huyền Tôn cửa rơi xuống. Hơn nữa, hắn đối cái này điện chủ con gái, một chút hứng thú cũng không có. Hắn cũng không muốn dính Vĩnh Hằng hư không người phụ nữ nhân quả. Nam Cung tiểu thư, người ta không quen biết, tới một cái liền sách cái này việc hôn ước, phải chăng có chỗ không ổn? Tại hạ cho rằng trước hay là cân nhắc một tí thì tốt hơn, cáo từ. Diệp Thần cũng không muốn ở thời điểm mấu chốt bị người phụ nữ cho dây dưa tới, nếu không sẽ dính vào càng nhiều hơn chính là không. Hắn cử động này để cho không thiếu tại chỗ công tử ca đều đần độn mắt, Vĩnh Hằng hư không bên trong, nhà nào thanh niên tài tuấn không phải là đối Nam Cung Nhã tình ái mộ có thừa.